Liệt hỏa môn có chút quan hệ với Đông Tinh xã, quan hệ giữa Linh Thứ Tháp cùng Đông Tinh xã có chút gần, mà Nam Thiên Môn với Bắc Đẩu Môn là đối đầu của Đông Tinh xã, Tây Vương Phủ luôn không nhúng tay vào sự tình gì, cho nên dù tìm năm thế lực lớn kia cũng vô dụng. Cuối cùng âm quỷ đành tìm Thất Sát Môn, hiện tại duy nhất có thể cứu người cũng chỉ có Thất Sát Môn mới có thực lực này. Đương nhiên, quan trọng nhất là hỏa hổ bắt giữ lão đại, còn nói với âm quỷ nếu muốn cứu người, thì gọi trưởng môn Thất Sát Môn Tây Phương Cầu Bại tự mình tới liệt hỏa môn mà cứu. Nghe lời nói của âm quỷ, Lục Lâm Thiên cười nói. Âm giáo chủ, lời này nói như thế nào? Trên sắc mặt tái nhợt của âm quỷ lộ ra vài phần chật vật, lập tức mang theo vài phần ủy khuất cùng oán ý bất đắc dĩ, liền đem chuyện lão đại Phong Đô Tam Hồn bị hỏa hổ bắt giữ nói ra, còn đem lời yêu cầu của hỏa hổ nói lại một lần. Đi liệt hỏa môn cứu người, chỉ sợ lúc này bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, trưởng môn nghĩ lại. Thiên Khu nghe vậy vội vàng nói. Thiên Tuyền híp mắt, suy tư một lúc cũng nói. Kỳ thật âm quỷ giáo cũng không có quá nhiều quan hệ với chúng ta, họ chết sống cũng không quan hệ chúng ta, trưởng môn không cần đi mạo hiểm. Âm quỷ nghe Thiên Khu cùng Thiên Tuyền nói vậy, sắc mặt tái nhợt nói. Thiên Khu, Thiên Tuyền, các ngươi còn nói như vậy, nếu không vì Thất Sát Môn, âm quỷ giáo sẽ biến thành bây giờ sao? Vấn đề là việc này cũng không liên quan gì Thất Sát Môn. Thiên Khu không chút hoang mang, tươi cười nói. Âm quỷ, nếu không phải do ngươi muốn đối phó Thất Sát Môn, âm quỷ giáo vẫn còn an lành đấy thôi. Lục Lâm Thiên suy tư, nhìn âm quỷ thản nhiên nói. Thật sự ta không có nghĩa vụ phải giúp ngươi cứu người, ngươi đi đi. Tây Phương Cầu Bại, tất cả chuyện này là do ngươi làm hại, nếu không ngươi âm quỷ giáo vẫn còn tốt lành, ta cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Âm quỷ oán hận nhìn Lục Lâm Thiên, nhưng dù oán hận cũng không dám động thủ, hắn đã chịu qua một lần giáo huấn. Trong lòng âm quỷ luôn có chút kỳ quái, dựa theo đạo lý mà nói ở trong thị hoang thế giới với thực lực của hắn không ai làm gì được hắn, nhưng Tây Phương Cầu Bại lại có thể áp chế đánh bại hắn. Thậm chí tu vi của người này chỉ tới thông thiên cảnh trung giai mà thôi, đây là điều làm cho hắn không cách nào nghĩ ra, chỉ có thể nói người này quá mức quỷ dị, khó trách cả Thất Sát cũng phải chắp tay nhường chức trưởng môn cho hắn. Lục Lâm Thiên nói, ta không có hại ngươi, ngược lại tha cho ngươi một mạng, chính ngươi tự mình muốn đối phó Thất Sát môn đó thôi. Âm quỷ nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt run lên, nghĩ Tây Phương Cầu Bại tha hắn một mạng, trong lòng hắn càng có nỗi khổ nói không nên lời. Nguyên lai hắn còn có vài phần cảm kích, nhưng cho tới bây giờ hắn mới biết được, đây tuyệt đối là do người này an bài, cố ý tha cho hắn một mạng, sau đó để liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn tìm hắn tính sổ, nhưng hết thảy hắn vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không biết giải thích với ai. Người sáng mắt không cần nói quanh co, ta biết tất cả chuyện này là do ngươi kế hoạch, rốt cục ngươi muốn thế nào mới có thể giúp ta đi cứu người. Âm quỷ nói, trong lòng Lục Lâm Thiên thầm than. Đều nghe nói âm quỷ gian trá giảo hoạt, nhưng thật nói nghĩa khí với người một nhà, hắn lăn lộn vài ngày trong âm quỷ giáo cũng hiểu biết không ít, mặc dù âm quỷ âm hiểm gian trá, nhưng đích xác là nghĩa khí, đặc biệt đối với Phong Đô Tam Hồn, mà bốn người này cảm tình luôn sâu đậm. Lục Lâm Thiên nói, vấn đề là, vì sao ta phải giúp ngươi đi cứu người, tựa hồ ta không có nghĩa vụ này đi. Âm quỷ nhìn Lục Lâm Thiên, cắn răng nói, chỉ cần ngươi có thể cứu người trở về. Âm quỷ này nguyện ý gia nhập Thất Sát Môn. Phong Đô Tam Hồn cũng nguyện ý gia nhập Thất Sát Môn. Lão nhị lão tam Phong Đô Tam Hồn cũng gật đầu nói. Việc này, nghe vậy ánh mắt nhóm người Thiên Khu đều sáng ngời, tự nhiên hiểu được có bốn người kia gia nhập, thực lực Thất Sát Môn sẽ tăng cường không ít. Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Lục Lâm Thiên vẫn thản nhiên, nói. Các ngươi gia nhập Thất Sát Môn. Chỉ sợ không còn đường lựa chọn nào khác đi, đường ngũ cùng hỏa hổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tây Phương Cầu Bại, ngươi đừng bỏ đá xuống giếng, nếu ta gia nhập liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn, cùng nhau đối phó Thất Sát Môn, ta nghĩ hỏa hổ cùng đường ngũ vẫn thật nguyện ý. Âm quỷ giận dữ nói, hắn đường đường đại đạo cảnh, lại phải cúi đầu với thông thiên cảnh trung giai, không nghĩ tới đã cúi đầu còn bị người bỏ đá xuống giếng. Ha ha! Lục Lâm Thiên mỉm cười. Xoay chuyển ánh mắt, lập tức đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt âm quỷ, nói. Không hổ là đường đường âm quỷ, tính tình cũng không ít, như vậy đi, từ nay giao phi linh thương hành cho bốn người các ngươi. Giao phi linh thương hành cho chúng ta, có ý tứ gì?
Âm quỷ cùng lão nhị lão tam phong đô tam hồn nghe vậy, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đám người thiên khu thiên tuyền đều lộ vẻ khó hiểu. Rất đơn giản, sau này phi linh thương hành là của các ngươi, trên đường đi sẽ nói rõ, nơi này tới liệt hỏa môn cũng cần chút thời gian, nếu còn chậm trễ chỉ sợ muốn cứu người cũng không cứu được. Lục Lâm Thiên nói xong, lại nhìn Bạch Kinh Đường cùng Viêm Hỏa nói. Bạch Phó Đường Chủ, Viêm Phó Đường Chủ, các ngươi mang theo người theo ta đi liệt hỏa môn. Dạ. Hai người gật đầu, sau đó lui xuống. Phạm Phó Đường Chủ, người phái người đi Long Môn một chuyến, gọi Địa Long đi liệt hỏa môn hội họp với ta. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, tuy thực lực Phạm Thống còn yếu, nhưng mấy năm nay lao tâm lao lực, thiên phú cũng không tệ, Lục Lâm Thiên đang cân nhắc. Sau khi rời khỏi thị hoang thế giới tới lúc đó cho Phạm Thống tiếp tục tu luyện, trước mắt có không ít sự tình còn cần Phạm Thống đi làm. Phạm Thống nghe vậy, có chút bận tâm nói. Trưởng môn, Địa Long nổi danh kiệt ngạo bất tuần, phái người đi gọi hắn, hắn có thể không để ý tới hay không? Yên tâm đi, nói là ta nói, hắn nhất định sẽ đi. Lục Lâm Thiên cười nói. Siêu siêu. Sau một lát, từng tòa giá khôi lỗi từ trong thất sát môn lướt ra. Cấp tốc biến mất giữa không trung. Chẳng lẽ thất sát môn lại muốn xuống tay với sơn môn nào nữa hay sao? Bên trong thất sát thành, từng thân ảnh nhìn thấy tòa giá khôi lỗi lướt qua bầu trời, đều tự suy đoán, hiện tại từng cử động của thất sát môn đều hấp dẫn ánh mắt không ít người. Liệt hỏa môn, là một trong những thế lực nhị lưu nổi danh thị hoang thế giới, cùng thất kiếm môn được công nhận là tiếp cận với năm thế lực lớn nhất. Địa bàn liệt hỏa môn không nhỏ. Mà nơi ở của liệt hỏa môn nằm trong liệt hỏa thành, là một thành phố lớn có hơn 10 triệu dân cư đông đúc. Sở dĩ được đặt tên là liệt hỏa thành, là bởi vì xung quanh là dãy núi lửa, tuy không ít núi lửa đã chết, nhưng còn hoạt động cũng không ít, có núi lửa dung nham phun ra không ngừng, giống như pháo hoa liên tục nở rộ. Đệ tử liệt hỏa môn luôn hung hăng càn quấy, cực kỳ cuồng ngạo, nhưng những ngày gần đây đệ tử của họ đã thu liễm hơn không ít. Hoàng hôn, trời chiều về Tây. Tà dương chiếu xuống dãy núi lửa tản ra kim mang, đám mây đỏ bừng, cảnh tượng như vậy cũng chỉ nhìn thấy trong liệt hỏa thành. Hiu hiu, đột nhiên từng tiếng xé gió gào thét lướt qua, khoảng 50 tòa giá khôi lỗi bay tới giữa không trung bên ngoài liệt hỏa thành, không gian nhất thời gió dục mây vần. Siêu siêu, từng thân ảnh từ trong tòa giá nhảy ra, chỉ hơn vạn người, nhưng chân khí sắc bén hùng hồn, giống như bão táp tiến đến, mây đen áp đỉnh, phong vân biến sắc. Thất sát môn Tây Phương cầu bại bái phỏng, hỏa hổ, người hãy ra đây. Một tiếng quát cuồn cuộn truyền ra, như sấm sét vang vọng cả liệt hỏa thành. Huyền! Giữa không trung, mười mấy thân ảnh lăng không mà đứng, tiếng quát của Lục Lâm Thiên vừa truyền ra, bên trái còn có Kim Viên, Thiên Khu, Thiên Tuyền, Thất Sát, ngoài ra còn có Âm Quỷ, Lão Nhị Lão Tam trong phong đô tam hồn, cùng Viêm Hỏa, Đồng Thất, Bạch Kinh Đường, Vấn Thân Mạc. Ở bên phải là Âm Minh Dạ Xoa, Độc Giác Địa Long, Tam Thú Tướng, cùng mấy thông thiên cảnh Long Môn, Địa Long nhận được tin tức lập tức lên đường hội tụ, bởi vì Long Môn cách liệt hỏa môn gần hơn không ít. Mạc Kình Thiên đi tìm Hắc Thủy Ngục Giam, Ma Linh Yêu Nữ đang bế quan, lần này Lục Lâm Thiên đi liệt hỏa môn chỉ có thể mang theo Độc Giác Địa Long, quan hệ với Địa Long thế nào Lục Lâm Thiên cũng không muốn làm người trong thị hoang thế giới hay biết. Oanh Long! Đám người Bạch Kinh Đường phất tay bay lên. Từng đạo lưu quang lướt ra khỏi giới chỉ, từng chiếc chiến hạm tràn ngập khí tức sắc bén lập tức hiện ra giữa không trung. Tổng cộng hơn 30 chiến hạm, nhắm thẳng vào liệt hỏa thành, giống như hơn 30 đầu mãnh thú dữ tợn rít gào, như hổ rình mồi muốn đem liệt hỏa thành san thành bình địa. Thất sát môn! Thất sát môn diệt liệt hỏa môn! Bên trong liệt hỏa thành một mảnh ồn ào bối rối. Đến rồi! Nhìn phía trước, ánh mắt mọi người chợt híp lại, trở nên ngưng trọng. Hiu hiu. Không gian phía trước, từng đạo thân ảnh V Upsilon, T lên giữa không trung, trên bầu trời đột nhiên gió dục mây vần, không gian ba văn lắc lư, thật nhiều chân khí hùng hồn tràn ra. Như mây đen áp đỉnh, đám người rậm rạp phía trước che phủ cả ánh sáng trên không trung, nhất thời không gian tràn ngập áp lực, một cỗ khí tức nóng bỏng tràn ngập tới. Liệt hỏa thành đã lâu không náo nhiệt như vậy, Tây Phương cầu bại, lá gan cũng không nhỏ, thật dám tới liệt hỏa môn. Khí tức nóng cháy lao tới, không gian ba văn lắc lư, một đoàn thân ảnh áp không bay qua, mười mấy thân ảnh đi đầu tiên, người dẫn đầu là một hồng y lão giả, chính là hỏa hổ, bên cạnh có một phụ nhân, tiếp theo còn có thiên hỏa cùng địa hỏa.
khi Lục Lâm Thiên nhìn thấy một nhóm người khác, ánh mắt thoáng híp lại nhưng cũng không ngoài ý muốn, đó chính là 7 người đứng đầu thất kiếm môn Du Long Đường Ngũ, ngoài ra còn có mấy thông thiên cảnh, phía sau có không ít đệ tử thất kiếm môn. Hỏa hổ, người đã tới rồi, người thả người đi. Âm quỷ nhìn đám người hỏa hổ, lại không thấy lão đại trong phong đô tam hồn, thần sắc ngưng trọng. Âm quỷ, ngươi là kẻ vô sỉ, lại dám thống giao sau lưng, chờ ta thu thập xong thất sát môn, sẽ tới lượt ngươi. Hỏa hổ căm tức quát, âm quỷ giáo lâm trận phản chiến làm cho hắn không cách nào bình ổn lửa giận. Là liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn các ngươi ngu ngốc, quan hệ gì tới chúng ta? Độc giác địa long xen lời nói. Địa long, ngươi đừng hung hăng càn quấy, đừng cho rằng ta không làm gì được ngươi. Đường ngũ quát, có bản lĩnh thì tới. Không phải dựa vào kiếm trận nhiều người sao, ta không sợ. Địa Long đảo mắt nhìn qua, trên mặt hiện nụ cười lạnh. Hỏa hổ, mau thả người, nếu không hôm nay chúng ta đem liệt hỏa môn san thành bình địa. Sắc mặt âm quỷ trầm xuống, tức giận nói. Đem liệt hỏa môn san thành bình địa, âm quỷ, ngươi quá tự đề cao mình, các ngươi còn chưa có thực lực này. Hỏa hổ cực kỳ khinh thường, nhìn qua Lục Lâm Thiên hỏi. Ngươi chính là Tây Phương Cầu Bại. Không sai. Lục Lâm Thiên thản nhiên gật đầu. Ánh mắt hỏa hổ cùng Đường Ngũ rơi lên người Lục Lâm Thiên, lần trước hắn hóa thành bộ dáng của âm quỷ cho nên bọn họ chưa nhìn thấy mặt hắn, bởi vậy cũng không nhận ra hắn. Ánh mắt hỏa hổ co rúm, sắc mặt giận dữ oán hận, trầm giọng nói. Tốt lắm, vì một trong phong đô tam hồn, ngươi cũng dám tới, ra vẻ có quan hệ không tệ với âm quỷ giáo. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua. Ta tới. Ngươi có thể thả người, mục đích của ngươi chỉ là muốn ta tới mà thôi. Kiệt kiệt, không sai, mục đích của ta chỉ là muốn ngươi tới mà thôi, nhưng nhìn ngươi có chuẩn bị thật sung túc. Hỏa hổ trầm giọng nói. Quyết định của ngươi, là mạnh mẽ cướp người, hay bàn điều kiện? Ý tứ gì? Lục Lâm Thiên hỏi. Nếu ngươi muốn cướp người, ta trước tiên giết lão đại phong đô tam hồn, lại cùng ngươi tính sổ, nếu ngươi muốn bàn điều kiện, thứ nhất. Giao ra phản đồ liệt hỏa môn viêm hỏa, đồng thất, dùng bọn hắn đổi lão đại phong đô tam hồn, không tính là khi dễ ngươi đi. Hỏa hổ nói xong, ánh mắt rơi lên người viêm hỏa cùng đồng thất. Bị ánh mắt của hắn chành qua, viêm hỏa cùng đồng thất không khỏi run lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, mà ánh mắt đệ tử thất sát môn cũng lén lút nhìn hắn. Thần sắc Lục Lâm Thiên không chút biến hóa, khẽ lắc đầu nói. Viêm hỏa cùng đồng thất hiện tại đã là người của thất sát môn, trừ phi bọn họ muốn đi liệt hỏa môn, bằng không ngươi dám động một sợi tóc của họ, ta sẽ cho người đền bù gấp 10 lần. Nghe vậy ánh mắt viêm hỏa cùng đồng thất đều chớp động, sống lưng cao ngất không ít. Tốt, tốt, tốt. Hỏa hổ liên tục nói, ánh mắt càng âm trầm. Vậy chỉ còn lại một điều kiện cuối cùng, muốn cứu người, vậy ta cùng ngươi đánh một trận chiến, nếu ngươi có thể thắng ta. Ta sẽ thả người, đồng thời liệt hỏa môn cũng là của ngươi. À, mọi người nghe vậy đều ngoài ý muốn, tựa hồ không ai nghĩ tới hỏa hổ chơi lớn như vậy. Hỏa hổ nhìn thấy thần sắc của mọi người, tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu ngươi thất bại, sau này thất sát môn cũng là của ta, người ngươi muốn cứu cũng chết chắc rồi, tất cả chuyện này, chúng ta dùng một trận chiến giải quyết. Trưởng môn, thực lực hỏa hổ rất mạnh, tu vi đại đạo cảnh trung giai. Mặc dù trong thị hoang thế giới bị áp chế, nhưng lĩnh ngộ cùng phòng ngự đã có kinh nghiệm, thông thiên cảnh cao giai đỉnh bình thường khó thể đối phó. Thiên khu lập tức nói. Trưởng môn, ở trong thị hoang thế giới ta cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn. Âm minh dạ xoa nói. Lâm thiên huynh đệ, làm vậy có phải có chút mạo hiểm hay không? Kim viên cũng lo lắng nói. Âm quỷ cùng địa long không nói gì, ánh mắt âm quỷ cũng ngưng trọng. Dù sao hỏa hổ muốn dùng thất sát môn đổ bạc, muốn Tây Phương Cầu Bại dùng thất sát môn đi cứu người, hắn không biết đối phương chịu đáp ứng hay không, đổi lại là hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý, làm vậy thật quá mạo hiểm. Chơi lớn như vậy à? Không biết thực lực Tây Phương Cầu Bại tới trình tự nào, đây là đổ bạc cả thất sát môn cùng liệt hỏa môn. Hỏa hổ tựa hồ đã có định liệu trước. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, mí mắt khẽ giật, đảo qua Đường Ngũ, lại nhìn hỏa hổ, nói. Thất kiếm môn đã ở đây, vậy chi bằng thế này, ta cùng ngươi đối chiến, thua, thất sát môn, long môn, âm quỷ giáo đều là của ngươi, nhưng nếu ngươi thua, thả người, thất kiếm môn cùng liệt hỏa môn đều là của ta. Cái gì, còn muốn đùa lớn hơn?
Nghe vậy mọi người kinh ngạc, không ít người ồ lên, nhóm người âm minh dạ xoa, âm quỷ cùng kim viên kể cả hỏa hổ, đường ngũ đều vô cùng nghi hoặc, mà bảy người đường ngũ lại thấp giọng thương nghị chuyện gì. Một lát sau đám người hỏa hổ tựa hồ đạt chung nhận thức, ánh mắt đường ngũ có chút thâm trầm, trên mặt hiện vẻ sắc bén, nói. Địa Long, âm quỷ, các ngươi cũng đồng ý sao? Ta không có vấn đề. Trong ánh mắt mê hoặc của cường giả Long Môn, Địa Long gật đầu nói. Ta cũng không thành vấn đề. Âm quỷ cũng không có ý kiến, dù sao âm quỷ giáo chỉ còn là danh nghĩa, không ít địa bàn bị liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn chiếm lĩnh, huống chi việc này do hắn mà ra, đương nhiên không có vấn đề gì. Được, Tây Phương cầu bại, ta cùng ngươi đối chiến, hôm nay có thể giải quyết không ít vấn đề, cũng xem như là biện pháp hữu hiệu đơn giản nhất. Hỏa hổ trầm giọng nói. Trước khi động thủ, ta muốn nhìn xem người còn sống hay không. Thần sắc Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Nghe vậy hỏa hổ phất tay, một thân ảnh đi tới, là trưởng lão thông thiên cảnh đang dẫn theo lão đại phong đô tam hồn bị cấm chế đi ra, tuy chân khí uể oải nhưng người vẫn còn sống. Đại ca, ánh mắt lão nhị lão tam sốt ruột nhìn qua, đôi mắt âm quỷ cũng đỏ đậm, hai tay siết chặt, oán hận không thôi. Hỏa hổ phất tay cho người lui xuống, nói. Một trận định thắng bại, Tây Phương cầu bại, chúng ta có thể bắt đầu rồi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết đối chiến với ta, đây là chuyện hối hận nhất trong đời ngươi. Vừa dứt lời, thân ảnh hỏa hổ liền bước ra, đông đảo ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú, trưởng môn liệt hỏa môn hỏa hổ, bên trong thị hoang thế giới hung danh hiển hách, thậm chí năm thế lực lớn cũng phải nhượng ba phần, người khác nghe tên cũng sợ mất mật. Tuy gần đây hỏa hổ luôn bế quan, rất ít ra ngoài, nhưng hung danh hiển hách sẽ không ai quên. Tây Phương cầu bại, hỏa hổ này ở trong thị hoang thế giới còn chưa gặp được vài đối thủ, nghe con không sợ hổ, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, sau hôm nay ngươi sẽ biết ngươi cùng ta chênh lệch thế nào. Hỏa hổ đi tới cách Lục Lâm Thiên vài trăm thước mới dừng lại, khẽ ngẩng đầu, giờ phút này đã bình tĩnh trở lại, khí độ thong dong, định lực như vậy cho thấy cũng có chỗ bất phàm. Sau khi động thủ mới biết được, nói thật, ta thật không đem ngươi xem vào trong mắt bao nhiêu. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói, dứt lời cũng bước ra đối diện hỏa hổ, đối chọi gay gắt. Nhóm người âm minh dạ xoa muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Tây Phương cầu bại, động thủ đi, hôm nay ngươi cần trả giá thật nhiều vì những đệ tử liệt hỏa môn đã chết. Hỏa hổ nói. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua mỹ phụ phía sau hỏa hổ, mỉm cười nói. Hỏa hổ. Ta quên nói cho ngươi biết một chuyện, ta nhận được tin tức, lão bà ngươi cùng cương hỏa đã chết vốn có một chân, cũng bởi vì lão bà ngươi xúi dục cho ngươi cương hỏa mới đi diệt phi linh môn, cuối cùng chết ở đó, ngươi không cần cảm tạ ta đã báo với ngươi, ta chỉ sợ ngươi đội nón xanh mà bản thân ngươi không biết mà thôi. Lời của Lục Lâm Thiên không biết là cố ý hay vô tình, giọng nói thật lớn, đủ cho mọi người đều nghe thấy. Nghe vậy ánh mắt mọi người không khỏi ngạc nhiên, không ít người âm thầm bật cười. Đặc biệt là người của Liệt Hỏa Thành cùng Liệt Hỏa Môn. Không ít người đang cười thầm, tựa hồ trong lòng đều hiểu rõ việc này, nhưng bình thường không dám tùy tiện nói ra mà thôi. Ha ha, nguyên lai hỏa hổ bị đội nón xanh a. Âm quỷ cùng Địa Long cũng không e ngại, nhất thời ha ha phá lên cười, kể cả nhóm người đường ngũ cũng cười thầm. Đồ khốn, Tây Phương cầu bại, ngươi nói bậy cái gì? Mỹ phụ lớn tiếng quát, ánh mắt không ngừng lóe ra. Hỏa hổ quay đầu nhìn nàng, hung hăng trừng mắt, có một số việc trong lòng hắn sao có thể không biết, lập tức quay đầu nhìn Lục Lâm Thiên, cơn giận mới áp chế lại bạo phát đi ra, căm tức nói. Nói bậy nói bạ, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi. Siêu! Tiếng quát hạ xuống, hỏa hổ dậm vào hư không, nguyên lực cuồng bạo tràn ra, toàn thân như ngọn lửa bừng cháy, thân ảnh nhanh như thiểm điện nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên, một đạo quyền ấn mạnh mẽ đánh tới. Suy, thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất ngay tại chỗ. Hỏa hổ, tốc độ chậm rồi, khó trách lão bà ngươi cho ngươi đội nón xanh. Thanh âm Lục Lâm Thiên truyền ra, không gian sau lưng hỏa hổ dao động, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, một đạo hoàng mang quyền ấn thổi quét ra, không gian lung lay như sắp đổ. Ngao, hoàng mang quyền ấn hiện, một đầu hư ảnh hoàng kim cự long bắn ra, chỉ một thoáng liền đánh tới. Tốc độ của đối phương cực nhanh khiến hỏa hổ kinh ngạc. Nhưng lời nói càng làm cho hắn nổi trận lôi đình, thân hình cấp tốc xoay lại, nguyên lực khởi động, một cỗ năng lượng thiên địa nóng cháy hội tụ,
ngưng tụ thành một đầu hư ảnh hỏa lang khổng lồ. Ngao! Hỏa lang rít gào dữ tợn, lao thẳng về hướng hư ảnh cự long, hai hư ảnh va chạm vào nhau, không gian bị phá hủy thành hư không, hai hư ảnh đồng thời biến mất giữa không trung. Suy suy! Trong tích tắc hỏa hổ vung tay, hai đạo chảo ấn như hai đầu hỏa mãng xuyên không thổi quét về hướng Lục Lâm Thiên. Suy lạp! Lục Lâm Thiên híp mắt, thân ảnh tiến tới, hai tay bốc lên, trong lòng bàn tay bắn ra tử sắc điện mang, như sấm đánh bay ra, mang theo chân khí hủy diệt hung hăng va chạm vào hai đạo chảo ấn. Oanh oanh! Hừ, đi chết đi! Thân ảnh hỏa hổ bao trùm một tầng hỏa hồng sắc khải giáp, trên khải giáp có ngọn lửa nhảy lên, một đạo quyền ấn đánh thẳng vào mặt Lục Lâm Thiên, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Suy! Quanh thân Lục Lâm Thiên tràn ra cỗ chân khí quỷ dị đồng hóa không gian ba văn. Oanh! Quyền ấn ném ra, thân hình Lục Lâm Thiên trực tiếp phá nát nhưng không thấy máu tươi phun ra. Tốc độ thật nhanh. Mọi người than thở, chỉ chớp mắt hai người đã giao thủ mấy chiêu, chiêu chiêu mạo hiểm cấp tốc. Không gian áo nghĩa còn là thời gian áo nghĩa. Hỏa hổ ngưng tụ, ánh mắt đảo quanh. Tốc độ của ngươi vẫn không đủ a. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lại xuất hiện. Phất tay đánh ra quyền ấn, trực tiếp oanh tới. Hừ! Hỏa hổ quát lớn một tiếng, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, còn chưa xoay người quanh thân bộc phát ra nóng cháy, đột nhiên quay lại, trong mắt cười lạnh, một đạo hỏa diễm quyền ấn hung hăng va chạm vào quyền ấn của Lục Lâm Thiên. Oanh! Không gian run rẩy tạc vỡ, hai quyền ấn chấn vỡ phá nát, thân ảnh Lục Lâm Thiên lảo đảo thối lui. Trong mắt hỏa hổ lộ ra cười lạnh, còn cho rằng mình chiếm tiện nghi. Nhưng một đạo quyền ấn tàn ảnh mang theo linh hồn chân khí cuồn cuộn hung hăng bay ra, trực tiếp va chạm lên người hỏa hổ. Sắc mặt hỏa hổ đại biến, ánh mắt chợt dại ra. Oanh! Đồng thời Lục Lâm Thiên lại nhân cơ hội định ra tay, một thân ảnh quỷ mị xuất hiện. Thân ảnh kia nhanh như chớp đánh ra, hung hăng đem Lục Lâm Thiên thổi quét bên trong, linh hồn gió lốc nóng cháy cũng bao trùm Lục Lâm Thiên. Răng rắc! Từng đạo linh hồn quyền ấn nóng cháy rơi lên người Lục Lâm Thiên. Không tốt, hỏa hổ đã sớm che giấu linh hồn phân thân mà không ai phát hiện. Nhìn giữa không trung, một thân ảnh giống hỏa hổ như đúc đang không ngừng oanh kích Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên tựa hồ bị ảnh hưởng, thân hình liên tục bị đẩy lui. Sắc mặt đoàn người âm minh dạ xoa đại biến, ánh mắt ngưng trọng. Đừng tưởng rằng có vài phần thực lực thì hung hăng càn quấy, người còn chưa đủ. Bản thể hỏa hổ nháy mắt khôi phục, nguyên lực hỏa hệ trào ra, mang theo uy áp nóng cháy khủng bố. Thân hình lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Oanh long! Không gian run rẩy, phong vân khuấy động, một quyền như muốn nổ nát thiên địa, hư không lan tràn nứt vụn, không gian biến thành hỗn loạn tối đen. Cho dù là đoàn người âm minh dạ xoa cũng chỉ nhìn thấy thân ảnh hai người giao thủ nhanh như thiểm điện, thực lực không đủ nhìn hoa cả mắt. Không gian trước mắt bạo vỡ, hỏa hổ cùng linh hồn phân thân đứng thẳng, cười lạnh nhìn phía trước, lập tức biến thành nghi hoặc. Tâm thần quan sát không ngờ đã mất đi dấu vết khí tức của đối phương. Đúng lúc này sau lưng hỏa hổ, không gian đột nhiên mấp máy, một thân ảnh lập tức bắn ra. Cút xuống cho ta. Thân ảnh kia nhanh như chớp lao tới hỏa hổ, chân khí đồng hóa không gian ba văn, một đạo quyền ấn phá không hung hăng oanh kích lên lưng hỏa hổ. Không gian liên tục phá vỡ, hỏa hổ không kịp né tránh, thân hình như viên vẫn thạch hung hăng nện thẳng xuống dưới, nện vào trong một ngọn núi lửa đang hoạt động. Oanh oanh! Núi lửa khổng lồ nổ tung, ký vô số dung nham nóng cháy văng ra tung tóe. Đồ khốn, muốn chết! Cùng lúc này linh hồn phân thân hung hăng đánh ra một quyền lên người Lục Lâm Thiên. Răng rắc! Quyền ấn nóng cháy mang theo tàn ảnh rơi thẳng lên người hắn. Linh hồn phân thân sao? Thân ảnh Lục Lâm Thiên thối lui, khóe môi cười lạnh, một đạo tử kim lưu quang bay ra khỏi ấn đường, một thân ảnh xuất hiện, lập tức hóa thành hư ảnh khổng lồ. Tuy ánh mắt hư ảo nhưng vô cùng thâm thúy, sát khí thao thiên cùng khí tức âm hàn nhất thời tràn ra, không gian gió dục mây vần, sát khí phóng thích như long quyển phong bạo. Đó chính là Đại Hồn Anh, bởi vì không thể thay đổi bộ dáng của Đại Hồn Anh, vì sợ bại lộ thân phận của mình, Lục Lâm Thiên thoáng cải biến kích thước Đại Hồn Anh, hơn nữa dù sao cũng không phải thật thể, thay đổi kích thước cũng không khó khăn. Hô lạp lạp, Đại Hồn Anh vừa ra, lao thẳng về hướng linh hồn phân thân hỏa hổ. Thiên linh hồn nhãn, oanh long long, một thân hình bên dưới núi lửa phóng lên cao, ngọn núi lửa trực tiếp tạc vỡ, nham tương khủng bố nóng cháy phun trào như suối,
thân hình kia xoay quanh giữa không trung. Tây Phương Cầu bại, có thể làm cho ta vận dụng toàn lực, ngươi không tệ, chỉ tiếc ngươi không còn là đối thủ của ta. Hỏa hổ hét lớn, nham tương trôi nổi giữa không trung, thủ ấn biến hóa, nham tương lập tức hóa thành cự hổ nham tương khổng lồ, sinh động như sinh vật còn sống. Hống! Cự hổ rít gào, hung hăng lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Cự hổ dung nham giống như vẫn thạch hỏa diễm cuốn tới, cả không gian nhuộm thành đỏ bừng, uy thế làm nhóm người Âm Minh Dạ Xoa cũng kinh ngạc. Lục Lâm Thiên cười lạnh, không hề tránh né, không lùi mà tiến tới, thân hình hóa thành hoàng mang lao thẳng về hướng cự hổ dung nham. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ không e ngại cự hổ kia hay sao? Thực lực hỏa hổ còn có dung nham tương trợ, cho dù ở trong thị hoang thế giới, tu vi thông thiên cảnh cao giai đỉnh cũng dễ dàng bị đánh chết a. Nhìn thấy Tây Phương Cầu bại vẫn lao tới, ánh mắt mọi người kinh ngạc. Hống! Cự hổ rít gào dữ tợn, dung nham nhỏ xuống, lúc này trực tiếp đem thân ảnh Lục Lâm Thiên nuốt vào trong miệng. Hô! Giờ phút này nhiều người không nhịn được hít sâu một hơi, thậm chí hỏa hổ cũng lộ tia cười lạnh. Lúc này Kim Viên đột nhiên thả lỏng, chỉ có hắn biết trên người Lục Lâm Thiên có thiên hỏa khủng bố tồn tại, thậm chí cả Tam Kỳ lão tổ cũng không cách nào thu phục luyện hóa Xích Linh liệt hỏa. Nhưng cũng phải thua cho Lục Lâm Thiên, thiên hỏa còn mạnh hơn dung nham núi lửa nơi này rất nhiều. Hống! Cự hổ rít gào dựng lên, hóa thành hỏa diễm quang cầu như mặt trời, tràn ngập chân khí cực nóng khủng bố tới ngạt thở, thực lực thấp không ngừng thối lui, hỏa cầu giống như muốn thiêu cháy toàn bộ hư không thành cho tàn. Chỉ là chút tài mọn mà thôi, phá cho ta. Nhưng đúng ngay lúc này, bên trong hỏa cầu truyền ra tiếng hét lớn, thoáng chốc hỏa cầu hiện ra khe nứt thật lớn. Dung nham cuồn cuộn tràn ra, sắc mặt hỏa hổ biến thành kinh ngạc. Oanh! Chỉ nháy mắt hỏa cầu trực tiếp nổ tung, dung nham kích tán như suối phun. Tiếng nổ trầm thấp, thiên địa run rẩy, vô số dung nham như mưa to trút xuống không trung, phảng phất như pháo hoa nở rộ, đem cả không gian đều che phủ, vô số người đứng bên dưới đều bị ảnh hưởng. Đường đường hỏa hổ, không gì hơn cái này. Một thân ảnh bay ra ngoài. Toàn thân bao phủ lam sắc hỏa diễm chợt lóe rồi biến mất, đồng thời thân hình trực tiếp xuất hiện trước người hỏa hổ. Oanh! Một đạo cước ảnh phóng lên cao, toàn thân bao phủ hoàng mang quang quyển giống như sóng xung kích rơi lên lồng ngực hỏa hổ. Phốc! Hoàng mang quang quyển va chạm cùng không gian vô hình bao quanh hỏa hổ, không gian vặn vẹo phá nát, hỏa hổ phun máu tươi, thân hình bật lui giữa không trung, không gian bị đỡ upsilon.ng vỡ liên tiếp nứt vụn. Phanh phanh phanh. Cùng một lúc Đại Hồn Anh đang chiến đấu kịch liệt với linh hồn phân thân, với bản năng thiên phú của Đại Hồn Anh, linh hồn phân thân chỉ có thể ngăn chặn, bởi vì trong lòng luôn e ngại lẫn kiêng kỵ. Đặng đặng. Hỏa hổ lảo đảo bật lui, rốt cục ổn định lại thân hình, lau máu trên miệng, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên biến thành ngưng trọng, hắn làm sao không biết Tây Phương Cầu bại muốn chọc giận hắn để chiếm tiện nghi trong khi giao thủ, mà hắn càng nổi giận thì đối thủ càng cao hứng. Lục Lâm Thiên khoanh tay đứng thẳng, trong mắt cười lạnh, trong lòng hiểu rõ thực lực của hỏa hổ, nếu ở trong trung thiên thế giới, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của hỏa hổ, chẳng qua ở trong thị hoang thế giới, tình thế lại khác hẳn. Lục Lâm Thiên nhìn hỏa hổ, thản nhiên nói. Hỏa hổ, ngươi chỉ có chút thực lực như vậy thôi sao, tựa hồ chẳng ra gì, khó trách lão bà ngươi cho ngươi đội nón xanh, hơn nữa lão bà ngươi là thân muội của phó xã trưởng Đông Tinh xã. Cho ngươi đội nón xanh ngươi cũng không dám làm gì, bởi vì có nàng cho nên ngươi mới ngồi lên vị trí trưởng môn liệt hỏa môn, cho ngươi đội nón xanh ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đây là chọc tới chỗ đau của hỏa hổ a. Ta dám cam đoan hỏa hổ sẽ phát điên. Đây không phải lựa chọn sáng suốt, hỏa hổ phát điên, cũng không dễ chơi đâu. Lời của Lục Lâm Thiên vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc, kỳ thật có một số việc ai không nghe nói qua. Bên ngoài thật sự có lời đồn đãi. Nói bởi vì lão bà hỏa hổ là thân muội phó xã trưởng Đông Tinh xã, cho nên cho hắn đội nón xanh hắn cũng không dám nói gì, bởi vì nhờ lão bà hắn mới có thể thuận buồm xuôi gió, cuối cùng lên ngôi trưởng môn liệt hỏa môn, nhưng lúc này có người vạch trần trước mặt mọi người, không khác gì đánh trúng chỗ đau của hỏa hổ, còn nghiêm trọng hơn tát thẳng vào mặt hắn trước mặt công chúng. Quả nhiên, khi Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, sắc mặt hỏa hổ đỏ lên, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên như muốn đốt cháy hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Lục Lâm Thiên cũng đã chết mấy chục lần. Tây Phương Cầu bại, hôm nay lão phu nhất định xé xác ngươi. Trong miệng hỏa hổ phun máu tươi, thủ ấn ngưng kết một đạo quang quyển quanh người.
suy lạp lạp. Nhất thời khải giáp hỏa diễm trên người hỏa hổ phát sinh biến hóa quỷ dị, trực tiếp bành trướng mở rộng, thân hình hóa thành khổng lồ hơn 500 thước, kéo dài qua giữa không trung, so sánh Lục Lâm Thiên với hắn chẳng khác gì con kiến cùng con voi. Oanh long long, thân thể hỏa hổ dẫm hư không, hỏa diễm trên người nhảy lên, nguyên lực hỏa hệ đột nhiên phóng thích, hai chân dẫm mạnh, vài ngọn núi lửa liên tục tạc vỡ, nham tương cuồn cuộn như hỏa long phóng lên cao. Hỏa hổ đánh ra thủ ấn, tựa như hội tụ thành một mảnh nham tương nóng cháy mênh mông, chân khí nóng cháy khủng bố như hủy thiên diệt địa, thiên địa đã sớm rung chuyển không ngớt. Hiện tại khí tức trên người hỏa hổ tuyệt đối vượt qua thông thiên cảnh cao giai đỉnh. Hỏa hổ thật sự đã phát điên, đây tuyệt đối là muốn liều mạng a. Dùng máu huyết làm dẫn, mạnh mẽ phá tan lực uy áp của thiên địa, đem thực lực đề cao không ít, hỏa hổ cần trả giá thật lớn, chỉ sợ mấy ngàn năm cũng khó thể khôi phục. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng lại, uy thế trên người hỏa hổ chướng động không ít, như có thể giãy thoát thiên uy áp chế. Oanh long, nham tương hỏa long đều hội tụ trên không, mà vài ngọn núi lửa bên dưới như bị tháo nước, liên tiếp sụp đổ, sơn băng địa liệt, trời long đất lở. Tây Phương cầu bại, hôm nay lão phu phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Hỏa hổ giận quát một tiếng, thủ ấn hạ xuống, nham tương run rẩy, hóa thành năm đầu hư ảnh cự hổ lớn hơn ngàn thước. Toàn thân hư ảnh cự hổ tràn đầy nham tương, mang theo chân khí cực nóng khủng bố đồng thời lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Hống hống, hổ gầm rung trời, năm đầu cự hổ nham tương khổng lồ như năm vẫn thạch xẹt qua trời cao, hung hăng đánh về hướng Lục Lâm Thiên, không gian đều phá hủy, hiển lộ ra dấu vết tối đen thâm thúy. Khóe môi Lục Lâm Thiên hiện tia cười lạnh, đồng thời một cỗ chân khí cuồn cuộn khởi động, không gian đột nhiên run lên. Một cỗ thanh bạch quang mang trực tiếp bay ra khỏi ấn đường. Hô! Thanh bạch quang mang vừa xuất hiện, năm đầu cự hổ nham tương liền bị ngăn cản xa hơn ngàn thước phía trước. Gì? Mọi người chứng kiến một màn này đều kinh hô. Keng keng! Trong thanh bạch quang mang vang ra thanh âm như tiếng kim trúc cọ sát vang tận mây xanh, một cỗ chân khí cuồn cuộn đột nhiên tràn ra. Ngao 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 ngao! Thanh âm long ngâm vang vọng. Năm đầu hư ảnh cự long sinh động như vật sống mang theo long uy rít gào, bộ dáng dữ tợn, chân khí xuyên thẳng tận trời. Long uy buông xuống, hư ảnh cự long lướt ra, mang theo linh hồn uy áp cuồn cuộn lan tràn, ẩn chứa linh hồn áo nghĩa, trong tích tắc va chạm vào năm đầu cự hổ nham tương. Linh hồn phong bạo cuồn cuộn thổi quét, năm đầu hư ảnh cự long hung hăng va chạm lên người năm cự hổ nham tương, đem khí thế của chúng đẩy lui. Hiu hiu. Năm hư ảnh cự long khoảnh khắc hóa thành năm thanh trường kiếm, lập tức xuyên thủng qua năm đầu cự hổ nham tương. Oanh oanh, thân thể năm cự hổ như khói hoa nở rộ, nham tương nóng cháy chút xuống như mưa đầy trời. Phốc, hỏa hổ phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo thối lui, máu tươi phun đầy bầu trời. Siêu, thanh bạch quang quyển thu liếm, trên thân Lục Lâm Thiên bao phủ tầng tầng khải giáp thanh bạch sắc, chặt chẽ tương liên cùng nhau. Nơi ngực khải giáp đồ án long đầu, lòng uy lan tràn như vật còn sống, như muốn rít gào bay ra, thân ảnh Lục Lâm Thiên chỉ tích tắc xuất hiện trước người hỏa hổ, hai tay run lên, đoàn kiếm tràn ngập bí văn lướt ra. Ngao! Đoàn kiếm hóa thành hai hư ảnh cự long, dùng xu thế lôi đình hung hăng bắn về hướng hỏa hổ, uy thế linh hồn cùng linh hồn áo nghĩa thổi quét cuồn cuộn, tuyệt đối không kém hơn hỏa hổ. Sắc mặt hỏa hổ hoảng sợ khó xem, thân thể không tránh kịp, song trưởng run lên. Hai đạo trưởng ấn trực tiếp chụp về hướng hai hư ảnh cự long. Oanh oanh, tiếng nổ vang lên, hai hư ảnh cự long bị chấn vỡ, nhưng hai thanh đoản kiếm chợt hiện, mang theo hào quang khe không gian tối đen nháy mắt xuyên thủng qua lòng bàn tay hỏa hổ. A! À, hỏa hổ đau đớn kêu lên thảm thiết, máu chảy như mưa, hai cỗ linh hồn lực cuồn cuộn xuyên thẳng vào linh hồn không gian trong đầu hắn. Hiu hiu, hai thanh đoản kiếm hội tụ. Nháy mắt bảy thanh kiếm hai ngắn năm dài tràn ngập linh hồn chân khí ngút trời, nổ bắn ra như thiểm điện, lại lao về hướng hỏa hổ. Chỉ một thoáng cả không gian vang vọng tiếng linh hồn tê minh, thất kiếm cùng xuất, thiên địa rung động. Không ít người thực lực không đủ đứng xa xa nhất thời sắc mặt tái nhợt, phun ra máu tươi, ánh mắt hoảng sợ, chỉ sợ linh hồn dư âm cũng làm cho họ không chịu nổi một kích. Vào thời khắc này cả không gian chợt ngưng tụ lại. Trong thiên địa đột nhiên phóng xuất một cỗ hàn băng khí tức. Hàn băng khí tức làm thiên địa như lâm vào vực sâu, băng xương bao trùm cả bầu trời. Trong khoảnh khắc sắc mặt nhóm người âm quỷ,
Địa Long cùng nhóm người Âm Minh Dạ Xoa đều đại biến. Tây Phương cầu bại, không nghĩ tới người tu vi thông thiên cảnh trung giai, thực lực lại lợi hại như vậy. Một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trước người Hỏa Hổ, phất tay đánh tới, cả không gian trước mặt như bị đóng băng, một tòa núi băng khổng lồ hiện lên phía trước bảy thanh kiếm. Răng rác, bảy thanh kiếm bay ra, núi băng phá nát, chân khí băng hàn thấu xương bao phủ trên không, khi núi băng khổng lồ bị thất kiếm xuyên thủng, ầm ầm nổ tung. Oanh, thanh âm nổ tung mang theo vô số cự thạch như thạch anh nứt vỡ rơi xuống đất, hàn khí ngập trời, thân hình Hỏa Hổ cũng bị người kia kéo về phía sau. Sau đó Hỏa Hổ cũng hiện lên nguyên hình, đôi tay đầm đìa máu tươi, sắc mặt trắng bệch như bụi. Bên cạnh hắn xuất hiện một trung niên đại hán mặc lam bào, tóc búi cao, ánh mắt âm trầm, toàn thân lộ ra cỗ hàn băng khí. Là hắn, Điêu Thiện Hàn đã tới. Nhìn sáng vẻ Liệt Hỏa Môn đã có an bài, huynh trưởng của Điêu Thiện Anh là Điêu Thiện Hàn, phó xã trưởng Đông Tinh xã cũng đã tới. Trong thị hoang thế giới, Điêu Thiện Hàn là một trong những cường giả đứng đầu chân chính A. Nhìn thấy lam bào trung niên đột nhiên nhúng tay, sắc mặt nhóm người âm quỷ vô cùng khó xem, trở nên thêm ngưng trọng. Đại ca, mau giết Tây Phương cầu bại. Phụ nhân nhìn thấy lam bào trung niên, nhất thời lớn tiếng hô, tựa hồ cũng hận đối thủ thấu xương. Nhóm người Đường Ngũ sau thoáng kinh ngạc cũng lộ ý cười, tựa hồ bọn hắn cũng không biết Điêu Thiện Hàn đã sớm tới Liệt Hỏa Môn. Hiu hiu, bảy thanh kiếm bay vòng, sau đó quay về sau lưng cùng song trưởng của Lục Lâm Thiên. Hợp thành hồn long kiếm giáp thật đầy đủ. Hồn long kiếm giáp hung hãn hùng hồn, lại nhẹ nhàng phiêu giật, đường cong hồn nhiên thiên thành, chân khí rung động lòng người, năm thanh trường kiếm tựa như khổng tước xòe đuôi, trong mơ hồ còn có long ngâm vang vọng, tựa hồ có thể phá hủy tất cả. Điêu Thiện Hàn ngẩng đầu, ánh mắt không che giấu được vẻ nóng cháy, không để ý tới Hỏa Hổ bị trọng thương, nhìn chăm chú vào hồn long kiếm giáp, mang theo vẻ rung động nói. Áo nghĩa linh khí A. Không nghĩ tới chỉ một thông thiên cảnh trung giai nho nhỏ, trên người còn có áo nghĩa linh khí. Áo nghĩa linh khí, đó là áo nghĩa linh khí. Toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm hồn long kiếm giáp, nhóm người thất sát cũng không kinh ngạc, họ đã sớm biết được, mà những người ngoài sắc mặt đại biến, ánh mắt rung động. Áo nghĩa linh khí, không ngờ là áo nghĩa linh khí. Một kiện áo nghĩa linh khí đã đủ làm cho niết bàn cảnh thậm chí là tuyên cổ cảnh đi liều mạng tranh giành. Đây tuyệt đối là cực mạnh bảo bối. Mọi người nhìn vào hồn long kiếm giáp, ánh mắt vừa hâm mộ lại ghen tị, xen lẫn tham lam, rung động vô cùng. Cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, trong lòng Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ, hắn không muốn công khai bại lộ bí mật hồn long kiếm giáp, nhưng vì không thể vận dụng huyết lục cùng những thủ đoạn khác, hắn chỉ có thể lựa chọn phương thức này. Sau khi bí mật bại lộ, chỉ sợ ngày sau không thiếu phiền phức. Nhưng hiện tại điều làm Lục Lâm Thiên thấy ngưng trọng là Điêu Thiện Hàn, người này rõ ràng đã siêu việt thông thiên cảnh cao giai đỉnh, mà nơi này là thị hoang thế giới. Điêu Thiện Hàn, phó xã trưởng Đông Tinh xã, chẳng lẽ hắn tới từ hỗn độn thế giới? Trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi hoài nghi. Tây Phương cầu bại, thực lực không sai, ta tự giới thiệu, ta chính là phó xã trưởng Đông Tinh xã. Ánh mắt Điêu Thiện Hàn cuồng nhiệt đánh giá hồn long kiếm giáp, lúc này mới lên tiếng. Lục Lâm Thiên nhìn Điêu Thiện Hàn, nói. Ta cùng Hỏa Hổ giao thủ, các hạ nhúng tay, tựa hồ có chút quá đáng đi. Dứt lời, tâm thần chợt động, đại hồn anh biến thành thân ảnh linh hồn khổng lồ, như mưa rền gió giữ ngăn cản linh hồn phân thân của Hỏa Hổ. Hỏa Hổ trọng thương, linh hồn phân thân bị ảnh hưởng không ít, còn bị đại hồn anh vốn trời sinh khắc chế ảnh hưởng, linh hồn phân thân đã ngày càng khó chống đỡ. Nghe vậy, ánh mắt Điêu Thiện Hàn khẽ động. Càng thêm thâm trầm, sau đó lại thản nhiên nói. Nếu ta không ra tay, Hỏa Hổ hơn phân nửa giữ nhiều lành ít, như vậy đi, Hỏa Hổ đã bại, linh hồn phân thân của ngươi cũng có thể dừng tay. Việc này, Điêu Thiện Hàn chủ động nói Hỏa Hổ đã bại, nhất thời làm Hỏa Hổ cùng nhóm người Đường Ngũ, Điêu Thiện Anh sắc mặt đại biến lẫn kinh ngạc, mà sắc mặt Hỏa Hổ càng khó xem. Lục Lâm Thiên cũng không để đại hồn anh dừng tay. Linh hồn phân thân Hỏa Hổ cũng đã sớm muốn rút lui, nhưng chỉ vì không thể giãy thoát ra ngoài mà thôi. Liếc mắt nhìn Điêu Thiện Hàn, Lục Lâm Thiên lại nhìn qua Hỏa Hổ cùng Đường Ngũ nói. Hỏa Hổ, Đường Ngũ, nếu đã như vậy ngày sau Liệt Hỏa Môn cùng Thất Kiếm Môn thuộc về Thất Sát Môn, các ngươi không có ý kiến gì đi. Việc này, sắc mặt Đường Ngũ thật khó xem, lập tức nhìn Hỏa Hổ,
vừa rồi là do hỏa hổ cam đoan với hắn không có vấn đề, nếu thất kiếm môn bị thua như vậy, hắn làm sao có thể nguyện ý, đừng nói là hắn, bất cứ người nào cũng không muốn. Hỏa hổ tự nhiên sẽ không nguyện ý, theo kế hoạch của hắn, căn bản không có ý nghĩ này, ánh mắt hắn nhìn qua Điêu Thiện Hàn. Điêu Thiện Hàn cũng không nhìn hỏa hổ, mà nhìn Lục Lâm Thiên nói. Hỏa hổ thua, liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn sau này thuộc về ngươi, nguyện đổ chịu thua, hiện tại ngươi có thể cho linh hồn phân thân của ngươi dừng tay. Điêu Thiện Hàn trả lời thật dứt khoát, làm Lục Lâm Thiên có chút sửng sốt, nguyên bản còn muốn nhân cơ hội lưu lại linh hồn phân thân của hỏa hổ, lúc này lại có vẻ không ổn. Nếu buông tha cho linh hồn phân thân của hỏa hổ, Lục Lâm Thiên cũng không ngu ngốc, liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn sẽ ngoan ngoãn giao ra sơn môn mới là việc lạ. Lục Lâm Thiên thoáng do dự, nói. Một khi đã như vậy, nói miệng không bằng chứng, để tỏ thành ý của hai sơn môn, trước thả người của ta đi. Không thành vấn đề. Điêu Thiện Hàn phất tay, nói. Thả người. Mấy trưởng lão liệt hỏa môn thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn thả người, vung tay ném lão đại phong đô tam hồn về phía đội ngũ thất sát môn. Đại ca. Lão nhị cùng lão tam lập tức lướt ra kéo thân ảnh lão đại trở về, âm quỷ cũng cởi bỏ cấm chế, ngẩng đầu ra giấu cho Lục Lâm Thiên, ý nói không có vấn đề gì. Điêu Thiện Hàn nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Hiện tại ngươi có thể thu lại linh hồn phân thân rồi chứ? Lục Lâm Thiên cắn răng, sau thoáng do dự, đại hồn anh lập tức thu liễm sát khí cùng khí tức âm hàn, hóa thành lưu quang bay trở về ấn đường, mà linh hồn phân thân của hỏa hổ cũng uể oải quay trở về bản thể. Chúc mừng thất sát môn đạt được thất kiếm môn cùng liệt hỏa môn, chúc mừng. Đưa mắt nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt âm trầm của Điêu Thiện Hàn như đang cười, nhưng ý nghĩ trong lòng hắn làm cho người ta đoán không ra. Đại ca, không phải chúng ta đã thương lượng. Hỏa hổ nghe vậy sắc mặt đại biến, đây vốn không phải kế hoạch đã thương lượng trước đó, hắn căn bản không hề nghĩ tới mình sẽ thất bại, mà liệt hỏa môn tuyệt đối không thể đưa cho thất sát môn. Hỏa hổ, thua thì thua, chính ngươi đáp ứng, chẳng lẽ muốn đổi ý hay sao? Ánh mắt Điêu Thiện Hàn lạnh lẽo trầm xuống, nhìn qua hỏa hổ. Tiếp xúc ánh mắt âm trầm của Điêu Thiện Hàn, hỏa hổ cũng không dám nói thêm lời nào. Đường Ngũ, Thanh Kiền, Mạc Vấn, các cường giả thất kiếm môn giống như cũng cực kỳ kiêng kỵ Điêu Thiện Hàn, mặc dù thần sắc tức giận cùng không cam tâm, nhưng lúc này cũng không nói thêm lời gì. Lục Lâm Thiên càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, không biết ý tứ của Điêu Thiện Hàn rốt cục muốn làm gì. Ánh mắt Điêu Thiện Hàn âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên, cười hỏi. Tốt lắm, sau này liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn đều thuộc về thất sát môn, việc làm người trung gian của ta cũng đã xong. Ta không cần lấy chỗ tốt gì của các ngươi, nhưng kiện áo nghĩa linh khí của Tây Phương trưởng môn không sai, không biết có thể cho ta mượn nhìn xem hay không. Lục Lâm Thiên nhíu mày, rốt cục đã hiểu ý tứ của Điêu Thiện Hàn, nguyên lai hắn đánh chủ ý với long hồn kiếm giáp của mình. Khuôn mặt hỏa hổ sửng sốt, rốt cục hiểu được tại sao thái độ của anh vợ khác hẳn trước đó, nguyên lai là xem trọng áo nghĩa linh khí của Tây Phương cầu bại. Đích xác, một kiện áo nghĩa linh khí. Đừng nói là một liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn, cho dù là 10, 100 liệt hỏa môn, căn bản cũng không có tư cách so sánh, vì một kiện áo nghĩa linh khí, Điêu Thiện Hàn cần gì đi quản liệt hỏa môn. Đám người Đường Ngũ cũng đã sực tỉnh, thì ra là vì nguyên nhân này. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói. Thứ cho không thể cho mượn. Tây Phương cầu bại, ta giúp ngươi làm người trung gian, chỉ muốn mượn áo nghĩa linh khí nhìn xem cũng không được, có phải ngươi không cho ta mặt mũi? Ngươi cần phải hiểu rõ, không cho ta mặt mũi, ta cũng sẽ không cho ngươi mặt mũi. Ánh mắt Điêu Thiện Hàn triệt để âm trầm xuống. Lục Lâm Thiên cười lạnh, đây mới là mục đích thực sự của người này, vì thế không tiếp tục khách khí, trầm giọng nói. Điêu Thiện Hàn, có mượn không trả vẫn là tính toán của ngươi, mượn không được thì định cướp sao? Hừ, thế nhưng ngươi không nể tình, thì đừng trách ta giáo huấn ngươi. Điêu Thiện Hàn âm trầm cười lạnh, chân dẫm hư không. Thân ảnh như mũi tên rời cung đánh thẳng về hướng Lục Lâm Thiên, căn bản không muốn nhiều lời vô nghĩa. Hiu hiu. Trong tích tắc thân ảnh Điêu Thiện Hàn đã đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên, đồng thời thủ ấn biến hóa quỷ dị, khí tức hàn băng khuếch tán. Khí tức hàn băng khuếch tán càng lúc càng nhanh, một cỗ hàn băng khí băng xương cực hạn lan tràn, khiến thiên địa năng lượng cũng bị đóng băng, ngay lập tức những đạo băng mang tầng tầng lớp lớp bao phủ Lục Lâm Thiên. Đây tuyệt đối không phải thực lực thông thiên cảnh cao giai đỉnh, vì sao thực lực Điêu Thiện Hàn lại mạnh như vậy,
tuyệt đối là đã tới đại đạo cảnh sơ giai chân chính. Lục Lâm Thiên kinh ngạc, thực lực tương tự đại đạo cảnh sơ giai cùng đại đạo cảnh sơ giai chân chính, đây hoàn toàn là hai việc khác nhau, thông thiên cảnh cùng đại đạo cảnh, trình tự cách xa nhau thật sự không phải chỉ một chút ít. Lúc này Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được thực lực Điêu Thiện Hàn đúng là khủng bố. Hắn có rất nhiều thủ đoạn không thể tùy ý thi triển, bởi vì cực kỳ dễ dàng bị bại lộ thân phận, trong loại trạng thái này càng khó khăn đối kháng. Tây Phương cầu bại, cấp mặt không biết xấu hổ, ở trước mặt ta ngươi há có tư cách hung hăng càn quấy, ngươi chỉ là con kiến mà thôi, có áo nghĩa linh khí trên thân ngươi cũng chỉ làm nát bét nó. Điêu Thiện Hàn quát một tiếng, ánh mắt âm trầm hiện lên sát ý, vừa phất tay, cả không gian trực tiếp đóng băng. Răng rắc. Một cỗ hàn băng khí vô hình đột nhiên lan tràn cuối chân trời, uy thế như kéo theo năng lượng khu vực này, hàn băng khí lan tràn khắp nơi, nhất thời đông cứng Lục Lâm Thiên giữa không trung, hàn khí cuồn cuộn bao vây thân hình của hắn. Trưởng môn cẩn thận a. Nhóm người Âm Minh Dạ Xoa lo lắng hô. Hừ, muốn đoạt áo nghĩa linh khí, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Lâm Thiên quát lớn một tiếng, thanh bạch hào quang chói mắt, bảy thanh bảo kiếm lướt ra. Ngao. Bảy thanh bảo kiếm mang theo tiếng long ngâm nhất thời xé rách không gian, trực tiếp trộn vỡ hàn băng bao bọc, thế như trẻ tre, vô số vụn băng văng xuống tung tóe như mưa. Áo nghĩa linh khí quả nhiên là bảo vật, rơi trên người ngươi thật sự là lãng phí. Điêu Thiện Hàn quát lớn, thân ảnh quỷ dị đi tới trước người Lục Lâm Thiên, hàn băng trưởng ấn vỗ ra, không gian ba văn truyền ra thanh âm răng rắc, từng khe nứt như mạng nhện rậm rạp lan tràn khắp cả không gian. Ngao! Đồ án long đầu trước ngực Lục Lâm Thiên chỉ chớp mắt đã sống lại, một đầu hư ảnh cự long phóng lên cao. Hư ảnh cự long đón gió liền trướng, qua tích tắc hóa thành khổng lồ mấy trăm trượng, hung hăng va chạm vào hàn băng trưởng ấn. Oanh! Hư ảnh cự long tiếp xúc hàn băng trưởng ấn, không gian trực tiếp phá hủy, vô số mảnh nhỏ bắn ra tung tóe. Kinh khí khủng bố khuếch tán, mấy ngọn núi khổng lồ bên dưới trực tiếp biến mất, chỉ lưu lại vài hố sâu khổng lồ dưới đất. Răng rắc, trường ấn phá nát, hư ảnh cự long cũng bị đóng băng phá hủy, chỉ lưu lại một đạo linh hồn lưu quang quay trở về trong long hồn kiếm giáp. Đặng đặng, sắc mặt Điêu Thiện Hàn kinh ngạc, lảo đảo lui ra phía sau. Phốc, Lục Lâm Thiên cũng phun ra máu tươi, chân khí uể oải không ít, bảy thanh bảo kiếm nháy mắt quay trở về thân thể. Không hổ là áo nghĩa linh khí, chỉ là thông thiên cảnh trung giai nho nhỏ lại có thể nhờ nó đối kháng ta. Ánh mắt Điêu Thiện Hàn càng thêm nóng bỏng, tuy hắn không tu luyện linh hồn áo nghĩa, nhưng hắn có thể âm thầm dùng vật này trao đổi áo nghĩa linh khí hợp với mình. Ta xem ngươi còn có thể đối kháng vài lần. Điêu Thiện Hàn cười lạnh, lại đánh tới, hắn cảm giác hôm nay vận khí của hắn không kém, không nghĩ tới gặp được một kiện trọng bảo tuyệt đối. Trưởng môn cẩn thận. Âm Minh Dạ Xoa bay ra, âm minh khí cuồn cuộn khởi động, âm minh chảo ấn cấp tốc vỗ tới Điêu Thiện Hàn. Ngao. Kim Viên, Địa Long đồng thời rít gào một tiếng, hai người đồng loạt hóa thành bản thể khổng lồ lao ra. Thất Tinh Thiên Sát Trận. Thiên Khu, Thiên Tuyền, Thiên Quyền, Diêu Quang, Khai Dương, Ngọc Hành, Thiên Cơ đồng thời bố trí sát trận, cắn răng công kích thẳng về hướng Diêu Thiện Hàn. Âm Quỷ Diệt Hồn Trưởng. Âm Quỷ hét lớn một tiếng, âm hàn chân khí khởi động, ngưng tụ thành đạo trưởng ấn quỷ khóc thần hào, hung hăng oanh tới. Lui cho ta. Điêu Thiện Anh cùng Thiên Hỏa đều lao thẳng về hướng âm quỷ cùng Kim Viên. Đường Ngũ, các ngươi không ra tay, Thất Kiếm Môn không còn. Hỏa Hổ hét lớn một tiếng, lao thẳng về hướng Thất Sát. Ra tay. Đường Ngũ thoáng do dự, cuối cùng cắn răng lao ra. Ông ông. Sáu người còn lại đều xuất kiếm, trường kiếm quái dị ra khỏi vỏ, mang theo tiếng vang quỷ dị chấn động lòng người, bảy người cấp tốc vây quanh Âm Minh Dạ Xoa. Phá. Đường Ngũ xoay người bổ kiếm, chém nát chảo ấn của Âm Minh Dạ Xoa. Ngao! Trong khoảnh khắc biến hóa, cuối cùng chỉ có Địa Long thuận lợi lao tới trước người Điêu Thiện Hàn, tựa hồ cũng không ai muốn đối địch với thú tộc khó chơi như hắn. Suy! Thân hình Địa Long run lên, cự vĩ quét ngang, hung hăng quất thẳng về hướng Điêu Thiện Hàn. Độc giác Địa Long, nếu ở thế giới bên ngoài ta còn nhường ngươi vài phần, nhưng nơi này là tiểu thế giới. Người đã bị áp chế, mà ta thì không có. Thần sắc Điêu Thiện Hàn run lên, cười lạnh nói. Cho nên, ngươi muốn chết. Thanh âm rơi xuống, thân ảnh Điêu Thiện Hàn không tránh né, ngay lúc cự vĩ quét tới,
một đạo quyền ấn đột nhiên đánh ra, quyền ấn mang theo hàn băng chân khí đầy trời, rơi thẳng lên cự vĩ của Địa Long. Phanh! Thanh âm nổ tung trầm thấp, cự vĩ bị hàn băng khí bao trùm, bị cự lực vẩy ra, lập tức bị bật lui ra sau. Phốc! Chỉ một chiêu, Địa Long đã phun ra máu tươi. Phốc! Cách đó không xa Kim Viên cũng bị Thiên Hỏa đánh một quyền oanh lui, khóe môi ứa máu, thực lực của Kim Viên chưa thể đối kháng Thiên Hỏa, bản thể cũng khó mà đối kháng. Thất Tinh Thiên Sát trận cũng khó thể làm gì được Hỏa Hổ, nhưng Hỏa Hổ cũng đang trọng thương cho nên đôi bên biến thành cục diện giằng co. Âm Minh Dạ Xoa bị 7 người Đường Ngũ vây công, cũng đã rơi xuống hạ phong. Không ai có thể cứu ngươi. Một quyền đánh lui Địa Long, Điêu Thiện Hàn cũng không tiếp tục công kích hắn, mà lại lao về hướng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lau vết máu trên miệng, trong tay hiện ra giới chỉ, ánh mắt mơ hồ lộ tia cười lạnh. Áo nghĩa linh khí là của ta, người đi chết đi. Điêu Thiện Hàn quát một tiếng, một đạo hàn băng nguyên lực trào ra, không gian bị đóng băng tạc vỡ. Trong thị hoang thế giới thực lực phi tôn, cho dù trắng trợn giết người đoạt bảo cũng là chuyện vô cùng bình thường. Ngay nháy mắt, Lục Lâm Thiên đột nhiên truyền vào một đạo linh hồn lực rơi vào trong giới chỉ. Đây là vật mà Tam Kỳ lão tổ giao cho hắn trước khi tiến vào thị hoang thế giới, dặn hắn một khi gặp nguy hiểm, chỉ cần truyền vào đạo linh hồn lực rồi ném ra, hẳn là có thể cứu mạng. Đại gia ngươi, muốn cướp áo nghĩa linh khí của lão tử, không cho ngươi chút giáo huấn. Nghĩ lão tử dễ khi dễ sao? Tiếng quát vang lên, Lục Lâm Thiên cười gần một tiếng, giới chỉ lập tức bay ra. Suy! Giới chỉ lập tức bộc phát ra cỗ chân khí nóng cháy khủng bố, khí tức như có thể hủy diệt hết thảy, làm mọi người sinh hàn ý. Giới chỉ nhất thời hóa thành tàn ảnh mơ hồ, lao thẳng về hướng Điêu Thiện Hàn, năng lượng nóng cháy khủng bố tựa hồ ngày càng cuồng bạo, như núi lửa áp lực sắp phun trào. Oanh long! Cả không gian run lên. Lặng yên héo rút, giống như bị hút sạch hơi nước. Đây là... Điêu Thiện Hàn chợt cảm thấy trái tim băng giá, nhìn thấy tàn ảnh nhỏ xíu bay qua, trong mắt tuôn ra vẻ sợ hãi khủng hoảng. Không tốt. Điêu Thiện Hàn cảm giác không ổn, hàn băng quyền ấn dần dần tan rã không thấy, hắn vừa cấp tốc muốn lui, khí tức kia làm tim hắn đập nhanh, hô hấp dồn dập, thậm chí linh hồn như bị phỏng cháy. Chỉ tiếc hắn muốn lui thì đã muộn, giới chỉ đã biến thành một mảnh đỏ đậm. Không gian vặn vẹo, một cỗ nóng bỏng kinh khủng khiến không gian như muốn thiêu thành cho tàn. Oanh! Giới chỉ trực tiếp nổ tung, xích hồng quang mang bành trướng như quả bom nguyên tử, như sấm rền vang vọng chân trời, sau đó là liệt hỏa cuồn cuộn như nham tương dựng lên thành sóng thần khủng khiếp, đem cả thiên địa xung quanh đều bao trùm trong đó. Suy lạp lạp! Một cỗ phong bạo liệt hỏa cực kỳ khủng bố thổi quét tràn ngập, năng lượng cuồng bạo phóng thích, hóa thành lửa cháy ngập trời đổ xuống thiên không. Chủ yếu là ập thẳng vào người Điêu Thiện Hàn. Một màn này làm mọi người kinh hoàng nhìn lại. Chạy mau! Cỗ năng lượng khủng bố càn quét khiến mọi người hoảng hốt, vội vàng thối lui. Bị cỗ năng lượng ảnh hưởng, trời sụp đất nứt, núi non bị cuốn vào, từng ngọn núi lửa đổ sụp, những núi lửa đã chết lại sống lại, nham tương phóng lên cao, tuôn đầy trong không gian. Trường hợp hùng vĩ làm những người đứng thật xa đều kinh hãi. Tây Phương Cầu Bại vừa ném vật gì? Giống như là thiên hỏa. Thực lực quá kinh khủng, hắn ném vật gì? Một màn khủng bố làm mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Răng rắc. Trong không gian khôi phục trở lại, thân hình Điêu Thiện Hàn bao phủ một tầng lam bạch khải giáp nứt vỡ vô số khe hở, cuối cùng trực tiếp phá nát, mà Điêu Thiện Hàn cũng phun ra máu tươi, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Không ai chú ý tới. Hai chiếc chiến hạm phi hổ tam cấp ở viễn không đang bị Bạch Kinh Đường âm thầm thúc giục áp không bay tới. Hiu hiu. Ngay lúc này, hai chiếc chiến hạm phi hổ tam cấp đồng thời oanh ra, năng lượng quang cầu sáng rực trực tiếp rơi xuống bên người Điêu Thiện Hàn đã bị trọng thương, lập tức nổ tung. Oanh oanh. Năng lượng quang cầu nổ tung, kinh phong khủng bố xé rách thổi quét khắp cả không gian. Phốc. Điêu Thiện Hàn bị oanh kích đột ngột không kịp đề phòng, bị cuốn vào bên trong. Miệng không ngừng phun máu tươi, vốn đã bị trọng thương không chịu nổi, lúc này càng chật vật thê thảm tới cực điểm. Bị hai chiếc chiến hạm phi hổ tam cấp đồng thời oanh kích, cho dù là thông thiên cảnh cao giai đỉnh cũng tan thành mây khói, đại đạo cảnh sơ giai tuyệt đối không dám đối kháng, đây là chỗ khủng bố của chiến hạm phi hổ tam cấp. Điêu Thiện Hàn bị công kích liên tục, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, kết quả này hắn tuyệt đối không ngờ. Đột nhiên, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn ra viễn không.
tựa hồ phát hiện điều gì, ánh mắt ngưng lại, cấp tốc nói. Thiện Anh, hỏa hổ, mau lui lại. Vừa quát xong, Điêu Thiện Hàn dẫn đầu phá không bỏ chạy. Hỏa hổ cùng phụ nhân đang giao thủ với thất sát, nghe vậy thoáng lặng người, cũng không dám tiếp tục lưu lại, đặc biệt là hỏa hổ đã bị trọng thương trong người. Hai người cấp tốc bỏ chạy, thất sát muốn ngăn cản cũng không làm được, đối phương đã muốn chạy trốn, họ cũng không cách nào. Hỏa hổ, ngươi là vương bát đản. Bảy người Đường Ngũ đang giao thủ cùng Âm Minh Dạ Xoa nhìn thấy Điêu Thiện Hàn, hỏa hổ cùng Điêu Thiện Anh bỏ chạy, vô cùng giận dữ, không nghĩ tới hỏa hổ không hề quản sự sống chết của đệ tử liệt hỏa môn, làm cho thất kiếm môn không còn cách nào chống đỡ. Siêu siêu, từ cuối chân trời có hai đạo lưu quang lắc mình bay tới, hào quang thu liễm, là một thanh niên cùng một nữ tử trang phục nóng bỏng xuất hiện, chính là Mạc Kình Thiên cùng Ma Linh yêu nữ. Vừa rồi Điêu Thiện Hàn nhìn thấy hai người này đang chạy tới cho nên lập tức muốn thoát thân, áo nghĩa linh khí tuy mê người, nhưng còn chưa trọng yếu bằng tính mạng. Lúc này Lục Lâm Thiên vẫn còn đang kinh ngạc, hơn nữa Điêu Thiện Hàn nếu muốn trốn, Lục Lâm Thiên vẫn không đủ khả năng ngăn cản. Sở dĩ hắn kinh ngạc là vì Tam Kỳ lão nhân giao giới chỉ cho hắn, bên trong không ngờ là xích linh liệt hỏa. Vừa rồi khi giới chỉ nổ tung, Lục Lâm Thiên mới biết bên trong chứa đựng không ít xích linh liệt hỏa. Cũng không biết Tam Kỳ lão nhân sao có thể làm được, không ngờ có thể đánh trọng thương Điêu Thiện Hàn không dám lưu lại, cũng có thể biết hắn bị thương nặng tới trình độ nào. Ngươi không sao chứ? Ma Linh yêu nữ đảo qua toàn trường, đi tới bên người Lục Lâm Thiên, nhìn thấy vết máu nơi khóe môi hắn, ánh mắt khẽ dao động. Không sao, đã thu phục. Lục Lâm Thiên lau vết máu, ánh mắt đảo qua toàn trường, nhìn thấy đệ tử thất sát môn cùng Long môn đã giao thủ cùng đệ tử liệt hỏa môn với thất kiếm môn. Hỏa hổ bỏ chạy, đệ tử liệt hỏa môn bị ảnh hưởng lớn, có phong đô tam hồn cùng long môn tam thú tướng gia nhập, tu vi thông thiên cảnh của liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn cũng khó mà đối kháng. Nhìn qua hẳn là giao thủ thật kịch liệt. Mạc Kình Thiên nhìn xung quanh, trong mơ hồ cảm nhận được cuộc chiến vừa rồi. Kình Thiên huynh đệ, bên chỗ người thế nào? Lục Lâm Thiên hỏi. Trở về rồi hãy hỏi, ta đi hỗ trợ trước. Mạc Kình Thiên nói xong. Thân ảnh chớp động lao thẳng về hướng bảy người Đường Ngũ. Thất tinh diệt không kiếm trận. Ánh mắt Đường Ngũ ngưng trọng, quát lớn một tiếng, trường kiếm bảy người run lên, lập tức bước vào phương vị huyền ảo, hội tụ thành một kiếm trận cực lớn, trường kiếm run lên, hàng vạn hàng ngàn kiếm quang lướt ra, trực tiếp bao phủ Mạc Kình Thiên cùng Âm Minh Dạ Xoa. Kiếm trận này không sai, có thể chơi đùa. Mạc Kình Thiên cũng không đem kiếm trận xem vào trong mắt. Phốc, ở một bên dù Kim Viên đã toàn lực ra tay, nhưng vẫn bị thiên hỏa đánh bay, thân hình khổng lồ văng ra ngoài, lại phun máu tươi. Các đệ tử mau lui lại, mau lui lại. Liệt hỏa môn càng khó thể duy trì, thiên hỏa hung hăng đánh lui Kim Viên, cũng không dám hiếu chiến, không thể cứu vãn, cũng không dám tiếp tục chậm trễ. Hống! Địa Long rít gào, chành thiên hỏa. Ngươi đừng hòng rời đi. Địa Long, ta nghĩ muốn đi, ngươi cũng ngăn không được. Thiên hỏa trầm xuống nói. Vậy thử xem sẽ biết. Thân hình khổng lồ của Địa Long nhảy tới, không chút khách khí bắt đầu công kích, hắn không đối phó được Điêu Thiện Hàn, nhưng muốn đối phó thiên hỏa cũng không vấn đề gì. Giết! Oanh long long! Lúc này hơn 10 chiến hạm của thất sát môn đã tham gia vào cuộc chiến, những nơi đi qua đều bị san thành bình địa, phá hủy hết thảy, đây tuyệt đối là ác mộng của thất kiếm môn cùng liệt hỏa môn. Chỉ có sắc mặt Phạm Thống khó xem. Chiến hạm tham dự, chẳng khác gì là đang đốt tiền. Trốn, chạy mau. Hai mắt địa hỏa đỏ đậm, thật nhiều đệ tử liệt hỏa môn bị đánh chết, trưởng môn bỏ trốn, hắn biết liệt hỏa môn đã hoàn toàn không thể cứu vãn. Oanh! Một quyền hung hăng oanh thẳng vào lưng địa hỏa, tiếng nổ tung trầm thấp, địa hỏa phun ra máu tươi, thân hình rơi xuống đất, mặt đất bị nện ra hố sâu. Suy suy! Hắn còn chưa kịp bò lên, thân ảnh Lục Lâm Thiên đã hiện ra trước mặt. Tử kim lưu quang chợt lóe, mang theo lôi uy hủy diệt lập tức kéo hắn vào bên trong. Phanh! Địa Long cùng thiên hỏa hung hăng va chạm, thân ảnh thiên hỏa lảo đảo thối lui, thân hình Địa Long cũng bị ảnh hưởng không ít, muốn đánh bại thiên hỏa tựa hồ không phải chuyện dễ dàng. Không nghĩ tới thực lực của ngươi đã có một chân bước vào đại đạo cảnh, nếu ở trung thiên thế giới, nói không chừng có thể đột phá, chỉ tiếc trong thị hoang thế giới, ngươi không có cơ hội. Địa Long vừa quát. Trong mắt lộ ra ý cười gian trá, nhìn thiên hỏa nói. Hơn nữa phiền toái của ngươi lớn,
nhìn sau lưng người đi. Muốn gạt ta, không dễ dàng như vậy. Thiên Hỏa không tin lời Địa Long, hơn nữa tâm thần của hắn cũng không cảm giác được sau lưng có người. Hắn không có lừa ngươi. Một thanh âm lạnh lẽo vang lên phía sau. Ngay khi sắc mặt Thiên Hỏa kinh hãi xoay người lại, thân hình cấp tốc thối lui, phát hiện cả không gian đều bị đông cứng lại, đủ loại năng lượng áo nghĩa tràn ngập bên trong, vừa lúc hắn nhìn thấy thân ảnh của Tây Phương Cầu Bại, còn có một đạo tử kim lưu quang mang theo chân khí hủy diệt hung hăng vỗ tới. Oanh! Thiên Hỏa bị oanh trúng, thân hình tràn ngập điện mang, máu tươi lập tức phun trào. Hống! Từ chiếc sừng của Địa Long bắn ra một đạo hoàng mang quang trụ, mang theo chân khí năng lượng cuồn cuộn hung hăng đánh lên người Thiên Hỏa, trực tiếp đem hắn oanh bay. Phốc! Thiên Hỏa lại phun máu tươi, thân hình bật lui ra sau, lập tức có vài đạo cấm chế rơi xuống, một thân ảnh xinh đẹp đã nhẹ nhàng nắm lấy hắn, chính là Ma Linh yêu nữ. Giao cho ngươi, kiếm trận tựa hồ không sai, ta cũng muốn vào giúp vui. Ma Linh yêu nữ ném Thiên Hỏa cho Lục Lâm Thiên, thân hình ngạo nghễ lướt qua không gian lao về hướng kiếm trận. Kiếm trận của 7 người Đường Ngũ không kém, ta cũng đi hỗ trợ. Địa Long gặp được cơ hội liên thủ vây công, cũng không muốn bỏ qua, thân thể cao lớn lập tức lao tới. Tính ta một phần. Âm quỷ cũng lớn tiếng quát, chân khí âm hàn bạo tuôn, gia nhập vào đội ngũ vây công 7 người Đường Ngũ. Nhất thời 7 người Đường Ngũ lại bị 5 cường giả đồng thời vây đánh. Dù 7 người thúc giục thất tinh diệt không kiếm trận giống như là một người, nhưng cũng bó tay bó chân, khó thể ngăn cản. Đặc biệt là Mạc Kình Thiên, sau một thoáng thăm dò, tựa hồ ngày càng quen thuộc kiếm trận, làm 7 người càng lúc càng khó chống đỡ. Oanh long long, thanh âm nổ tung trầm thấp, đệ tử Liệt Hỏa môn cùng Thất Kiếm môn đã hoàn toàn không còn lực đối kháng, dần dần bị đệ tử Long môn cùng Thất Sát môn thanh trừ. Kim Viên đại ca, không sao chứ? Lục Lâm Thiên hỏi. Kim Viên hiện lại hình người, bị thương không nhẹ, máu tươi đầm đìa, thân hình khôi ngô run lên, nói. Hoàn hảo, phỏng chừng cần chút thời gian chữa thương, Thiên Hỏa đã một chân bước vào đại đạo cảnh, ta không làm gì được hắn. Không có việc gì thì tốt rồi, ta cũng muốn vào giúp vui. Lục Lâm Thiên nhìn vào vòng chiến lớn nhất hiện tại, giờ phút này cũng chỉ còn lại 7 người Đường Ngũ, nếu lưu lại bọn họ sẽ hậu hoạn vô cùng. 7 người Đường Ngũ thúc giục kiếm trận, phạm vi vạn thước có vô số kiếm quang sắc bén phá không, đủ phá hủy hư không. Nhưng 5 người Mạc Kình Thiên cũng không phải kẻ yếu. Đặc biệt là Mạc Kình Thiên cùng Ma Linh yêu nữ, càng lúc càng làm 7 người Đường Ngũ kinh hãi. Độc phụ bao phủ đầy trời, độc phụ bao trùm thiên không, làm kiếm trận cũng bị ảnh hưởng. Mà thời gian áo nghĩa của Mạc Kình Thiên chính là uy hiếp lớn nhất với kiếm trận. Oanh! Thân ảnh Lục Lâm Thiên lao tới, phất tay đánh ra một đạo trưởng ấn chấn vỡ tảng lớn kiếm quang, thân ảnh xuất hiện bên cạnh Mạc Kình Thiên. Lục Lâm Thiên đã cẩn thận quan sát kiếm trận, thực lực 7 người Đường Ngũ có khác nhau, Đường Ngũ, Thanh Kiền, Mạc Vấn khó đối phó nhất, mà Nhật Nguyệt, Cảnh Tinh, Thiên Bộc, Xá Thần tuy khó dây vào nhưng chỉ có tu vi thông thiên cảnh cao giai, cho nên muốn đối phó cũng dễ dàng hơn. Tuy 3 người Đường Ngũ là đại đạo cảnh, nhưng lại bị thị hoang thế giới áp chế, cũng không phải là không thể đối phó, tỉ như Hắc Hạc ngày trước. Lục Lâm Thiên nói, Kình Thiên huynh đệ, có biện pháp nào phá trận hay không? Ngươi tới vừa lúc, kiếm trận này không tệ, nhưng muốn phá cũng không khó khăn, có ngươi ở đây chúng ta muốn phá trận thật đơn giản. Mạc Kình Thiên mỉm cười nói, lập tức truyền âm cho Lục Lâm Thiên, sau đó quát to. Tam muội, các ngươi lùi ra sau một ít, ta phá trận trước. Dứt lời, Mạc Kình Thiên phất tay xé rách không gian, thân ảnh cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Ma Linh yêu nữ nghe vậy, độc phụ xoay tròn quanh thân không ngớt, thân ảnh xinh đẹp nhất thời thoát thân ra ngoài. Âm Minh Dạ Xoa, Địa Long cùng âm quỷ cũng tự lui ra, chỉ có thân ảnh Lục Lâm Thiên chợt lóe, thi triển không gian áo nghĩa, thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Cẩn thận! Nhìn thấy Lục Lâm Thiên cùng Mạc Kình Thiên đột nhiên biến mất, ánh mắt Đường Ngũ ngưng trọng hét lớn, trường kiếm run lên, chân đạp phương vị huyền ảo, kiếm mang bao trùm thiên không. Suy suy! Cùng một thời gian, thân ảnh Mạc Kình Thiên cùng Lục Lâm Thiên lại xuất hiện, Mạc Kình Thiên hiện ra ngay trước mặt Đường Ngũ, mà Lục Lâm Thiên lại ngay trước mặt Xá Thần. Thất sư đệ cẩn thận! Đường Ngũ quát to, sắc mặt hoàn toàn đại biến. Thất tinh diệt không kiếm trận ở trước mặt ta hoàn toàn không còn dùng được, phá trận. Ánh mắt Mạc Kình Thiên bắn ra tinh mang, phất tay,
từng khe không gian lan tràn bao phủ về hướng đường ngũ, thiên không động lại, dưới không gian áo nghĩa cuồn cuộn, kiếm trận lập tức bị đình trệ. Hiu hiu, thân ảnh Lục Lâm Thiên vừa hiện ra, lập tức nhận lấy vô số kiếm quang nổ bắn tới, trộn vỡ không gian, có thể đem hết thảy đều phá hủy. Phá! Lục Lâm Thiên phất tay, thoáng khom người xuống, năm thanh trường kiếm cùng hai đoạn kiếm lập tức bay ra. Ngao! Thanh âm long ngâm mơ hồ vang lên, bảy thanh bảo kiếm bắn ra, lập tức hóa thành vô số kiếm ảnh phá không, kiếm quang va chạm, phá hủy cả phiến hư không. Oanh! Thân ảnh Lục Lâm Thiên nhảy tới, một đạo trưởng ấn tích tắc vỗ lên ngực xá thần. Cùng lúc đó thân ảnh Mạc Kình Thiên cũng xuất hiện sau lưng đường ngũ, một đạo quyền ấn đánh thẳng vào lưng của hắn. Phốc! Cả đường ngũ lẫn xá thần phun ra máu tươi, thân hình lảo đảo văng ra ngoài. Hai người vừa bị đánh bay, kiếm trận lập tức vỡ tan, thân ảnh năm người còn lại cũng lảo đảo thối lui, miệng đều phun máu tươi. Giết! Kiếm trận vừa tan, địa long, âm quỷ cùng âm minh giả xoa không bỏ qua cơ hội, thân ảnh hóa thành lưu quang, nguyên lực tuôn trào, lập tức lao thẳng tới trước. Tây phương cầu bại, thất kiếm môn là của ngươi, đừng bức người quá đáng. Đường ngũ ổn định thân hình, cũng không quản máu tươi tuôn ra khóe môi, nhìn thấy ba người âm quỷ định ra tay, lập tức hét lớn. Ai bức bách ai, vừa rồi là các ngươi ra tay trước, nếu không phải Điêu Thiện Hàn bỏ chạy, ngươi cũng không dễ dàng giao ra thất kiếm môn đi. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói. Ánh mắt đường ngũ run lên, nhìn thấy nhóm người ma linh yêu nữ đang ngăn cản bốn sư đệ của mình, cũng biết không thể cứu vãn. Trong thị hoang thế giới, thực lực phi tôn, thanh âm đường ngũ mang theo tia thê lương. Tây phương cầu bại, người thật muốn làm tuyệt sao, hôm nay lưu một đường, ngày sau dễ gặp lại, nếu ngươi nhất định diệt sạch sư huynh đệ chúng ta, hôm nay ta sẽ trốn, nếu ta muốn trốn, các ngươi khó thể ngăn cản ta, chỉ cần ta chạy thoát, sẽ làm cho các ngươi hàng ngày khó yên, thất sát môn gà chó không yên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, đường ngũ nói chính là sự thật, với thực lực của hắn chỉ cần chạy ra ngoài, một khi hận thù thất sát môn, với tính cách đường ngũ tới lúc đó thất sát môn sẽ vô cùng phiền phức. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, các ngươi chạy đi, bốn chúng ta tự bảo hồn anh, cũng phải kéo bọn hắn đệm lưng, tới lúc đó các ngươi báo thù cho chúng ta, muốn đối phó thất kiếm, vậy phải trả giá bằng máu. Các ngươi chạy mau, chúng ta tự bảo hồn anh. Ôm nhau cùng chết, ai sợ ai, thất kiếm cũng không phải bọn hèn nhát. Bốn người hét lớn, thanh âm thê lương, không hề có chút e ngại, đã muốn liều mạng. Lục Lâm Thiên do dự, nghe nói bảy người này cũng không có kẻ thù bên ngoài, họ chỉ ưa thích giết chóc huyết tinh cho nên mới đi vào thị hoang thế giới, tùy thời đều có thể ra ngoài, chỉ cần tu luyện đột phá là có thể quay trở về. Nghe nói quan hệ giữa họ cùng các đại sơn môn đều không kém, lần này dù nhận lấy thất kiếm môn, chỉ sợ có thả họ cũng bị họ hận thù, sau này khó tránh bị trả thù. Nhưng nếu không thả, cũng sẽ bị hận thù, tới lúc đó đường ngũ làm thất sát môn gà chó không yên, tùy thời đều phải lo lắng bị họ điên cuồng báo thù cũng sẽ mệt mỏi. Giờ phút này Lục Lâm Thiên lâm vào thế khó xử. Tây phương cầu bại, người thật muốn cá chết lưới rách sao, nếu là vậy, ta nhất định làm cho ngươi phải hối hận. Đường ngũ thê lương hét lớn, hắn cũng không muốn làm cho các sư đệ tự bạo hồn anh. Mạc Kình Thiên nghe vậy ánh mắt cũng dao động, không lập tức ra tay mà nhìn qua Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, ánh mắt trầm xuống. Đường ngũ, ta xem bảy huynh đệ các ngươi cũng là hán tử, nhưng cho dù hôm nay ta thả các ngươi, chỉ sợ sau này sẽ rước lấy phiền phức vô cùng, các ngươi muốn tự bạo thì tự bạo, ngươi trợn mắt nhìn xem, nơi này đều là đại đạo cảnh. Các ngươi tự bảo cũng không thể ôm nhau cùng chết, nhiều nhất có vận khí tốt thì làm người khác bị thương mà thôi, về phần muốn trốn, trong chúng ta có hai người mang không gian áo nghĩa, cơ hội của ngươi có bao nhiêu thành. Đường ngũ nghe vậy, ánh mắt co rúm lại. Tây phương cầu bại, cá chết lưới rách, thử qua mới biết được. Đường ngũ lớn tiếng quát, cũng không nhất định phải cá chết lưới rách, muốn ta thả ngươi cũng được, nhưng ngươi cần phải đáp ứng một điều kiện của ta. Lục Lâm Thiên nói. Ánh mắt đường ngũ co rụt lại, trầm giọng nói. Điều kiện gì? Gia nhập thất sát môn, ta tha các ngươi một mạng. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói. Ngươi gia nhập thất sát môn, trở thành phó trưởng môn, ta nghĩ làm vậy cũng không ủy khuất các ngươi đi. Cái gì, phó trưởng môn? Nghe vậy nhóm người thiên khu đứng xa xa đều biến hóa, thế lực thất kiếm môn xem như không sai, nhưng chức phó trưởng môn chẳng khác gì dưới một người trên vạn người,
thật quá xem trọng Đường Ngũ. Ha ha. Nghe vậy Đường Ngũ nhất thời cười ha ha, cũng không để vào trong mắt, nói. Tính toán thật hay, muốn bảy huynh đệ chúng ta gia nhập Thất Sát Môn, chẳng qua ngươi có tư cách gì muốn sư huynh đệ chúng ta nghe theo hiệu lệnh của ngươi, thần phục ngươi, buồn cười, nằm mơ. Đường Ngũ này thật sự hỗn đản, rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Tự cho mình siêu phàm, tiêu diệt bảy người này. Nghe được lời của Đường Ngũ, nhóm người Viêm Hỏa căm giận bất bình, nhưng họ chỉ nói mà thôi, thực lực của họ cũng không thể đối kháng Đường Ngũ, nếu không phải Liệt Hỏa Môn có quan hệ với Đông Tinh xã, lúc trước đứng đầu thế lực nhị lưu chính là Thất Kiếm Môn. Đường Ngũ này thật sự có chút ngạo khí a. Mạc Kình Thiên khoanh tay đứng bên cạnh, thần sắc có chút kinh ngạc. Lục Lâm Thiên cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ cười lạnh nói. Đường Ngũ, người cảm thấy được ta không có tư cách này sao? Trong đôi mắt tối đen của Đường Ngũ hiện ra khí huyết tinh, mơ hồ biến đỏ, nói. Tây Phương Cầu bại, người đánh bại Hỏa Hổ, trong mắt ta chỉ bình thường mà thôi, là vì Hỏa Hổ bị ngươi chọc giận mất đi lý trí, không thể không nói ngươi cũng đủ gian trá, hơn nữa nhờ vào áo nghĩa linh khí mới làm được. Mà ngươi đánh bại Điêu Thiện Hàn chỉ mượn dùng ngoại lực mà làm, loại thực lực khủng bố như vậy ta dám khẳng định ngươi cũng chỉ có một lần, bằng không Điêu Thiện Hàn cũng trốn không thoát. Dừng một chút, Đường Ngũ cười âm lệ. Không thể không nói thực lực cùng thiên phú của ngươi không kém, thủ đoạn không ít, tựa hồ tu luyện không ít thuộc tính áo nghĩa, không ngờ có thể vượt cấp đối kháng đối thủ, nhưng nơi này là thị hoang thế giới, nếu đi trung thiên thế giới, ngươi sao là đối thủ của ta? Ta diệt ngươi chẳng khác gì giết chết con kiến, còn vọng tưởng bảy sư huynh đệ chúng ta thần phục ngươi, ngươi nói có buồn cười hay không? Trung thiên thế giới, nếu ở trung thiên thế giới, ta diệt ngươi cũng chẳng khác gì giết chết một con kiến. Mạc Kình Thiên nhíu mày, làm như không thích kiểu nói chuyện của Đường Ngũ. Lục Lâm Thiên cũng không có quá nhiều dao động, nghe lời Đường Ngũ, trong mắt không giận ngược lại cười, nhìn thẳng hắn. Đường Ngũ, nếu là như vậy, với tình huống hôm nay, chúng ta đánh cuộc thế nào? Đánh cuộc gì? Đường Ngũ nghi hoặc hỏi. Mọi người đều lui ra đi. Lục Lâm Thiên phất tay, mọi người tuy nghi hoặc nhưng vẫn lui ra sau lưng hắn. Bốn người thanh kiền mặc dù sắc mặt tái nhợt, khóe môi mang theo vết máu, trường kiếm trở vào bao, lập tức chật vật thối lui ra sau Đường Ngũ. Ta giúp ngươi ra tay, ngươi còn đòi đánh cuộc gì, mấy người này muốn tự bạo cũng tốt, cũng không lật nổi bao nhiêu sóng gió. Ma Linh yêu nữ có chút hờn giận nói, thân hình nóng bỏng đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Lời nói của nàng làm nhóm người Đường Ngũ khẽ biến sắc. Lục Lâm Thiên chỉ mỉm cười, nói. Đường Ngũ, 3 tháng sau trong Liệt Hỏa Thành, ta không dùng ngoại lực, thậm chí cũng không sử dụng áo nghĩa linh khí, ta cùng 7 người các ngươi đối chiến, ta thắng, mạng của các ngươi là của ta, các ngươi thắng, mạng của Tây Phương Cầu bại là của các ngươi, ngươi có dám? Đây là muốn chơi sinh tử chiến a. Không đùa tuyệt như vậy đi. Lời của Lục Lâm Thiên vừa dứt, người vây xem kinh ngạc thổn thức, Mạc Kình Thiên cùng Ma Linh yêu nữ cũng kinh ngạc nhìn Lục Lâm Thiên, không dựa vào ngoại lực, không dùng áo nghĩa linh khí muốn đánh bại Đường Ngũ là không thể nào, huống chi là 7 người, hơn nữa muốn diệt Thất Tinh diệt không kiếm trận mà chỉ dùng 3 tháng thời gian, 3 tháng cũng không dài. Người muốn sinh tử chiến. Thất Kiếm cũng nghi hoặc, Đường Ngũ nhìn Lục Lâm Thiên. Ánh mắt chớp động không biết nghĩ gì trong lòng. Không phải sinh tử chiến, là đổ mạng, ta thua, mạng của Tây Phương Cầu bại là của các ngươi thua, mạng của các ngươi thuộc về ta. Lục Lâm Thiên nói, được, ta đáp ứng, 3 tháng sau, trong Liệt Hỏa Thành, ngươi không sử dụng ngoại lực cùng áo nghĩa linh khí, ngươi thua, mạng là của ta, hết thảy đều của ta, kể cả áo nghĩa linh khí trên người ngươi, sư huynh đệ chúng ta thua, mạng là của ngươi. Đường Ngũ cắn răng gật đầu, chuyện tới bây giờ hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn, Tây Phương Cầu bại tuyệt đối là người dứt khoát, rất không khả năng thả bọn họ rời đi, huống chi sự hấp dẫn của áo nghĩa linh khí không phải đại đạo cảnh nào cũng có thể bỏ qua được. Đương nhiên, nếu ngươi thắng ta, áo nghĩa linh khí cũng là của ngươi. Lục Lâm Thiên cười nhẹ nói. Thật sự đáp ứng rồi, 3 tháng sau có vở kịch hay để nhìn. 3 ngày sau, trong đại điện Thất Sát Môn. Các cường giả thân tín đều có mặt. Âm quỷ này nguyện ý gia nhập Thất Sát Môn, bái kiến trưởng môn. Phong Đồ Tam Hồn cũng nguyện ý gia nhập Thất Sát Môn, bái kiến trưởng môn. 4 người cung kính hành lễ, 3 ngày trước Tây Phương Cầu bại cứu lão đại Phong Đồ Tam Hồn,
hơn nữa biểu hiện thực lực cường hãn đã làm âm quỷ triệt để chấn động. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không hối hận với quyết định này, sau này phi linh thương hành là của các ngươi, đối ngoại, âm quỷ chính là phó hành chủ phi linh thương hành, về phần nguyên nhân, tới lúc đó Phạm Thống sẽ giải thích tường tận, sau này phi linh thương hành hoàn toàn giao cho các ngươi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, có bốn người âm quỷ gia nhập cũng không phải một cỗ tiểu thế lực, tuy âm quỷ giáo có chút sụp đổ, nhưng căn cơ cũng không tới nỗi tuyệt diệt, chỉ cần chỉnh đốn tàn quân, cũng không thể khinh thường. Trưởng môn, còn hành trưởng đâu? Âm quỷ nghi hoặc hỏi. Hành trưởng, tên kia phỏng chừng thêm một thời gian mới có thể tới. Trong đầu Lục Lâm Thiên nhớ tới một thân ảnh quen thuộc, khóe môi không tự chủ lộ ý cười. Một lát sau Lục Lâm Thiên rời khỏi đại điện, mọi việc đã có người xử lý, hắn cũng không cần nhiều quan tâm. Lục Lâm Thiên đi tới đỉnh viện sau núi, khôi phục lại bộ dáng vốn có của mình, ở trước mặt người thân quen, hắn vẫn thích làm chính bản thân mình thoải mái hơn. Mạc Kình Thiên vội hỏi. 3 tháng sau đối phó thất kiếm, người nắm chắc mấy thành? Không biết, hoàn toàn không nắm chắc, 7 người họ bố trí kiếm trận thật khó dây vào, chỉ sợ dưới tình huống bình thường ở trong thị hoang thế giới không cách nào đánh thắng 7 người. Lục Lâm Thiên nói. Ma Linh yêu nữ trừng mắt, nàng thật bất mãn với quyết định của Lục Lâm Thiên. Nếu ngươi biết vậy sao còn dám đổ mạng, ngươi có biết 7 tên kia thật khó trêu chọc không? Tam muội, ngươi hình như càng ngày càng quan tâm Lâm Thiên huynh đệ a, có phải đã muốn thành thân nhân rồi không? Liếc mắt nhìn Ma Linh yêu nữ, Mạc Kình Thiên trêu ghẹo nói. Muội nào có, sống chết của hắn muội lười quản, chỉ cần máu tươi của hắn nuôi vô ảnh phệ thủy độc thư của muội mà thôi. Ma Linh yêu nữ dậm chân nói, khuôn mặt đỏ ửng, lập tức trừng mắt. Đều là huynh, nếu không phải muội thấy An Thi Giao cũng không tệ lắm, muốn cho các người, bằng không muội mới không thèm nhắc lên quan hệ với người này, còn nói cùng với hắn. Tam muội, chuyện này có quan hệ gì với ta, Thi Giao tiểu thư thật không sai, nhưng chúng ta chỉ có chút quen biết mà thôi, huống chi người ta hình như có ý với Lâm Thiên huynh đệ, không có lòng dạ nào đối với ta a. Mạc Kình Thiên khẽ cười nói. Rõ ràng do huynh vô tâm, bằng không huynh có điểm nào kém với người này. Ma Linh yêu nữ hung hăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười khổ không nói được gì. Tốt lắm, việc của ta muội cũng đừng quan tâm, hai người chuẩn bị thành thân trước đi, nếu muội thành thân với Lâm Thiên huynh đệ, ta nghĩ để ta nói với đại ca, hẳn không có vấn đề gì. Mạc Kình Thiên nói. Huynh, mặc kệ các người. Ma Linh yêu nữ hờn giận trừng mắt nhìn hai người, phồng má thở phì phì ngồi sang một bên. Lục Lâm Thiên cũng không muốn mình bị tai bay vạ gió, lập tức nói. Tốt lắm, chúng ta nói chính sự đi, 3 tháng thời gian muốn đối phó thất kiếm cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, kế tiếp ta cần bế quan 3 tháng. Người có kế hoạch sao, tuy trong thiên trụ giới thời gian không ít, nhưng thất kiếm thật sự khó đối phó. Mạc Kình Thiên nghiêm túc nói. Đối với người khác mà nói, 7 người đường ngũ thật sự khó dây vào, nhưng với ta mà nói. Kiếm trận kia cũng không có quá lớn tác dụng. Lục Lâm Thiên nói. Mạc Kình Thiên nói. Mặc dù có thể phá kiếm trận, nhưng 7 người bọn hắn thật khó ngăn cản, huống chi ngươi một mình phá trận, khó khăn thật không nhỏ. Còn 3 tháng thời gian, hẳn cũng đủ rồi. Lục Lâm Thiên nói, 3 tháng bên ngoài, thiên trụ giới tầng thứ 6 là 15 năm, có thời gian như vậy muốn đối phó thất kiếm không phải là không thể được. 3 tháng thời gian. Đừng quên nếu người thua thì mạng là của người khác. Ma Linh yêu nữ khinh bỉ liếc nhìn Lục Lâm Thiên, chu môi nói. Ta chỉ nói là mạng của Tây Phương cầu bại, chẳng qua sau này không còn Tây Phương cầu bại mà thôi. Khóe môi Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Lâm Thiên huynh đệ, ý của ngươi là, ngươi thật quá gian trá. Mạc Kình Thiên sửng sốt, ngạc nhiên cười ha ha, đây hoàn toàn là vô lại, Tây Phương cầu bại chỉ là tên giả, vốn không có người này. Hắc hắc, Lục Lâm Thiên cười hăng hắc, kỳ thật hắn cũng không muốn giở trò vô lại, tới lúc đó nếu không thể đánh bại thất kiếm, vậy chỉ có thể bại lộ chính mình, đây cũng là tính toán cuối cùng. Kình Thiên huynh đệ, người đã đi tìm Hắc Thủy Ngục giam đi, thế nào? Lục Lâm Thiên hỏi, việc này nói ra dài dòng, tìm được chút đồ vật, cũng có chút phát hiện, nhưng cần thời gian nghiên cứu, hắc hạc biết cũng không nhiều, người cần bế quan, ta cũng muốn đi vào thiên trụ giới nghiên cứu vài thứ. Tới lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Mạc Kình Thiên đáp. Được. Lục Lâm Thiên gật đầu, một lát sau Mạc Kình Thiên đi vào tầng thứ 4,
Lục Lâm Thiên vào tầng thứ 6, bên cạnh còn có 4 người, chính là nhóm người thiên hỏa địa hỏa. Hai người khác là thông thiên cảnh sơ giai cùng trung giai, là người thất kiếm môn, do phong đô tam hồn bắt sống. Trong mắt Lục Lâm Thiên lộ ý cười, 15 năm đủ cho hắn đột phá tới thông thiên cảnh cao giai, tới lúc đó thực lực tăng vọt, muốn đối phó thất kiếm cũng không phải việc khó khăn. Thời gian chậm chậm trôi qua, cuộc chiến ngoài liệt hỏa thành, phó xã trưởng Đông Tinh xã chiến bại bỏ chạy, hỏa hổ thua bại đào mạng chối chết, liệt hỏa môn thuộc về thất sát môn, việc này nhấc lên sóng to gió lớn trong thị hoang thế giới. Theo sau thất sát môn tuyên bố, phó hành trưởng Phi Linh Thương Hành là âm quỷ, cũng không biết từ đâu truyền lại tin tức, Phi Linh Thương Hành vốn thuộc về âm quỷ giáo âm quỷ. Điều này làm người ta hoài nghi, âm quỷ giáo cùng thất sát môn đã sớm âm thầm liên hợp. Lúc trước lâm trận phản chiến là cạm bẫy sắp xếp khiến cho liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn không thể xoay chuyển càn khôn. Tàn quân liệt hỏa môn đã bị thất sát môn cùng long môn bao vây tiễu trừ, bị tiêu diệt cùng quy hàng, dùng tốc độ cực nhanh bị thất sát môn nắm trong tay. Tin tức trên người trưởng môn thất sát môn Tây Phương Cầu Bại có áo nghĩa linh khí nhanh chóng truyền ra, điều này làm ánh mắt vô số người đỏ bừng, áo nghĩa linh khí, thậm chí là tuyên cổ cảnh cũng phải động tâm. Đặc biệt còn là áo nghĩa linh khí thuộc khu vực linh hồn. Mọi người động tâm, nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối, cũng phải khắc chế tham niệm trong lòng, không phải ai cũng dám đánh chủ ý. 3 tháng dần dần trôi qua, bên trong thị hoang thế giới, cuộc chiến giữa Tây Phương Cầu Bại cùng thất kiếm tại Liệt Hỏa Thành luôn được chú ý, thời gian tới gần, sự chú ý càng thêm tăng lên, người của các thế lực lớn cơ hồ đều xuất hiện bên trong Liệt Hỏa Thành. Suy suy, tầng thứ 6 thiên trụ giới. Không gian ba văn cuộn trào như thời không rối loạn, khe không gian lan tràn giữa không trung, không ngừng vặn vẹo, dù là thông thiên cảnh sơ giai đi tới nơi này cũng sẽ bị không gian rối loạn áp bạo mà chết. Bên trong không gian hỗn loạn, một thân ảnh như cá gặp nước, thủ ấn biến hóa, đột nhiên phất tay đánh ra một đạo trường ấn. Thập phương vũ trụ ấn. Một tiếng hét lớn, trường ấn bay ra, không mang theo chút uy lực nào, nhưng cả không gian đột nhiên xuất hiện cỗ chân khí giống như hủy diệt. Khí tức có thể làm cho vạn vật biến mất, thiên địa hủy diệt, làm linh hồn người không nhịn được đều run rẩy. Oanh long, suy, trường ấn còn chưa rơi xuống, đã dần dần biến mất giữa không trung, không gian khôi phục lại bình tĩnh, thân ảnh Lục Lâm Thiên hiện ra, khóe môi mỉm cười hài lòng. Cuối cùng thành công, thập phương vũ trụ ấn uy lực thật đúng là không sai, không uổng phí bỏ ra 13 năm thời gian. Lục Lâm Thiên thì thào nói, sau 2 năm cắn nuốt 4 người thiên hỏa, hắn đã đột phá thông thiên cảnh trung giai đỉnh, cũng không biết do nguyên nhân gì bị cổ bình, không cách nào tiếp tục đột phá. Bởi vậy trong 13 năm, Lục Lâm Thiên một mực lĩnh ngộ thời gian cùng không gian áo nghĩa, trong quá trình này hắn cũng lĩnh ngộ ra thập phương vũ trụ ấn, dùng thời gian cùng không gian áo nghĩa dung hợp mà thành. Thập phương vũ trụ ấn, ẩn chứa thời gian cùng không gian áo nghĩa, cả hai dung hợp hủy thiên diệt địa, đủ hủy diệt hết thảy, phá hủy không gian thời gian. Tiểu tử, đã xảy ra chuyện gì? Tầng thứ 5 thiên trụ giới truyền ra thanh âm tam kỳ lão nhân, động tĩnh vừa rồi cũng đã kinh động hắn. Kỳ lão, không có chuyện gì, ta lĩnh ngộ có chút tiến bộ mà thôi, người đã tỉnh sao? Lục Lâm Thiên dứt lời, thân ảnh chợt lóe đã xuất hiện bên cạnh tam kỳ lão nhân. Gì, người tới thông thiên cảnh trung giai đỉnh sao? Tam kỳ lão nhân nhìn Lục Lâm Thiên, đột nhiên ánh mắt run lên. Không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn chằm chằm, trước khi tiến vào thị hoang thế giới tiểu tử này mới tới phá giới cảnh, không bao lâu đã tới thông thiên cảnh. Lời của tam kỳ lão nhân vừa dứt, ánh mắt Lục Lâm Thiên chợt dao động, trên người tràn ra một cỗ khí tức như phong bạo thổi quét, chỉ một thoáng không gian gió dục mây vần. Sốt cục cần đột phá. Một giây sau, trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra tinh mang, một cỗ khí tức man hoang thương cổ xuất hiện. Lúc này vừa lĩnh ngộ ra thập phương vũ trụ ấn tựa hồ đã mang tới cơ hội đột phá, Lục Lâm Thiên cảm nhận được rõ ràng mình lại thăng cấp. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, năng lượng không ngừng xoay chuyển, thiên địa năng lượng cuồn cuộn tưới vào trong người, cả không gian không ngừng run rẩy. Người này, lại muốn đột phá. Tam kỳ lão nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Trong ánh mắt kinh ngạc của tam kỳ lão nhân, trên đỉnh đầu Lục Lâm Thiên ngưng tụ thành một đầu cự hổ thật lớn. Cự hổ đứng thẳng, oai vũ tràn ngập, nương theo sau khí tức man hoang thương cổ, tựa như thần thú viễn cổ, làm cả không gian đều chấn động không ngớt. Hống! Cự hổ đột nhiên gầm lên một tiếng, sóng âm lan ra, không gian nứt vụn từng khúc,
chân khí cuồn cuộn như thủy triều không ngừng khuếch tán. Phanh! Đồng thời trong thân thể Lục Lâm Thiên truyền ra thanh âm trầm đỡ Upsilon, C nổ tung, chân khí đột phá cổ bình tiến lên thông thiên cảnh cao giai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thông thiên cảnh cao giai, thanh thế như vậy cũng làm người hoảng sợ đi, đại đạo cảnh chỉ sợ cũng không có thanh thế như vậy, ở trong thị hoang thế giới mà cũng có thể đột phá, còn biến thái như thế, tiểu tử này thật là quái thai a. Tam kỳ lão nhân run rẩy lên. Rung động nhìn giữa không trung, tam kỳ lão nhân lập tức thì thào nói. Hẳn không bao lâu nữa, tới lúc đó chỉ sợ dù là thượng thanh đại thiên thế giới cũng phải khiếp sợ, những lão gia hỏa kia cứ chờ mà xem đi. Hống! Hư ảnh cự hổ khổng lồ trên không trung lập tức tiêu tán, năng lượng bàng bạc quay về trong cơ thể Lục Lâm Thiên, hết thảy đều bình tĩnh trở lại, Lục Lâm Thiên mở mắt, trong mắt lóe tinh mang càng thêm thâm thúy. Hô! Lục Lâm Thiên thở ra một hơi chọc khí, cảm giác lực lượng mang tới, không khỏi thì thào. Đây là lực lượng thông thiên cảnh cao giai sao? Hai tay run lên, cảm giác nguyên lực cùng linh hồn lực lượng trong thân thể, Lục Lâm Thiên có một loại cảm giác, cho dù gặp hỏa hổ, mình cũng có thể dễ dàng đánh chết, mà không chỉ đánh bại, lực lượng như vậy thật sự làm người ta mê muội. Thông thiên cảnh cao giai cùng trung giai hoàn toàn là hai cấp độ A. Lục Lâm Thiên hiện lên ý cười. Tiểu tử, người đột phá cũng quá nhanh đi. Tam kỳ lão nhân phục hồi lại tinh thần, trừng mắt nói, ánh mắt như muốn xem thấu hết bí mật trên người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên hăng hắc cười nói. Ta cũng không biết vì sao, đột nhiên lại đột phá, hoàn toàn là ngoài ý muốn mà thôi. Tam kỳ lão nhân hung hăng trợn mắt nhìn hắn, nói. Đột phá thì đột phá, còn giả bộ điệu thấp làm gì, ngoài ý muốn thì có thể đột phá. Còn cho người khác sống hay không? Việc này, Lục Lâm Thiên ngượng ngùng cười, lập tức nhớ ra gì đó, nói. Kỳ lão, ta đã sử dụng chữ vật giới chỉ mà ngươi đưa cho ta. Ta đưa cho ngươi, là dùng xích linh liệt hỏa ngưng tụ thành chút thủ đoạn nhỏ, ở trong thị hoang thế giới đủ đánh chết bất luận kẻ nào. Tam kỳ lão nhân nói. Nhưng đối phương chỉ bị thương nặng mà thôi, vẫn chưa chết. Lục Lâm Thiên nói. Tam kỳ lão nhân kinh ngạc, lập tức lắc đầu nói. Điều đó không có khả năng, xích linh liệt hỏa là linh vật trời sinh, cho nên ở trong thị hoang thế giới không bị uy áp quá lớn, mà những người khác đều bị áp chế, cho dù niết bàn cảnh đi vào nơi này cũng bị đánh chết, trừ phi. Tam kỳ lão nhân như nhớ ra điều gì đó, liền hỏi. Người kia có phải trình tự đại đạo cảnh? Lục Lâm Thiên gật gật đầu, Điêu Thiện Hàn đúng là trình tự đại đạo cảnh. Vậy thì chỉ có một khả năng, đối phương là người hỗn độn thế giới, chỉ có người của hỗn độn thế giới tu vi đại đạo cảnh mới không bị áp chế. Tam kỳ lão nhân nói xong, lập tức lắc đầu. Nhưng cũng không khả năng này, người hỗn độn thế giới tuyệt đối sẽ không đi vào thị hoang thế giới, không ai ngu ngốc như vậy, trừ phi nơi này có thứ gì đáng giá cho họ liều mạng đi vào. Nghe vậy, Lục Lâm Thiên thoáng do dự, hỏi. Kỳ lão, người có biết Hắc Thủy Ngục Giam không? Hắc Thủy Ngục Giam, trước kia là ngục giam trong thị hoang thế giới đi, sớm vứt bỏ nhiều năm, từ sau khi thị hoang thế giới bị hủy, Hắc Thủy Ngục Giam đã biến mất, người hỏi việc này làm gì? Tam kỳ lão nhân hỏi. Kỳ lão, vậy người có biết tại sao thị hoang thế giới lại bị hủy, mà biến thành như bây giờ là vì nguyên nhân nào không? Lục Lâm Thiên tò mò hỏi. Việc này ta cũng không rõ, thị hoang thế giới bị hủy thời gian quá dài, so với ta còn lâu hơn nhiều. Tam kỳ lão nhân lắc đầu nói. Hàn huyên một lát, Lục Lâm Thiên rời khỏi thiên trụ giới, tính thời gian cũng đã tới ngày ước hẹn quyết đấu. Kình Thiên huynh đệ, ngươi nghiên cứu thế nào? Lục Lâm Thiên đi ra, mang theo Mạc Kình Thiên. Cũng đã xong, ngươi xem đi. Ánh mắt Mạc Kình Thiên nghiêm túc, một cỗ năng lượng hiện lên trong tay, năng lượng hình thành quang quyển, bên trong là một đoàn năng lượng thể thu nhỏ bị bao vây ở giữa. Đây là cái gì? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Đây là lần trước ta tìm được trong một mật địa, có một tia linh trí yếu ớt, cực kỳ cuồng bạo, loại năng lượng thể này trải qua thời gian đằng đẵng mới có thể hình thành, mà ta tìm thật lâu mới tìm được mật địa kia, còn phá không ít tàn trận, cuối cùng mới phát hiện được thứ này. Dứt lời, Mạc Kình Thiên lấy ra thêm một vật, đó là một bản đồ phong cách cổ xưa, bên trên có không ít dấu vết. Trên bản đồ này có cấm chế. Trong khoảng thời gian này ta đang bài trừ cấm chế, sau khi cởi bỏ ta cẩn thận nghiên cứu qua,
đây là bản đồ bên trong Hắc Thủy Ngục Giam. Bản đồ Hắc Thủy Ngục Giam, ngươi tìm được Hắc Thủy Ngục Giam sao? Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt sáng ngời. Bây giờ còn không dám khẳng định, nhưng có năng lượng thể cùng bản đồ này, theo ta phán đoán, ta phát hiện bên dưới mật địa hơn phân nửa là Hắc Thủy Ngục Giam. Mạc Kình Thiên nói, vậy bây giờ chúng ta làm như thế nào? Lục Lâm Thiên hỏi, Hắc Thủy Ngục Giam biến mất, thị hoang thế giới bị hủy, tất cả chuyện này không ai biết vì sao, nghe lời đồn trong Hắc Thủy Ngục Giam có chôn giấu bảo vật, ngươi thấy thế nào? Mạc Kình Thiên cười hỏi, thế nào cũng phải đi tìm xem. Lục Lâm Thiên cười nói, ta cũng có ý tứ như vậy, ngươi cũng sắp phải đi ước chiến, chúng ta muốn đi mật địa cũng phải đi qua Liệt Hỏa Thành. Trước tiên đi giải quyết thất kiếm, sau đó đi tìm mật địa. Lục Lâm Thiên gật đầu. Ngươi có nắm chắc đối phó thất kiếm hay không? Mạc Kình Thiên hỏi. Lục Lâm Thiên khẽ cười. Tới lúc đó ngươi sẽ biết. Liệt Hỏa Thành, thời gian ước định giữa Tây Phương Cầu Bại cùng thất kiếm đã tới. Trong lời nghị luận sôi nổi của mọi người, rốt cục ngày ước hẹn đã tới. Ngày này, cả Liệt Hỏa Thành người người tấp nập, chiến trường đặt ở ngoài thành, nếu đối chiến trong thành. Chỉ sợ không qua vài chiêu là có thể đem trọn tòa thành hủy diệt hơn phân nửa. Bên ngoài Liệt Hỏa Thành, nơi nơi đều tràn đầy người, trên một ngọn núi có hơn 10 thân ảnh xuất hiện, không ai dám tiến lên quấy rầy, có thể nhìn ra đây đều là nhân vật khó trêu chọc. Đứng đầu là một đại hán trung niên, toàn thân lộ ra khí thế bá đạo, hai mắt thâm thúy, đứng bên cạnh hắn chính là Ôn Tuấn Hùng. Tây Phương Cầu Bại thật sự có bản lĩnh như thế hay sao, thậm chí cả Điêu Thiện Hàn cũng trọng thương bỏ chạy. Linh Thứ Tháp hạ trưởng lão nói, nghe nói Điêu Thiện Hàn bỏ chạy là vì Tây Phương Cầu Bại mượn dùng ngoại lực, có vài thương hành thầm đồn đãi, tựa hồ là một vật toát ra thiên hỏa, vật này ở trong thị hoang thế giới cũng không bị áp chế, nếu trong người Tây Phương Cầu Bại có vật ấy, xem như Điêu Thiện Hàn xui xẻo. Đại hán khí phách mỉm cười, nói, tuy Điêu Thiện Hàn chỉ có đại đạo cảnh sơ giai gần đỉnh, nhưng không phải người hỗn độn thế giới, chẳng qua với họ có chút quan hệ. Chiếm chút ưu thế của hỗn độn thế giới, bởi vậy ở trong tiểu thế giới không bị áp chế, lần này bị thua bại hẳn là điều chính hắn cũng không nghĩ tới. Tháp chủ, nhưng lần này Tây Phương Cầu Bại đối chiến với thất kiếm đã tuyên bố sẽ không dùng ngoại lực. Hạ trưởng lão nói, ta cũng kỳ quái, thực lực thất kiếm liên thủ, có thêm thất tinh diệt không kiếm trận, ở trong thị hoang thế giới tuyệt đối chỉ đếm trên đầu ngón tay, theo ta biết chỉ có một số ít người làm được. Chẳng lẽ Tây Phương Cầu Bại nắm chắc thắng được thất kiếm hay sao? Đại hán hiện lên vẻ nghi hoặc nói. Tháp chủ, người của bọn họ tựa hồ cũng đã tới trong Liệt Hỏa Thành, ta hoài nghi toàn bộ bọn họ đều đã tới. Linh Sơn Tam Thứ cung kính đứng một bên nói. Chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy có hứng thú đối với việc này, dù cảm thấy hứng thú chỉ sợ không cần đều tới đi. Ôn Tuấn Hùng nghi hoặc nói. Đại hán run trường bào, khoanh tay đứng thẳng, nói. Tuy rằng vị huynh đệ Tây Phương Cầu Bại kia thật làm mọi người kinh ngạc, nhưng còn chưa đủ hấp dẫn khiến bọn hắn đều tới đây, nếu ta suy đoán không sai, chỉ sợ bọn hắn cũng như chúng ta, chỉ đi qua mà thôi, mục đích cuối cùng cũng như chúng ta. Sắc mặt Ôn Tuấn Hùng thay đổi, nói. Cha, chẳng lẽ bọn hắn cũng vì chuyện đó mà tới? Đại hán nói. Việc này đối với tuyệt đại bộ phận mọi người chỉ là bí mật, nhưng đối với một số người mà nói không phải tin đồn vô căn cứ. Thậm chí có không ít người tiến vào nơi đây suốt mấy ngàn năm vạn năm, cũng bởi vì việc này, thật vất vả có chút phát hiện, bọn hắn sao có thể bỏ qua cơ hội này. Ôn Tuấn Hùng thở sâu một hơi, nói. Cha, như vậy chúng ta không phải tăng thêm đối thủ cạnh tranh sao, với thực lực của bọn họ, phần thắng của chúng ta sẽ giảm. Ánh mắt đại hán bình tĩnh nói. Chúng ta xem trước sau đã, hôm nay ta muốn nhìn một chút. Tây Phương Cầu Bại mà con luôn tiến cử rốt cục có bao nhiêu bổn sự, tuy lời đồn đãi không kém, nhưng nhìn thấy mới là thật, cha phải nhìn kỹ xem thế nào. Ôn Tuấn Hùng chỉ cười nhìn phía trước, nơi đó có không ít đệ tử thất sát môn phong tỏa sân bãi ra vào ngọn núi, nói. Cha, cha yên tâm đi, Tây Phương huynh đệ tuyệt đối sẽ không làm cho cha thất vọng. Vậy sao, muốn bằng vào thực lực bản thân chiến thắng thất kiếm, là có thể đại biểu hết thảy, nếu chiến bại chỉ có chút bản lĩnh. Nhưng bản thân cuồng vọng cũng không thể xem là nhân tài kinh tuyệt diễm. Đại hán nói. Trên ngọn núi xanh biếc, trước cự thạch hỗn độn, hơn 10 thân ảnh đang đứng, một nhóm người thu liễm chân khí, nhưng vô hình cũng làm người ta có cảm giác như sắp phun trào. Một đại hán mập mạp,
thân mặc kim bào, thêu đồ án cửu long, kim quang rạng rỡ, sinh động như vật sống, mặc dù hắn mập mạp nhưng lại lộ ra cỗ khí phách không giận mà uy. Bên cạnh đại hán là một nữ tử, quần áo hoa lệ phú quý, bộ dáng thanh tú động lòng người, thoạt nhìn chừng hơn 30, vẫn còn lộ vài phần chân khí thanh xuân, nhưng nữ tử cũng như đại hán, rất mập mạp, thậm chí còn hơn cả đại hán, khoảng chừng trên dưới 300 cân, nhưng dung nhan lại thanh tú, khiến người ta nhìn vào có cảm giác không hề cân xứng chút nào. Mộc Phương, hình như bọn hắn đã tới. Một lão giả 50 ánh mắt bắn ra tinh quang đảo mắt nhìn qua toàn trường, thần sắc chợt ngưng lại, thấp giọng nói. Chuyện này thật bình thường, chúng ta nhận được tin tức, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ biết, ở trong thị hoang thế giới lâu như vậy, rốt cục cũng đã xuất hiện. Ánh mắt đại hán mập mạp nhấc lên, khí tức không giận mà uy. Mộc Phương, ta đã tìm hiểu, tên vấn thân mạc bây giờ đang ở thất sát môn, tựa hồ còn hỗn phong sinh thủy khởi. Lão giả do dự nhìn nữ tử mập mạp, sau đó nói. Thất sát môn lá gan không nhỏ, cũng dám thu lưu tên hỗn đản vấn thân mạc chết tiệt kia. Một phụ nhân 50 nghe vậy liền giận dữ nói. Tây Phương cầu bại nếu nhát gan cũng không dám tiêu diệt liệt hỏa môn, đánh trọng thương Điêu Thiện Hàn. Đại hán mập mạp cười nhạt nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên ngoài liệt hỏa thành đông nghẹt người, thanh âm ồn ào xôn xao tận trời. Mau nhìn xem, thất kiếm đã tới. Du Long, Thanh Kiền, Mạc Vấn, Nhật Nguyệt, Cạnh Tinh, Thiên Bộc, Xá Thần, thực lực cường hãn a. Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi. Nhất thời toàn trường chợt yên tĩnh, từng ánh mắt tập trung về một phương hướng. Siêu siêu. Bảy thanh âm xé gió vang vọng không gian, bảy thân ảnh lăng không bay tới, chính là thất kiếm, bảy người tự nguyện đi vào thị hoang thế giới, tuyệt đối không dễ dây vào. Bảy người rơi xuống trên một đỉnh núi, đi đầu là Đường Ngũ. Trên đỉnh núi, bảy người hạ xuống, trường kiếm sau lưng, từng luồng khí tức hùng hậu sắc bén dao động. Cả không gian xung quanh như đọng lại, làm người ta áp lực phi thường, sau đó chân khí đều thu liếm, hai mắt khép hờ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tây Phương cầu bại đặt cược lớn như vậy, chẳng lẽ là không dám tới? Muốn đánh bại thất kiếm liên thủ, nào có dễ dàng như vậy? Đã chế thế này còn chưa tới, chắc là không tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người ngẩng đầu nhìn phía trước, đủ tiếng nghị luận vang lên. Tới rồi. Bỗng nhiên thất kiếm chợt mở mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về một hướng, nơi đó có khí tức cuồn cuộn tràn tới. Ô ô, tiếng xé gió vang lên, một tòa giá khôi lỗi cực kỳ khéo léo tinh xảo bay tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ chớp mắt đã xuất hiện trên không trung. Các ngươi đã tới sớm. Một tiếng cười nhạt truyền ra, một thân hình khôi ngô bay ra khỏi tòa giá, lắc mình rơi xuống đỉnh núi, vết sẹo khẽ động, hai mắt thâm thúy tối đen. Siêu siêu. Lục Lâm Thiên rơi xuống núi, từ trong tòa giá có vài thân ảnh lăng không bay ra, đi đầu là một thân ảnh xinh đẹp, dáng người nóng bỏng như ma quỷ, khuôn mặt lại như trích tiên, người này chính là Ma Linh Yêu Nữ, đi phía sau còn có Mạc Kình Thiên, Âm Minh Dạ Xoa, Thiên Khu, Vấn Thân Mạc, Bạch Kinh Đường, Kim Viên bọn họ. Người rốt cục đã tới, còn tưởng rằng ngươi không dám tới, thật làm cho ta ngoài ý muốn. Ánh mắt bảy người Đường Ngũ đều dao động. Lập tức dần nén xuống. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua toàn trường, khẽ nhíu mày, cuối cùng dừng trên người thất kiếm, nói. Vậy sao, chỉ là các ngươi tới hơi sớm, nhìn các ngươi hẳn là muốn sớm nhận thua sao? Sắc mặt Đường Ngũ thoáng trầm xuống, trong mơ hồ lộ ra ngạo khí, nói. Có tiền vốn cuồng vọng hay không đợi một lát sẽ biết, nếu ngươi thua, ta tuyệt đối sẽ không khách khí, nhất định phải cho ngươi trả giá thật nhiều vì sự cuồng vọng của ngươi. Thua, nhất định là các ngươi, động thủ đi, giải quyết xong các ngươi ta còn bận việc khác. Lục Lâm Thiên cười nhạt nói. Tây Phương cầu bại thật hung hăng càn quấy a. Đúng là có chút cuồng vọng, cũng không biết có bổn sự cuồng vọng hay không. Thất tinh diệt không kiếm trận. Đường Ngũ quát một tiếng, phất tay áo, bảy người cùng động. Hiu hiu. Trường kiếm ra khỏi vỏ, không gian vặn vẹo, dưới chân bảy người dẫm lên phương vị thất tinh huyền ảo. Chân khí tương liên, xuyên suốt trận đồ, nguyên lực trào ra, cả không gian thoáng chốc phong vân biến sắc, như mây đen áp không, chân khí cuồn cuộn vỡ áp bao phủ thổi quét khắp cả phiến không gian. Răng rắc, kiếm quang bộc phát, nương theo sau chân khí sắc bén khủng bố như nước thủy triều làm không gian ba văn nổi lên sóng to gió lớn.
Mặt ngoài Lục Lâm Thiên có vẻ thoải mái, nhưng thần sắc đã ngưng lại. Thất tinh diệt không kiếm trận thật không kém. Lục Lâm Thiên thầm cảm thán, nếu ở trung thiên thế giới, dựa vào thực lực thất kiếm là có thể đối kháng với Mạc Kình Thiên, hơn nữa bảy người này tôi luyện trong thị hoang thế giới, nếu một đối một cũng mạnh hơn tu vi đồng cấp rất nhiều. Thất tinh diệt không kiếm trận thất kiếm khốn thiên. Bảy người cùng quát, trường kiếm tương liên, lập tức bắn ra kiếm quang chói mắt, nhất thời cùng bay ra khỏi tay. Ông ông! Thất kiếm thoáng chốc phân thành nhiều kiếm ảnh, hóa thành hàng ngàn hàng vạn, bao trùm khắp thiên địa, vô số kiếm quang phá không, trong mơ hồ mang theo hào quang chói mắt lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Thất kiếm hẳn không chỉ có kiểu công kích xinh đẹp này đi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, một cỗ chân khí quỷ dị ảnh hưởng không gian nháy mắt tràn ra. Hiu hiu! Hàng vạn hàng ngàn kiếm quang xuyên qua thân thể, thân ảnh Tây Phương Cầu Bại bị xé rách thành mảnh nhỏ, ngọn núi bên dưới bị lan tới, vô số kiếm quang bay qua lưu lại thật nhiều khe rãnh sâu hóm, đá vụn kích tán. Nhưng lại không có máu tươi vẩy ra. Tàn ảnh! Tốc độ thật nhanh! Là không gian áo nghĩa hay thời gian áo nghĩa, người này thật sự tu luyện nhiều áo nghĩa kỳ lạ. Sắc mặt thất kiếm càng thêm ngưng trọng, nhìn theo phương hướng thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất. Ánh mắt Đường Ngũ trầm xuống, tâm thần tản ra, trường kiếm lập tức bay vòng, trực chỉ một bên, hét lớn. Thất tinh diệt không kiếm trận thất tinh sát. Hiu hiu. Kiếm quang chói mắt, hóa thành cầu vồng tựa như vẫn thạch phá không, xuyên thủng không gian bay tới. Phanh phanh. Cả phiến không gian bị phá hủy thành hư không, bảy khe rãnh tối đen chợt lóe lên. Siêu. Đột nhiên một thân ảnh nhảy ra nhanh như quỷ mị, thân ảnh phá không, khoanh tay đứng thẳng. Thần sắc nhẹ nhàng thoải mái. Lại không có việc gì. Thần sắc bảy người Đường Ngũ trầm xuống. Bảy người đưa mắt nhìn nhau, thủ ấn thay đổi, chân khí sắc bén khởi động tương liên, thiên địa đều run lên. Thất tinh diệt không kiếm trận thất kiếm hợp bích. Bảy người đồng thời quát, bảy thanh trường kiếm bắn ra hào quang chói mắt, bảy đạo quang mang trực tiếp tương dung, chỉ thoáng chốc dung hợp cùng nhau, ngưng tụ thành một đoàn năng lượng hào quang hình kiếm khổng lồ. Thiên địa biến sắc. Không gian hôn ám, thanh kiếm năng lượng như một đầu viễn thú viễn cổ, phóng xuất ra khí tức hủy thiên diệt địa. Thất kiếm hợp bích vạn kiếm diệt không chu sát. Sắc mặt bảy người tái nhợt, quát lớn một tiếng, thanh kiếm năng lượng đột nhiên run rẩy, như mãnh thú viễn cổ thức tỉnh, không gian run lên, từng đạo hư ảnh kiếm quang bắn nhanh ra ngoài. Vô số hư ảnh kiếm quang bắn ra, không gian bị hủy diệt thành hư không tối đen, thậm chí hào quang chói mắt cũng bị hư không tối đen làm lu mờ không ít. Làm người ta cảm giác nhịp tim đập nhanh, xung quanh thiên hôn địa ám. Trưởng môn có thể đối kháng được sao? Đệ tử thất sát môn đều khẩn trương, hai tay siết chặt lại, ánh mắt ngưng trọng. Lục Lâm Thiên đột nhiên ngẩng đầu, vết sẹo run lên, trong đôi mắt thâm thúy bắn ra tinh quang, nói. Đây là chiêu thứ ba, sớm giải quyết các ngươi đi. Dứt lời, thủ ấn biến đổi, một cỗ chân khí thời không rối loạn đột nhiên tràn ra, lan tràn khắp cả bầu trời. Oanh! Một tiếng nổ vang vọng, đột nhiên phong vân biến sắc, mây đen áp không, phảng phất như thiên địa đột nhiên lâm vào trong bóng tối, một cỗ chân khí năng lượng vô hình đột nhiên buông xuống, hư không đều chớp lên. Uy lực thật mạnh! Đó là áo nghĩa gì vậy, lại giống như không gian áo nghĩa? Không gian vặn vẹo, những người đứng gần liên tục thối lui, nếu không sẽ bị không gian rối loạn áp chế nổ bạo. Thập phương vũ trụ ấn, phá! Lục Lâm Thiên lăng không mà đứng, thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa hoàn mỹ dung hợp, thủ ấn biến hóa, một đạo trưởng ấn phá không bay ra, cả không gian xuất hiện cỗ chân khí hủy diệt, khí tức khiến vạn vật không còn, thiên địa tiêu hủy. Trưởng ấn ngưng tụ, không gian tối đen nổi lên sóng to gió lớn, bắt đầu vặn vẹo, hết thảy năng lượng ngưng tụ, chấn vỡ mây đen cuồn cuộn, sau đó đều vặn vẹo bên trên trưởng ấn. Oanh long! Những nơi trưởng ấn đi qua đều vặn vẹo sụp đổ. Thiên địa trao đảo, trưởng ấn như từ thiên ngoại giáng xuống, ven đường phá hủy hết thảy, một cỗ uy áp xa lạ buông xuống mặt đất, sơn hà dao động, sông ngòi chảy ngược, núi non nứt nẻ thành khe rãnh. Ngay tiếp theo, trưởng ấn trực tiếp vỗ lên hư ảnh kiếm quang khổng lồ, hai loại chân khí hủy diệt sắc bén va chạm, khí thế sát phạt thổi quét khắp cả thiên địa. Bảy người Đường Ngũ như cảm ứng được điều gì, chân khí sắc bén khởi động, đột nhiên trong mắt hiện lên tia kinh hãi. Ngay lập tức mọi người nhìn thấy kiếm quang trực tiếp nứt vụn thành từng khúc, khe không gian tối đen hiển lộ, trưởng ấn ầm ầm đánh lên thanh kiếm năng lượng thật lớn kia. Răng rắc,
thanh âm nổ tung trầm đỡ upsilon, c, dưới trưởng ấn, thanh kiếm năng lượng trực tiếp bị vỗ tan, hóa thành vô số hư ảnh kiếm hình vỡ nát. Phanh phanh, không gian đều bị tạc vỡ, trời sụp đất nứt, cả một mảnh hư không bị vỗ thành cho tàn, năng lượng cuồng bạo điên cuồng nhộn nhạo, khuếch tán ngập trời, bao phủ cả một khu vực rộng lớn. Hô hô, lực lượng hủy diệt cuồng bạo thổi quét, khiến người vây xem đều vội vã thối lui, uy lực làm người run rẩy. Phốc, bảy người Đường Ngũ đồng thời phun máu tươi, chân khí nháy mắt uể oải. Hiu hiu, bảy thanh trường kiếm ảm đạm, không ngừng chấn động trên không trung, bảy người Đường Ngũ không còn cách nào giữ được kiếm trận, lập tức phun máu, từ trên cao thẳng tắp rơi thẳng xuống đất, hung hăng nện lên ngọn núi đã biến thành đống đá vụn hoang tàn khổng lồ. Mọi người ngây dại, chứng kiến cảnh tượng trước mắt toàn trường đều dại ra, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Ba chiêu đánh bại Thất Kiếm Liên Thủ, hai chiêu đầu tiên kỳ thật vẫn chưa ra tay, chỉ tránh né mà thôi, nghiêm khắc mà nói chỉ dùng một chiêu đánh bại Thất Kiếm. Đây tuyệt đối đã siêu việt thực lực thông thiên cảnh cao giai. Tu vi Tây Phương Cầu Bại chỉ đạt tới thông thiên cảnh cao giai, nhưng thực lực tuyệt đối siêu việt thông thiên cảnh cao giai đỉnh. Rốt cục là chuyện gì xảy ra, sao có người khủng bố như thế? Những người có ánh mắt phi phàm tự nhiên có thể cảm giác được thực lực cùng tu vi của Lục Lâm Thiên hoàn toàn khác nhau, đặc biệt họ càng thêm rung động với khí tức quỷ dị vừa rồi. Trên một ngọn núi, ánh mắt nhóm người đứng ở đó đều rung động kinh ngạc, có vài người đứng phía trước vô cùng quen thuộc với Lục Lâm Thiên, chính là Đông Tinh xã Kiếm Đoạn Hồn trưởng lão. Bên cạnh Kiếm Đoạn Hồn là một người mặc trường bào, ánh mắt thâm thúy, nhìn vào cũng biết không phải người dễ chọc. Giờ phút này ánh mắt của hắn cũng run lên, trong mắt hiện vẻ kinh ngạc, nói. Tây Phương Cầu Bại thật đúng là quỷ dị, trình tự thông thiên cảnh cao giai nhưng thực lực cao như vậy, thật sự là khó phán đoán. Trên ngọn núi cách đó không xa, phía trước rừng cự thạch hỗn độn, hơn 10 thân ảnh cũng hiện ra thần sắc chấn kinh, đại hán mập mạp mặc cửu long kim bào cũng thì thào nói. Chẳng lẽ cũng là người của đại thiên thế giới tới đây? Xa hơn một chút, đại hán khí phách khoanh tay đứng thẳng, lẩm bẩm. Thật khó phán đoán a, chẳng lẽ còn có thế lực của đại thiên thế giới muốn tham dự vào? Giờ phút này xung quanh thật yên tĩnh, Lục Lâm Thiên nhìn bảy người Đường Ngũ loang lổ vết máu, nói. Đường Ngũ, các ngươi thua. Bảy thân ảnh uể oải ngẩng đầu, thật sự không dám tin mình lại bị thua chỉ trong một chiêu. Đường Ngũ cắn răng, môi tràn máu tươi, nói. Nguyện đổ chịu thua, tài nghệ chúng ta không bằng người, hôm nay nhận mạng, muốn chém muốn giết tùy ý ngươi. Trưởng môn thắng. Ánh mắt đệ tử Thất Sát môn chợt phục hồi lại, nhất thời bộc phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Thắng rồi. Cả âm quỷ, địa long, phong đô tam hồn, tam thú tướng bọn họ đều không thể bảo trì chấn định, đánh bại Thất Kiếm, nghiêm khắc mà nói chỉ một chiêu đã đánh bại Thất Kiếm, bọn họ tự nhiên cũng biết điều này đại biểu cho việc gì. Mạc Kình Thiên, Âm Minh Dạ Xoa cùng Ma Linh Yêu Nữ nhìn nhau, ánh mắt đều hiện tia kinh ngạc, trong mắt Ma Linh Yêu Nữ còn mang theo vẻ nghi hoặc. Một lát sau, bên trong đại điện Liệt Hỏa Thành, thân ảnh Thất Kiếm chật vật uể oải đứng trong đại điện, nhưng vẫn lộ ra cỗ ngạo khí, mà cường giả Thất Sát môn cũng đang ngồi trong đó. Lục Lâm Thiên ngồi trên chủ vị, nhìn Thất Kiếm, mơ hồ lộ ra cỗ khí thế bá đạo lăng tuyệt, nói. Đường Ngũ, hiện tại ta có tư cách cho các ngươi thần phục. Ánh mắt bảy người dao động dừng lại trên thân hình khôi ngô trước mắt. Lục Lâm Thiên nhìn thẳng bảy người, quanh thân tràn ngập cỗ chân khí mơ hồ, một cỗ khí tức man hoang cổ xưa khuếch tán làm toàn bộ mọi người trong đại điện đều cảm giác trong lòng run lên. Các ngươi thua, ta cấp cho các ngươi hai lựa chọn, gia nhập Thất Sát môn, hoặc là chết. Lục Lâm Thiên nhìn thẳng bảy người, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, một cỗ uy áp vô hình ầm ầm áp thẳng lên thân bảy người Đường Ngũ. Thân hình bảy người lập tức run lên, lảo đảo thối lui một bước, ngạo khí trong mắt dần tiêu tan, rốt cục lựa chọn quỳ một gối hành lễ. Thất Kiếm bái kiến trưởng môn. Trưởng môn, bên ngoài có người tới bái phỏng. Bên ngoài đại điện, một đệ tử tiến vào bẩm báo, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Bọn hắn nói là Mộc Vương của Đông Tinh Thành Tây Vương Phủ. Tây Vương Phủ. Ánh mắt mọi người khẽ biến, tựa hồ có chút kinh ngạc. Tây Vương Phủ. Sắc mặt vấn thân Mạc dao động lớn nhất. Xem ra hẳn là có Tây Vương Phủ bên trong, khó trách. Lục Lâm Thiên tựa hồ cũng không kỳ quái, lập tức nói.
các ngươi đi xuống chữa thương trước đi. Trưởng môn, ta đi trốn một chút. Sau khi Thất Kiếm đi theo đệ tử dẫn đường lui ra, Vấn Thân Mạc cắn răng nói. Vấn Thân Mạc, người thật sự phải đi trốn mới được. Mọi người nhìn Vấn Thân Mạc cười nói, nụ cười đều quỷ dị, nhưng ai cũng nghẹn lại không cười thành tiếng, không khí nhất thời thật kỳ quặc, tựa hồ ai cũng biết là chuyện gì xảy ra. Lục Lâm Thiên cảm giác được không khí quỷ dị, nhìn qua mọi người lại nhìn biểu tình của Vấn Thân Mạc, nhất thời nghi hoặc hỏi. Chuyện gì vậy? Thần sắc Vấn Thân Mạc có chút xấu hổ, nói. Trưởng môn, việc này nói ra thật dài dòng, cũng là chuyện thật lâu trước kia, không cần nhắc lại, ta trốn tránh người của Tây Vương Phủ tốt hơn. Viêm Hỏa cười nói. Trưởng môn, là chuyện như vậy, hình như trước kia nữ nhi của Mộc Vương Tây Vương Phủ Bảo Châu công chúa bởi vì nguyên nhân tu luyện mà biến thành người mập mạp, không ít người trong thị hoang thế giới đã xem qua, kể cả Thiên Khu lẫn Thiên Tuyền. Ta nhớ được cả âm quỷ cùng Phong Đô Tam Hồn cũng được mời tới xem qua, tựa hồ ai cũng bó tay hết cách. Mọi người đều gật đầu, Thiên Tuyền cười khổ nói. Bảo Châu công chúa luyện công xảy ra vấn đề, ta cẩn thận xem qua, thật không có cách nào, thiếu chút nữa làm Mộc Vương động thủ đòi giết ta. Viêm Hỏa tiếp tục nói. Vấn Thân Mạc đi vào thị hoang thế giới, không biết muốn làm gì lại tuyên bố có thể trị lành cho Bảo Châu công chúa, cuối cùng vẫn không hữu hiệu. Càng nghiêm trọng chính là lão tiểu tử kia lại đi câu dẫn Bảo Châu công chúa, mặc dù nàng mập mạp một chút, nhưng đối với tu luyện giả mà nói nàng vẫn còn thanh xuân a, lão tiểu tử đó lại dám cũng không ngại khẩu vị quá nặng, ha ha. Nói xong Viêm Hỏa không nhịn được cười to. Phốc! Trong đại điện, mọi người cũng không nhịn được đều phun cười, nhìn biểu tình của Vấn Thân Mạc đều cười rộ lên. Cười cái gì, sau này các ngươi còn muốn Linh Đường đưa ra đồ vật nữa hay không? Vấn Thân Mạc hung hăng trợn mắt liếc mọi người, lời này thật sự có hiệu quả, hiện tại cả Linh Đường nắm giữ trong tay Vấn Thân Mạc, dù là Thiên Khu cùng Thiên Tuyền cũng chỉ phụ trợ mà thôi, nghe được lời hăm dọa của hắn, mọi người đều cố gắng nín cười, khiến họ đỏ bừng cả mặt. Vấn Thân Mạc trừng mắt nhìn mọi người, lại xấu hổ nói với Lục Lâm Thiên. Trưởng môn, người đừng nghe Viêm Hỏa nói bậy, ta không có thông đồng Bảo Châu công chúa a, chúng tôi thật sự có cảm tình, chẳng qua đều giấu trong lòng. Ai biết tạo hóa trêu ngươi, người có tình không thể thành thân thuộc. Vấn Thân Mạc, người có buồn nôn không, rõ ràng là ngươi chỉ không được cho Bảo Châu công chúa, ngược lại thông đồng nàng, bị người báo cho Mộc Vương giận dữ đòi giết ngươi, là Bảo Châu công chúa tận lực cầu tình, cho Mộc Vương tha cho ngươi một mạng, sau đó Mộc Vương mới thả ngươi. Nhưng hắn đã thông báo cho cả thị hoang thế giới, nếu có ai dám thu lưu ngươi, ai dám bán dược tài cho ngươi. Dám gần gũi ngươi thì là đối lập với Tây Vương Phủ, đồng thời nếu ai dám giết ngươi cũng là kẻ thù của họ, cho nên mấy năm trước ai cũng trốn tránh ngươi không kịp a. Viêm Hỏa ngắt lời Vấn Thân Mạc, cười nói. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Lục Lâm Thiên bật cười, khó trách lúc trước Vấn Thân Mạc hỗn thảm như vậy, nhưng lại không ai dám động tới hắn, nguyên lai vì có quan hệ với Tây Vương Phủ. Lập tức ánh mắt Lục Lâm Thiên lộ vẻ quái dị, nói. Vấn Thân Mạc. Người Tây Vương Phủ đã tới, tự nhiên cũng đã biết ngươi đang ở Thất Sát Môn, ngươi cũng trốn không xong, cần gì phải trốn. Trưởng môn, ngươi không biết, Mộc Vương không dễ trêu chọc, ta cũng không muốn gây thêm phiền toái cho Thất Sát Môn. Vấn Thân Mạc nói, tựa hồ cũng chấp nhận lời nói của Viêm Hỏa. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ động, nói. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, có phiền toái, trốn cũng không trốn được. Một lát sau. Lục Lâm Thiên tự mình nghênh đón, nhóm người Tây Vương Phủ đi vào phân đà liệt hỏa thành của Thất Sát Môn, mười mấy thân ảnh đi vào đại điện, lúc này trên chủ vị cũng được an bài chỗ ngồi, Mộc Vương ngồi xuống ghế, thân hình mập mạp vừa vặn nhồi vào trong ghế, khí thế bất phàm, tuy mỉm cười nhưng không giận mà uy. Vừa rồi khi đi nghênh đón Mộc Vương, ba người Mạc Kình Thiên cũng không đi ra, thậm chí khi Mộc Vương vào đại điện, Âm Minh Dạ Xoa chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không chút dao động. Mạc Kình Thiên cùng Ma Linh Yêu Nữ cũng vậy, chẳng qua khi ánh mắt Mộc Vương dừng trên thân hai người, ánh mắt vừa động, ba đạo ánh mắt tiếp xúc, vẻ mặt nghi hoặc kinh ngạc. Bên cạnh Mộc Vương còn có một nữ tử đang ngồi, nữ tử thật hấp dẫn ánh mắt Lục Lâm Thiên, quần áo hoa lệ phú quý, bộ dáng thanh tú động lòng người, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, cũng lộ ra chân khí thanh xuân, chẳng qua nữ tử rất mập, thậm chí còn mập hơn Mộc Vương, ngồi trên ghế như muốn đè sập cả chiếc ghế. Thật đúng là, Lục Lâm Thiên nhìn nữ tử,
biết nàng chính là Bảo Châu công chúa mà mọi người đã nhắc tới. Bảo Châu, công chúa, đã lâu không gặp, nàng gầy hơn rồi. Không biết từ khi nào Vấn Thân Mạc đã đi tới bên cạnh Bảo Châu, trong mắt dao động không ngừng, tựa hồ trong lòng cũng kích động. Gầy hơn. Nghe vậy Lục Lâm Thiên thiếu chút nữa muốn phun ra, bộ dáng như vậy còn nói là gầy hơn, rốt cục trước kia còn béo tới mức nào a? Gần đây huynh có khỏe không? Nhìn Vấn Thân Mạc, khuôn mặt Bảo Châu đỏ ửng, trong mắt tràn ngập tình ý, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra nếu hai người này không phải chim uyên ương mới là lạ. Vấn Thân Mạc, nghe nói gần đây ngươi sống không kém thôi. Mộc Phương liếc mắt nhìn Vấn Thân Mạc, nghe thanh âm của Mộc Phương, Bảo Châu công chúa cúi đầu, trong mắt giống như ra dấu cho Vấn Thân Mạc. Bái kiến Mộc Phương. Trong mắt Vấn Thân Mạc có chút sợ hãi, lập tức cắn răng hành lễ, nói. Lần này Mộc Phương tới đây, có chuyện gì tìm ta là tốt rồi, không quan hệ với thất sát môn, muốn đánh muốn giết, Mộc Phương xử trí tốt lắm. Mộc Phương, Vấn Thân Mạc là người của thất sát môn, nếu trước kia từng có ân oán gì với Mộc Phương, nếu thất sát môn có thể hóa giải, ta tuyệt không chút ý kiến. Lục Lâm Thiên nói, Tây Phương trưởng môn nghiêm trọng, một chút chuyện nhỏ mà thôi, nếu Vấn Thân Mạc đã gia nhập thất sát môn, đó cũng là vận mệnh của hắn. Mộc Phương mỉm cười nói, lại hỏi. Vấn Thân Mạc, người còn chưa có mặt mũi lớn như vậy để cho ta ngàn dặm xa xôi đi tìm ngươi, sau này nếu có biện pháp thì hãy trị liệu cho Bảo Châu. Nghe lời của Mộc Phương, chẳng những mọi người trong đại điện đều kỳ quái, thậm chí Vấn Thân Mạc cùng Bảo Châu cũng kinh ngạc. Vấn Thân Mạc lập tức nói. Đa tạ Mộc Phương. Lục Lâm Thiên cũng thật nghi hoặc, Mộc Phương tựa hồ có ý cho mình mặt mũi, nhưng mình không quen biết hắn, trong chuyện này chỉ sợ là không đơn thuần như thế. Thực lực Tây Phương trưởng môn cao tuyệt, thất sát môn lại hiển hách uy danh, thật sự là đáng mừng a. Sau này thất sát môn cũng đã không kém gì năm đại sơn môn trong thị hoang thế giới. Mộc Phương mỉm cười nói, lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại cho người ta cảm giác uy nghiêm. Chỉ là một thất sát môn, tự nhiên không thể so sánh với Tây Vương Phủ, Đông Tinh Xã, Linh Thứ Tháp, Bắc Đầu Môn cùng Nam Thiên Môn, Mộc Phương đã quá khen. Lục Lâm Thiên nói. Mộc Phương khẽ cười, ánh mắt lướt qua Kim Viên, Thất Sát, Viêm Hỏa bọn họ, cuối cùng lướt qua Âm Minh Dạ Xoa, Mạc Kình Thiên cùng Ma Linh Yêu Nữ, nói. Tây Phương trưởng môn cũng không cần khách khí, trong lòng mọi người đều rõ ràng, với thực lực bây giờ của Thất Sát môn, tuyệt đối không kém hơn những sơn môn khác. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe, người Tây Vương phủ tới đây, đối với bên ngoài, Âm Quỷ cùng Phong Đô Tam Hồn là độc lập, cũng không phải người của Thất Sát môn. Độc Giác Địa Long cũng vẫn là trưởng môn Long Môn, cho nên hắn đã cho họ lui ra ngoài. Lần này ý đồ tới đây của Mộc Phương làm trong lòng Lục Lâm Thiên nghi hoặc, Tây Vương Phủ không hề tham dự phân tranh, mục đích của họ thật kỳ quái. Hôm nay Mộc Phương tới đây, hẳn không phải là đến khen ngợi khuyến khích mà thôi, có câu tục ngữ nói rất tốt, nâng lên càng cao, rơi xuống càng nặng đó thôi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Ha ha! Nghe vậy! Mộc Phương mỉm cười, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Lục Lâm Thiên nói. Tây Phương trưởng môn, người sáng mắt không nói lời quanh co, lần này tới đây thật sự là có chuyện, có thể nói riêng một mình hay không? Lục Lâm Thiên không chút do dự, đứng dậy nói. Mời Mộc Phương. Sau đại điện, bên trong nội đường, Mộc Phương tự mình bố trí cấm chế. Tu luyện Mộc hệ áo nghĩa, khí tức dao động trên thân tựa hồ không bình thường, có một cỗ chân khí thiên địa uy áp. Chẳng lẽ Mộc Phương là người của hỗn độn thế giới? Lục Lâm Thiên nhìn Mộc Phương bố trí cấm chế, ánh mắt kinh ngạc. Tránh tai vách mạch rừng, cẩn thận một chút tốt hơn, việc này thật sự quan hệ quá nhiều. Sau khi bố trí xong cấm chế, Mộc Phương phất tay áo, ngồi đối diện Lục Lâm Thiên, bưng chén trà uống một hớp, nói. Ta cũng không nhiều lời, nơi này cũng không có ai khác, Tây Phương trưởng môn cũng biết về Hắc Thủy Ngục Giam. Nghe vậy. Trong lòng Lục Lâm Thiên lột bột một tiếng, lần này hắn vốn định cùng Mạc Kình Thiên đi Hắc Thủy Ngục Giam đâu. Thoáng suy tư, Lục Lâm Thiên liền nói. Biết một ít, nghe đồn đãi Hắc Thủy Ngục Giam là ngục giam của cả vô minh tiểu thiên thế giới, thậm chí là cả vô sắc trung thiên thế giới đều nhốt không ít tù nhân bên trong, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, đã không còn tồn tại, không ai biết nguyên nhân. Mộc Phương nói. Lúc trước tù nhân trong thị hoang thế giới chủ yếu đều là tù nhân của Vạn Thiên Liên Minh cùng Chiến Thiên Liên Minh, ở thật lâu trước kia, trong Hắc Thủy Ngục Giam có một lần bạo động,
lần bạo động kia chính là một lần phản kháng có dự mưu của toàn bộ tù nhân trong ngục lúc đó. Dừng một chút, Mộc Phương tiếp tục nói. Trận chiến ấy kinh thiên động địa, đem toàn bộ ngục giam phá hủy, toàn bộ cường giả chiến thiên liên minh trưởng quản ngục giam đều bị tru diệt, tù nhân cũng liên tục tử thương, cuối cùng tù nhân trưởng khống toàn bộ thị hoang thế giới. Nhưng về sau chiến thiên liên minh cùng vạn thiên liên minh phái ra cường giả tiến vào thị hoang thế giới, tiến hành diệt sát toàn bộ tù nhân, lần đó tử thương vô số, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, cuối cùng tù nhân đều bị hai đại liên minh thanh trừ sạch sẽ. Cũng làm thị hoang thế giới biến thành bộ dáng như bây giờ. Mộc Phương hiểu biết tựa hồ có chút rõ ràng. Lục Lâm Thiên nói. Mộc Phương tiếp tục nói. Kỳ thật chuyện trải qua cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nhưng có biết nhiều hơn người bình thường một ít, nếu ta đoán không sai, bốn đại sơn môn khác cũng biết không ít, họ cũng biết trong trận chiến ấy vạn thiên liên minh cùng chiến thiên liên minh cũng trả giá thảm trọng, cường giả niết bàn cảnh đều vẫn lạc trong thế giới này. Mà những người tu vi niết bàn cảnh đều tới từ thượng thanh đại thế giới, là cường giả niết bàn cảnh tới từ hỗn độn thế giới, thậm chí còn có hai tuyên cổ cảnh cũng không chạy thoát. Cái gì, cường giả niết bàn cảnh đến từ hỗn độn thế giới cũng bị rơi xuống. Còn có hai tuyên cổ cảnh. Lục Lâm Thiên rung động, mặc dù trong thị hoang thế giới có thiên địa uy áp, nhưng đối với người hỗn độn thế giới mà nói không quá nhiều, niết bàn cảnh trong hỗn độn thế giới nếu đi vào thị hoang thế giới, ít nhất vẫn còn thực lực đại đạo cảnh cao giai đỉnh, mà tuyên cổ cảnh cũng có tu vi niết bàn cảnh cao giai đỉnh, thực lực như vậy vẫn bị tử vong ở trong tiểu thiên thế giới, đây tuyệt đối là việc lạ, trong chuyện này nếu nói không có vấn đề không ai tin. Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Lục Lâm Thiên, Mộc Phương cũng không kỳ quái, trầm giọng nói. Nghe nói làm cho niết bàn cảnh cùng tuyên cổ cảnh của vạn thiên liên minh cùng chiến thiên liên minh đều rơi xuống, ngục giam phát sinh bạo loạn lớn nhất, hết thảy vì trong những tù nhân kia xuất hiện một vạn tù chi tôn. Vạn tù chi tôn. Lục Lâm Thiên thì thào, trong lòng thật dao động. Vạn tù chi tôn huyết thiên đế, mọi chuyện xảy ra có quan hệ với vạn tù chi tôn huyết thiên đế. Nghe đồn huyết thiên đế đối chiến với hai tuyên cổ cảnh, cuối cùng ba người ôm nhau cùng chết, trời sụp đất nứt, thế giới hủy diệt, vô số năm qua thị hoang thế giới cũng biến thành bộ dáng như bây giờ. Mộc Phương cảm thán nói. Lục Lâm Thiên nghe tới đây, hoàn toàn chấn động, thực lực của vạn tù chi tôn huyết thiên đế đã khủng bố tới bậc nào, liền hỏi. Mộc Phương, thực lực huyết thiên đế tới tình trạng nào? Nghe nói là niết bàn cảnh sơ giai. Chẳng biết tại sao vạn tù chi tôn ở trong hắc thủy ngục giam còn đột phá cấm chế, siêu việt đại đạo, lập tức niết bàn sống lại, cuối cùng âm thầm cởi bỏ toàn bộ cấm chế cho tù nhân trong ngục giam, mang theo toàn bộ tù nhân bắt đầu phản kháng, nương bằng thực lực niết bàn cảnh sơ giai cuối cùng lại tru diệt đông đảo cường giả niết bàn cảnh của hỗn độn thế giới cùng hai tuyên cổ cảnh, còn kéo theo họ ôm nhau cùng chết. Mộc Phương cảm thán, trong mắt tràn ngập bội phục với vị vạn tù chi tôn huyết thiên đế trong truyền thuyết kia. Vạn tù chi tôn huyết thiên đế, người này tuyệt đối phi thường. Lục Lâm Thiên cũng than thở, lấy tu vi niết bàn cảnh sơ giai tru diệt thật nhiều cường giả của hỗn độn thế giới, cho dù đã bị thiên địa áp chế nhưng hai tuyên cổ cảnh cũng có thực lực niết bàn cảnh cao giai đỉnh, nhưng huyết thiên đế vẫn có thể cùng chết, thực lực đúng là khủng bố tới cực điểm. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên vẻ nghi hoặc, hỏi. Chẳng lẽ vạn tù chi tôn không bị thiên địa uy áp hay sao, nếu hắn cũng bị áp chế? Chỉ có thực lực đại đạo cảnh cao giai mà thôi, làm sao đối kháng tuyên cổ cảnh, làm vậy chẳng phải là quá kinh khủng sao? Mộc Phương liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Cụ thể thế nào ta cũng không rõ, có lẽ huyết thiên đế cũng là người của hỗn độn thế giới, nghe đồn sở dĩ hắn làm được một bước này, là bởi vì trên người hắn có một kiện trọng bảo. Trọng bảo? Lục Lâm Thiên nhíu mày. Đúng vậy, là một kiện trọng bảo. Mộc Phương thoáng dừng lại, trong mắt lửa nóng. Kỳ thật có chút người ở lại trong thị hoang thế giới là vì kiện trọng bảo trong lời đồn kia, bằng không thực lực đã tới trình tự nhất định, cần gì phải ở lại nơi đây, hoàn toàn có thể đi sang thế giới khác, vẫn tốt hơn lưu lại ở đây, hết thảy đều vì kiện trọng bảo kia, theo đồn đãi, đó là một kiện áo nghĩa linh khí. Thông linh bảo khí. Lục Lâm Thiên híp mắt. Có biết tại sao ta phải nói những việc này với ngươi không? Mộc Phương thở sâu một hơi, tựa hồ cố nén kích động trong lòng mình. Lục Lâm Thiên lắc đầu, hắn thật không biết tại sao Mộc Phương nói ra tin tức này, đây là cơ mật tuyệt đối, quan hệ tới thông linh bảo khí, giá trị vô số, chỉ là tin tức như vậy cũng đã là vô giá. Mộc Phương nghiêm túc nói.
bởi vì gần đây hoang vu sa mạc xuất hiện động tĩnh. Nghe đồn Hắc Thủy Ngục Giam nằm trong hoang vu sa mạc. Mí mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, đột nhiên nói. Mộc Phương ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lục Lâm Thiên, nói. Không sai, nghe đồn di chỉ Hắc Thủy Ngục Giam nằm trong hoang vu sa mạc, lúc trước Huyết Thiên Đế cùng cường giả chiến Thiên Liên Minh, Vạn Thiên Liên Minh huyết chiến trong thị hoang thế giới, toàn bộ cường giả đều rơi xuống, mà kiện thông linh bảo khí cuối cùng rơi trong di tích Hắc Thủy Ngục Giam. Tạm dừng một thoáng, Mộc Phương nói tiếp. Ta nhận được tin tức, Linh Thứ Tháp, Nam Thiên Môn, Bắc Đẩu Môn, Đông Tinh Xã, người các đại thương hội đều đã tới Liệt Hỏa Môn, chỉ sợ là tiện đường ghé xem náo nhiệt. Mục đích thực sự của bọn hắn là di tích Hắc Thủy Ngục Giam bên dưới hoang vu sa mạc. Thông linh bảo khí, các thế lực lớn, chỉ sợ lại là một trận đánh nhau ác liệt. Lục Lâm Thiên nhíu mày, thông linh bảo khí hấp dẫn đủ làm người điên cuồng, không ai có thể chống cự sự hấp dẫn này, cho dù cường giả hóa hồng cảnh có biết cũng tuyệt đối điên cuồng chạy tới. Ta cho ngươi biết tất cả chuyện này, là bởi vì Tây Vương Phủ muốn hợp tác với Thất Sát Môn, mà Bắc Đẩu Môn cùng Nam Thiên Môn thường xuyên liên hệ. Lúc trước Bắc Đẩu Môn cùng Nam Thiên Môn muốn đối phó Đông Tinh Xã mới liên hợp Linh Thứ Tháp, mấy năm nay Linh Thứ Tháp cùng Đông Tinh Xã đã có dấu hiệu liên thủ, các đại thương hội trong Vạn Thiên Liên Minh đều có dấu hiệu liên thủ, dù sao họ đều là người của Vạn Thiên Liên Minh. Mộc Phương nói, mà Tây Vương Phủ xưa tay không nhúng tay phân tranh, nhưng lần này không tầm thường, cho nên ta hy vọng liên hợp với Thất Sát Môn, các thế lực lớn liên hợp thành nhiều đội ngũ, hiện tại trong thị hoang thế giới. Cũng chỉ có Thất Sát Môn mới có thực lực tham dự vào bên trong, chúng ta liên thủ cùng nhau đối kháng thế lực khác, mà bảo vật cùng thông linh bảo khí cũng đều tự có linh vật, cuối cùng rơi vào trong tay ai phải xem vận khí của ai, liên thủ hay không chỉ chờ một câu trả lời của Tây Phương trưởng môn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ động, khó trách Mộc Phương không truy cứu sự tình của Vấn Thân Mạc, một phần vì Bảo Châu công chúa, đồng thời cũng vì tặng nhân tình cho Thất Sát Môn, hơn nữa sự hấp dẫn của thông linh bảo khí. Lục Lâm Thiên cũng không có lý do gì cự tuyệt, huống chi hắn đắc tội không ít người, nếu không liên thủ với Tây Vương Phủ, một cây làm chẳng nên non, nơi nơi bị quản chế. Cho nên Lục Lâm Thiên cũng không do dự, nói. Nhận được Mộc Vương xem trọng, vậy sau này xin mời Mộc Vương chiếu cố nhiều hơn. Ha ha! Nhìn Lục Lâm Thiên gật đầu, Mộc Vương cười ha ha nói. Đừng nói là chiếu cố, có bao nhiêu thực lực thì tham dự loại chuyện thế nào? Hôm nay nếu Thất Sát Môn không có thực lực như vậy, ta cũng sẽ không tìm tới, càng không liên thủ, hết thảy bởi vì các vị có thực lực này. Lục Lâm Thiên gật đầu, Mộc Phương cũng là người sảng khoái, có chuyện nói thẳng, nhưng lại hợp với tính tình của Lục Lâm Thiên. Tây Phương trưởng môn, lần này Địa Long, Âm Quỷ cùng đi thôi, người khác không biết, nhưng kẻ sáng suốt đều biết hai người Địa Long cùng Âm Quỷ đối với ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, hai người họ cũng có chút bổn sự. Mang theo có lẽ có tác dụng. Mộc Phương thấp giọng cười nói. Lục Lâm Thiên chỉ cười, Mộc Phương muốn mang theo toàn bộ cường giả Thất Sát Môn, điều này xem như gia tăng thêm hy vọng tầm bảo lần này. Hai người cùng nhau thương lượng kế hoạch, từ Liệt Hỏa Môn đi hoang vu sa mạc cũng có chút khoảng cách, lộ trình cũng phải vài ngày, Lục Lâm Thiên quyết định để Mộc Phương đi trước, mình sẽ đuổi theo sau. Mộc Phương cũng không phản đối, lập tức cùng người Tây Vương Phủ lên đường. Thiên Khu cùng Kim Viên đi tìm Lục Lâm Thiên, báo tin người của Thải Vân Thương Hành cùng Linh Thứ Tháp đã tới, chỉ lưu lại một ngọc giản tin tức, nói là muốn giao cho trưởng môn. Lục Lâm Thiên cầm hai ngọc giản quan sát, hai tin tức là do Ôn Tuấn Hùng cùng An Thi giao lưu lại, Ôn Tuấn Hùng chỉ nói nhanh chóng đuổi tới hoang vu sa mạc, sẽ có trọng bảo xuất thế. Tin tức của An Thi giao cũng tương tự, nói là trong hoang vu sa mạc có di tích Hắc Thủy Ngục Giam xuất thế, nếu đi phải cẩn thận. Bởi vì đối thủ không ít, nàng cũng nói sẽ âm thầm chiếu cố. Trong lòng Lục Lâm Thiên cảm kích, hai người này thật sự xem hắn là bằng hữu, mà trong lòng hắn cũng thừa nhận địa vị của hai người bọn họ. Sau đó Lục Lâm Thiên triệu tập Mạc Kình Thiên, Ma Linh Yêu Nữ, Thất Sát, Âm Quỷ, Địa Long, Kim Viên, cùng nhóm người Viêm Hỏa, báo lại tin tức mà Mộc Vương đã nói về Hắc Thủy Ngục Giam, đồng thời Tây Vương Phủ muốn liên thủ với Thất Sát Môn. Hắc Thủy Ngục Giam. Ánh mắt Âm Quỷ, Thiên Khu cùng Địa Long đều sáng ngời, họ cũng biết chút ít tin tức, nhưng không được nhiều như Hắc Hạc mà thôi. Nhìn dáng vẻ cấm địa hoang vu sa mạc thật sự là di tích của Hắc Thủy Ngục Giam, ta đã phát giác dấu vết có chút rộng, không nghĩ tới thật sự là đã rộng, nếu lấy được thông linh bảo khí thật sự là quá tốt. Trong mắt Mạc Kình Thiên hiện lên vẻ nóng cháy.
việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi, người các đại sơn môn đang cấp tốc chạy tới, chúng ta không nên lạc hậu mới tốt. Lục Lâm Thiên nói, nhưng chúng ta còn phải an bài mọi việc mới được. Ngươi lại muốn đánh chủ ý gì, nếu ngươi lấy được thông linh bảo khí trong thị hoang thế giới, xem như ngươi đúng là có vận khí. Ma linh yêu nữ trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Thiên khu thoáng do dự, nói. Trưởng môn, mặc dù nói là chúng ta liên thủ, nhưng năm đại thế lực cùng các đại thương hội đều có mặt, nói không chừng còn sẽ có cường giả lánh đời chạy nạn xuất hiện cũng không nhất định. Nhiều người như vậy, mặc dù thực lực chúng ta không kém, nhưng so sánh cũng không quá mạnh mẽ, huống chi kẻ đối đầu của chúng ta cũng không ít, tới lúc đó có lẽ sẽ gặp không ít phiền toái, muốn tranh giành với các thế lực lớn, thật quá khó khăn. Lục Lâm Thiên nhìn ma linh yêu nữ cùng thiên khu, nói. Chính vì như vậy chúng ta phải có an bài mới được, ta tin tưởng chỉ cần đối đầu của chúng ta đều có mặt, bọn hắn cũng không rảnh bận tâm chúng ta. Mạc Kình Thiên nghe vậy, nhất thời nổi lên hứng thú, hỏi. Ngươi định làm như thế nào? Thông linh bảo khí, ta tin tưởng bất luận kẻ nào trong thị hoang thế giới cũng hứng thú, dù sao đã có không ít người tới đó, vậy thêm nhiều nữa lại có sao đâu, bọn hắn sợ nhiều người, nhưng chúng ta không sợ, nhiều người mới dễ dàng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lục Lâm Thiên cười quỷ dị nói. Siêu. Hoàng hồn, bên trong liệt hỏa thành, một tòa giá khôi lỗi quái dị tinh xảo lướt qua giữa không trung, lập tức biến mất cuối chân trời xa xa. Bên trong liệt hỏa thành, không biết là ai truyền ra tin tức, nói trong hoang vu sa mạc xuất hiện di tích hắc thủy ngục giam, bên trong có trọng bảo, rất có thể còn là thông linh bảo khí. Tin tức này một khi truyền ra, nhất thời giống như trận gió lốc thổi quét khuếch tán, còn bạo phát hơn tin tức Tây Phương Cầu Bại đánh bại Thất Kiếm, người nghe tin liền lập tức khởi hành chạy tới hoang vu sa mạc, từng tòa giá khôi lỗi cấp tốc rời khỏi liệt hỏa thành, không có tòa giá cũng phải liều mạng chạy đi. Hoang vu sa mạc, tận sâu trong thị hoang thế giới, nơi này diện tích vô hạn vô biên, một mảnh hoang tàn, bình thường không hề có loài chim bay qua, bách thú không hiện, nơi nơi một mảnh tĩnh mịch. Ngẫu nhiên còn có cuồng phong thổi quét, bão cát tung hoành, có đôi khi nhìn thấy thật nhiều xương trắng, sát khí viễn cổ tràn ngập khắp nơi. Nhưng bên trong sa mạc tử tịch kia, gần đây không biết vì sao lại có không ít dấu chân, có không ít chân khí từng tồn tại đi qua. Bên trong thiểm điện chính là đoàn người của Lục Lâm Thiên đang cấp tốc chạy đi. Lần này Lục Lâm Thiên cũng không mang theo nhiều người, thực lực thấp đi theo chỉ vô dụng, bởi vậy cũng chỉ có Kim Viên, Âm Minh Dạ Xoa, Âm Quỷ, Địa Long, Tam Thú Tướng, Phong Đô Tam Hồn, Vấn Thân Mạc, Thất Sát, còn có Thất Kiếm, về phần nhóm người Viêm Hỏa cùng Bạch Kinh Đường, toàn bộ đều lưu lại trong liệt hỏa thành, bởi vì Thất Sát môn còn có không ít sự tình cần người đi làm, không thể toàn bộ cùng đi. Ngoài ra còn có Mạc Kình Thiên, Ma Linh Yêu Nữ, Phong Vân Tam Bàn cùng Hổ Sơn 4 người, đội hình cũng hơn 20 người, đều có tu vi thông thiên cảnh trở lên. Siêu siêu, hơn 20 thân ảnh nhảy ra khỏi tòa giá, rơi xuống hoang vu sa mạc. Đây là hoang vu sa mạc sao? Lục Lâm Thiên quan sát sa mạc mênh mông vô bờ lại tĩnh mịch, nơi nơi không một ngọn cỏ, trong không gian còn có sát khí mơ hồ, nếu không có đại hồn anh thật khó nhìn ra. Địa phương phía trước ta đã biết, đã không còn cần dùng người này, tính toán xử trí thế nào? Mạc Kình Thiên sách hắc hạc hỏi. Giao cho ta đi. Lục Lâm Thiên đương nhiên không bỏ qua một đại đạo cảnh sơ giai, tử kim hào quang chợt lóe, đã thu hắc hạc vào tử lôi huyền đỉnh, hiện tại hắn không thời gian cắn nuốt người này. Chúng ta hẳn đã sắp tới trung ương, phía trước là địa phương kia. Mạc Kình Thiên nói. Đó là cái gì? Ma linh yêu nữ nhìn chăm chú về phía trước, chân trời bắt đầu tối xuống, mây đen áp đỉnh, không gian một mảnh tăm tối lan tràn. Oanh long! Lời của nàng vừa dứt, mặt đất đột nhiên run lên, cát vàng tung bay, không ngừng chao đảo. Âm quỷ nhìn chăm chú về phía trước, đột nhiên sắc mặt đại biến, nói. Vận khí của chúng ta thật tốt quá, không ngờ gặp được cuồng sa phong bạo trăm năm khó gặp, thứ này cũng không biết là loại gió gì. Tu vi ngộ chân cảnh cũng khó thể đối kháng, hơn nữa khó khăn nhất là bao trùm trời đất, dễ dàng mê hoặc tầm mắt, cách trở linh hồn lực, cũng không biết sẽ thổi bao lâu, chúng ta nhiều người, nếu bị thổi tan thật sự phiền toái. Không còn kịp né tránh, cũng tránh không thoát, nếu bị thổi tan thì đi tới phía trước tụ lại, đều cẩn thận một chút, tận lực đừng bị thổi tan. Mạc Kình Thiên cũng biến sắc. Ngay khi lời của Mạc Kình Thiên vừa dứt, cuồng phong gào thét, xen lẫn năng lượng phong bạo.
mơ hồ còn mang theo sát khí ảnh hưởng linh hồn, cát vàng bao trùm trời đất bị cuồng phong thổi quét thành phong bạo, như sóng to gió lớn ập tới. Đều cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên cũng hét lớn một tiếng, năng lượng thổ hệ hùng hậu thổi quét lan ra, không gian ngưng tụ, nhất thời đem thân hình cố định giữa không trung. Ngươi cũng phải cẩn thận. Ma linh yêu nữ kiều quát một tiếng, ngón tay ngọc phung lên, một đạo quang quyển vô hình đem thân hình uyển chuyển bao phủ bên trong. Mọi người lập tức thi triển thủ đoạn đem thân thể củng cố giữa không trung, chứng kiến phong bạo như sóng thần thổi tới, ai cũng hít sâu một hơi lạnh. Hô hô, cát vàng bao trùm đầy trời cuốn tới, mỗi hạt cát cuốn theo gió lốc cường bạo đủ xuyên thủng tu vi phá giới cảnh, mà tu vi ngộ chân cảnh cũng khó thể đối kháng. Cát vàng bao phủ đánh tới, không gian biến thành một mảnh tối đen, tâm thần cũng không thể nhìn xa, cát vàng đầy trời gào thét lướt đi qua, dù ngăn cản thế nào thân hình cũng bị thổi lui về phía sau. Tất cả mọi người cẩn thận, ổn định. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, thanh âm xen lẫn trong cuồng sa phong bạo cũng không cách nào lan xa. Cuồng sa thổi quét không biết bao lâu, Lục Lâm Thiên còn có thể đối kháng được phong bạo, chẳng qua thân hình nửa bước khó đi, nếu không phải toàn lực chống đỡ, thân hình còn tiếp tục thổi lui. Đây rốt cục là loại gió lốc gì, không ngờ kinh khủng như vậy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, không biết cuồng sa phong bạo cần thổi bao lâu, sát khí hỗn loạn ảnh hưởng linh hồn, lực lượng cuồng bạo vặn vẹo không gian, mà cát vàng còn có lực lượng xuyên thủng cả không gian. Bên trong cuồng sa phong bạo một mảnh tối đen, Lục Lâm Thiên cũng không biết những người bên cạnh như thế nào, hai canh giờ sau, nguyên bản hắn còn cảm giác được dấu vết của mọi người, nhưng dần dần đã bị đánh sơ xác không còn tung tích. Lục Lâm Thiên cũng không quá lo lắng, với thực lực của bọn họ cũng sẽ không gặp nguy hiểm, với tu vi thông thiên cảnh đều có thể tự bảo vệ mình. Hình như có người. Bên trong không gian tối đen, có hai luồng năng lượng màu đỏ cùng màu lam lóe ra, khi hai thân ảnh sắp tới trước mắt Lục Lâm Thiên mới phát hiện, mà Lục Lâm Thiên thi triển thổ hệ áo nghĩa khiến không gian cô đọng rất nặng, cát vàng đều bị ảnh hưởng, bởi vậy người kia cũng phát hiện Lục Lâm Thiên tồn tại, thân ảnh thừa cơ lui ra sau một ít. Hai người đều có thể mơ hồ chứng kiến đối phương. Tây phương cầu bại, đúng là thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không môn ngươi lại vào, ta muốn xem hôm nay ngươi còn có ngoại lực để mượn nữa hay không. Một người vừa nhìn thấy Lục Lâm Thiên, ánh mắt thoáng kinh ngạc lẫn băn khoăn, nháy mắt liền trầm xuống, năng lượng xích hồng sắc bộc phát, khí thế đột nhiên trào ra. Hỏa hổ. Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn, một người lại là hỏa hổ, người còn lại có chút xa lạ. Khoảng 60 tuổi, thân mặc trường y, toàn thân lan tràn thủy hệ áo nghĩa, ngăn cản cuồng sa phong bạo quanh người. Người tới đúng là hỏa hổ, lần trước hắn nhìn thấy Lục Lâm Thiên đối chiến thất kiếm thắng lợi, hơn nữa Điêu Thiện Hàn cũng trọng thương, vì vậy có chút e ngại Lục Lâm Thiên, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh mình còn có một người đi cùng, ánh mắt biến thành âm trầm, lớn tiếng nói. Thiên Hàn trưởng lão, trên người Tây Phương cầu bại có áo nghĩa thần khí, hai chúng ta liên thủ đủ đánh chết hắn. Trong cuồng sa phong bạo này, hắn căn bản trốn không thoát. Một kiện áo nghĩa linh khí cũng làm lão giả kia ánh mắt sáng ngời, lập tức cắn răng nói. Được, vậy liên thủ chu diệt người này. Tây phương cầu bại, đây chính là người đưa tới cửa, hôm nay người có chạy đằng trời. Đôi mắt hỏa hổ đỏ đậm, hận Tây phương cầu bại thấu xương, bởi vì người này hủy diệt hết thảy của hắn, hắn làm sao có thể buông tha, thanh âm vừa rơi xuống hỏa hệ nguyên lực cuồng bạo lan tràn. Cả không gian run lên, cuồng sa phong bạo cũng bị đình trệ, chân khí nóng cháy thổi quét, nhất thời không gian nóng rực, thậm chí cát vàng cũng bị nhiễm thành đỏ đậm. Đi chết đi! Hỏa hổ dẫm hư không, thân ảnh bay tới, hỏa hệ nguyên lực ngưng tụ thành trưởng ấn nóng cháy, vỗ thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Nhìn xem rốt cục là ai đưa tới cửa. Lục Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, thổ hệ áo nghĩa lan tràn, một đạo hoàng mang quyền ấn trống rỗng xuất hiện, như vẫn thạch nện xuống. Hung hăng va chạm cùng trưởng ấn. Oanh! Trưởng quyền chạm nhau, phát ra năng lượng phong bạo khủng bố, cuồng sa phong bạo xung quanh bị kình khí năng lượng chấn vỡ nát. Hừ! Hỏa hổ bị đẩy lui, bước chân lảo đảo, cổ họng truyền ra thanh âm trầm đỡ Upsilon, C, một chiêu đã có hại, chỉ 3 tháng thương thế của hắn cũng tốt hơn không ít, nhưng chỉ một chiêu liền bị áp chế làm ánh mắt hắn hiện vẻ khiếp sợ. Tại sao thực lực mạnh nhiều như vậy? Hỏa hổ thật sự không thể tưởng tượng, cho dù Tây Phương cầu bại đã đột phá thông thiên cảnh cao giai, nhưng thực lực sao lại khủng bố như thế, chỉ sợ có thể đối kháng với đại đạo cảnh sơ giai. Thủy khốn thiên địa. Cùng một thời gian,
lão giả công kích tới, thủy hệ thổi quét thẩm thấu vào cuồng sa phong bạo, dùng phương thức thật tinh tế dung hợp cùng cuồng sa phong bạo, lập tức như nham tương đất cát cuốn tới chỗ Lục Lâm Thiên từ khắp bốn phương tám hướng. Tu vi đại đạo cảnh. Lục Lâm Thiên nhíu mày, tu vi người này cao hơn hỏa hổ, chẳng qua thực lực bị áp chế, nhưng thi triển áo nghĩa vẫn tinh diệu hơn hỏa hổ không ít. Người cũng cút ngay cho ta đi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, nếu ở trung thiên thế giới hắn không làm gì được hai người, nhưng nơi này là tiểu thiên thế giới, vậy thì khác hẳn, hỏa hổ nhất định phải chết, lần trước hắn may mắn đào thoát, lần này Lục Lâm Thiên không có ý định buông tha, sát ý tràn ra, không gian xung quanh càng thêm vặn vẹo. Linh võ quyết. Một đạo quyền ấn hung hăng đánh ra, va chạm vào cát đá nham tương ập tới, quyền ấn cùng cát đá cùng tan, nhưng một đạo tàn ảnh quyền ấn trực tiếp lướt ra oanh kích lên người lão giả, linh hồn công kích cuồn cuộn nháy mắt phóng thích. Muốn chết! Lục Lâm Thiên quát lớn một tiếng, thừa dịp lão giả còn bị linh hồn công kích ảnh hưởng, lại một đạo quyền ấn áp bạo không gian, hung hăng nện lên lồng ngực lão giả. Oanh! Một thanh âm trầm đỡ upsilon, C truyền tới, cự lực truyền xuống. Lồng ngực lão giả bị nện trúng, phun ra máu tươi, chỉ sợ xương sườn trước ngực đã bị nện nát. Cùng một thời gian, một đạo quyền ấn nóng cháy oanh thẳng về hướng bên hông Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh lùng, không hề có ý tứ ngăn cản, đột nhiên thân hình uốn éo, trên mặt lộ vẻ tàn nhẫn, làm cho một quyền kia đánh vào bụng. Tây phương cầu bại, ngươi chết đi. Ánh mắt hỏa hổ cười lạnh, nhưng kết quả làm hắn kinh ngạc. Bởi vì một quyền kia theo hắn nghĩ có thể làm đối thủ không chết cũng trọng thương, nhưng Tây Phương cầu bại lại không có việc gì. Quản lý. Nhìn xem ai chết. Trong tích tắc, một đạo tử kim lôi đình như nộ long tràn ra. Chỉ thoáng chốc tử kim lôi đình đã rơi xuống trên đầu hỏa hổ, lúc này hắn còn chưa kịp thu liễm nụ cười lạnh trên mặt mình. Không xong. Đồng tử hỏa hổ co rụt lại, chân khí lôi đình hủy diệt kia khiến linh hồn hắn run rẩy. Một cỗ khí tức tử vong đang tới gần. Phanh! Lôi đình hủy diệt hạ xuống, đầu của hỏa hổ trực tiếp tạc vỡ, tử kim điện mang trào ra, thân hình hắn nứt vụn từng khúc, huyết vụ tuôn đầy trời cao. Hưu! Cùng một thời gian, một đạo lưu quang đột nhiên lướt ra, chính là linh hồn phân thân hỏa hổ nháy mắt bỏ chạy. Hô! Giờ phút này không biết là đúng dịp hay bị điều gì ảnh hưởng, cuồng sa phong bạo rốt cục gào thét dừng lại. Cát vàng đầy trời trút xuống giữa không trung, không gian tối đen phát sáng, hết thảy yên tĩnh trở lại. Tây phương cầu bại, dám hủy bản thể của ta sẽ không bỏ qua ngươi, hỏa hổ này thề tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Giữa không trung truyền ra thanh âm tiếng hét thê lương của hỏa hổ, thanh âm rít gào thê thảm lẫn âm lệ, lập tức linh hồn phân thân cũng không dám dừng lại, thừa dịp cuồng sa phong bạo dừng lại cấp tốc phá không mà chạy. Chỉ còn lại linh hồn phân thân. Hỏa hổ rốt cục không còn gì để mất, bản thể bị giết, hết thảy của hắn đã chân chính hủy diệt không còn sót lại chút gì. Hỏa hổ tuyệt đối không ngờ chỉ mới hai chiêu, còn là hai người vây công nhưng lại bị tổn thất bản thể, hậu quả nghiêm trọng hơn cả tổn thất linh hồn phân thân. Sớm biết sẽ là kết quả này, sớm biết thực lực Tây Phương cầu bại tới trình độ đó, hắn làm sao dám trêu chọc người kia, trực tiếp đào vong chối chết còn không kịp. Lục Lâm Thiên nhìn thấy linh hồn phân thân của hỏa hổ bỏ chạy, ánh mắt trầm xuống, liếc nhìn lão giả bị oanh rơi trong cát vàng, người này vết thương chồng chất, đang dậm chân, không gian xung quanh uốn éo, cấp tốc bỏ chạy ngược hướng với hỏa hổ. Hừ, người đừng mong chạy trốn. Lục Lâm Thiên đã khởi lên sát ý, hai người này muốn động thủ với hắn, tuyệt đối không thể lưu, hỏa hổ chỉ còn lại linh hồn phân thân, uy hiếp nhỏ hơn lão giả kia không ít. Bởi vậy mục tiêu đầu tiên của Lục Lâm Thiên là lão giả kia, lập tức thi triển không gian áo nghĩa, thân ảnh cấp tốc đuổi theo. Hưu, thân hình Lục Lâm Thiên trực tiếp xuyên qua không gian, vài lần chớp động đã đuổi tới phía sau. Không gian áo nghĩa, cảm giác được chân khí của Lục Lâm Thiên, lão giả đột nhiên xoay người. Tây phương cầu bại, ngươi rốt cục muốn thế nào? Ngươi muốn giết ta, ngươi đoán ta muốn thế nào? Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Chỉ còn cách lão giả chưa đầy trăm thước. Ngươi dám, Tây Phương cầu bại, ta là người tụ phẩm lâu, ngươi dám giết ta, tụ phẩm lâu tuyệt đối không bỏ qua ngươi, chỉ là một thất sát môn nho nhỏ, căn bản không có tư cách đối kháng tụ phẩm lâu. Lúc này trong lòng lão giả thậm chí không còn dám đối kháng, hắn thật sự nghĩ không ra với thực lực của mình, vì sao không thể đánh lại người tu vi thông thiên cao giai mà thôi. Tụ phẩm lâu sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên càng thêm âm trầm.
lạnh băng nói. Không cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi phải chết. Thật to gan, người tụ phẩm lâu ngươi cũng dám động, hôm nay ngươi dám động, ta sẽ cho ngươi vạn kiếp bất phục. Trên bầu trời tràn ngập cát vàng, đột nhiên truyền tới tiếng quát cuồn cuộn, thanh âm xuyên thấu không gian, nhưng là dùng linh hồn lực truyền âm tới, người còn chưa đi qua, nhưng tuyệt đối ở cách đây không xa. Có viện thủ. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, ánh mắt hiện hàn ý, tụ phẩm lâu đã sớm trợ giúp liệt hỏa môn đối phó mình, lần này còn có người muốn động thủ với mình, cho dù mình không giết người này, người tụ phẩm lâu có cơ hội tuyệt đối cũng không khách khí với mình. Cho nên, người này tuyệt đối không thể lưu, không giết chờ mình có thêm đối thủ, giết chết, xem như chặt bớt móng vuốt của đối phương. Bất kể như thế nào, lão gia hỏa này chết chắc rồi, dám động thủ với ta, vậy phải trả giá thật nhiều. Chỉ thoáng chốc Lục Lâm Thiên đã làm ra quyết định, người này tuyệt đối không thể lưu, vừa dứt lời, toàn thân mang theo linh hồn lực cuồn cuộn thổi quét, một bộ thanh bạch khải giáp lập tức bao trùm thân thể. Đi chết đi! Tay phải Lục Lâm Thiên run lên, một thanh đoản kiếm bí văn bắn ra. Ngao! Song kiếm bắn ra, tiếng long ngâm vang vọng không gian, hai thanh đoản kiếm phá không bay tới sau lưng lão giả, sắc mặt lão giả hoảng hốt, cấp tốc ngăn cản. Dùng toàn lực cũng chỉ vừa vặn tránh được hai thanh đoản kiếm. Nhưng ngay lúc này một thanh trường kiếm đã phá không xuất hiện trước mặt của hắn, long uy lập tức hàng lâm không trung. Oanh long! Uy thế linh hồn cuồn cuộn, cả không gian động lại, gió dục mây vần, mũi kiếm tựa như hư ảnh long đầu dữ tợn rít gào, mở to miệng rộng muốn cắn tới. Hiu! Trường kiếm trực tiếp xuyên thủng ấn đường lão giả. Uy thế linh hồn cuồn cuộn thậm chí làm cho linh hồn phân thân cùng hồn anh của lão giả cũng không kịp thoát ra, thân hình đã phá nát thành từng khúc. Thiên Hàn. Một thanh âm tiếng quát chói tai từ xa vang vọng, một thân ảnh phá không xuất hiện giữa không trung, tận mắt chứng kiến một đoàn huyết phụ tuôn tràn giữa không trung. Hiu hiu. Tam kiếm quay trở về, Lục Lâm Thiên nhìn qua cẩm bào hán tử vẻ mặt âm trầm, khoảng hơn 30 tuổi, khí tức dị thường cường hãn. Người này vừa xuất hiện thiên địa năng lượng lập tức biến hóa. Đại đạo cảnh trung giai, tu luyện linh hồn áo nghĩa. Nhìn người kia, Lục Lâm Thiên không khỏi cau mày, người này mang khí tức đại đạo cảnh trung giai, nhưng lại có chút không giống lắm. Người chính là Tây Phương Cầu Bại, dám giết người tụ phẩm lâu, người nhất định phải bị nghiền xương thành tro. Cẩm bào hán tử khẽ động, ánh mắt lập tức dừng lại trên long hồn kiếm giáp, sắc mặt đại biến, trong mắt tràn ngập thần sắc nóng cháy. Sắc mặt Lục Lâm Thiên biến hóa, nói. Đại đạo cảnh trung giai, ngươi tới từ hỗn độn thế giới. Cẩm bào hán tử lạnh lùng nói. Đáp đúng, ta tới từ thượng thanh đại thế giới, cũng là một trong 3000 hỗn độn thế giới, ở trong tiểu thiên thế giới ta sẽ không bị áp chế, cho nên hôm nay nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro, nhớ kỹ, ta gọi là Linh Đốn. Dứt lời, nguyên lực tràn ra, trong mắt Linh Đốn tràn ngập sát ý, không gian vặn vẹo. Năng lượng cuồn cuộn đáng sợ đột nhiên tràn ngập, một cỗ linh hồn năng lượng thổi quét về hướng Lục Lâm Thiên. Hiu hiu. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng lại, năm thanh trường kiếm bắn ra. Ngao. Tiếng long ngâm vang lên, mang theo khí thế linh hồn sắc bén, chỉ một thoáng năm thanh trường kiếm hóa thành năm đầu hư ảnh cự long khổng lồ, dữ tợn rít gào trực tiếp bức xé thế công linh hồn, đột nhiên đánh về hướng cẩm bào hán tử. Không hổ là áo nghĩa linh khí. Linh Đốn càng thêm nóng cháy, trong tay hắn hiện ra một kiện linh khí dược đỉnh, bí văn quanh quẩn, chân khí nóng cháy tràn ngập, rõ ràng là một kiện tiên thiên linh khí bất phàm, nhưng trên linh khí lại tràn ngập cỗ chân khí tà ác khởi động, thổi quét khuếch tán. Đi! Thủ ấn biến hóa, Linh Đốn thúc giục dược đỉnh, một ngọn lửa tà ác trào ra, giống như u minh quỷ hoạt, nhiệt độ nóng cháy mang theo chân khí âm hàn bao vây năm đầu cự long, trực tiếp bao phủ năm đầu hư ảnh. Bên trong ngọn lửa lập tức xuất hiện năm đạo hư ảnh hình người thật lớn, năng lượng linh hồn phóng thích, hư ảnh giống như linh hồn phân thân hoặc là hồn anh ngưng tụ, mang theo chân khí thật tà ác. Phanh 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 phanh. Năm hư ảnh hình người đánh xuống một trường, hung hăng đánh lên năm đầu hư ảnh cự long, chụp vỡ hư ảnh, năm thanh trường kiếm hiển lộ tê minh thật lớn. Phốc. Hư ảnh cự long bị đánh vỡ, Lục Lâm Thiên lập tức phun máu tươi, linh hồn cũng bị ảnh hưởng. Nhưng năm hư ảnh hình người cũng bị dư kình chấn vỡ, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, làm sắc mặt Linh Đốn hiện vẻ đau lòng, tựa hồ hư ảnh hình người cũng vô cùng trọng yếu đối với hắn. Người hỗn độn thế giới không bị thiên địa áp chế. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trở nên ngưng trọng,
thực lực linh đốn khủng bố, nếu là đại đạo cảnh sơ giai hắn còn có thể đối kháng, nhưng với trung giai hắn vẫn còn kém hơn một ít. Áo nghĩa linh khí nằm trong tay của ngươi, quả thật là phung phí của trời. Linh đốn bay tới, trong mắt tràn ngập sát ý. Thập phương vũ trụ ấn. Không gian đột nhiên hôn ám, từng khe không gian tối đen lan tràn giữa không trung. Ngay lập tức một đạo trưởng ấn ngưng tụ trực tiếp đánh thẳng về hướng linh đốn. Oanh! Trưởng ấn đi qua, không gian vặn vẹo sụp đổ, cát vàng vũ động đầy trời, sa mạc mở mang nứt vỡ thành khe rãnh thật lớn, lan tràn ra chân khí hủy diệt. Tà hồn ấn! Sắc mặt linh đốn co rúm lại, ánh mắt biến thành ngưng trọng, không dám có chút khinh thường, đột nhiên ngưng tụ một đạo thủ ấn, hai đạo thủ ấn chồng lên nhau, năng lượng cuồn cuộn thổi quét thiên địa, khe không gian hiển lộ, bao phủ khắp cả phiến không gian. Đặng đặng, thân hình linh đốn lập tức lảo đảo chấn lùi mấy bước, mà thân thể Lục Lâm Thiên cũng bị đánh bay ra sau. Tụ phẩm lâu, ta nhớ kỹ. Thân hình Lục Lâm Thiên bay ngược ra sau, dựa thế xé mở không gian, năm thanh trường kiếm thu liếm, thân ảnh nháy mắt phá không mà đi. Trốn chỗ nào, người không chạy thoát được đâu. Linh đốn xé mở không gian đang muốn đuổi theo. Răng rắc. Chẳng qua ngay lúc linh đốn định đuổi theo Lục Lâm Thiên, không gian trước mặt đột nhiên nứt nẻ lộ ra vô số khe không gian, giống như không gian đao nhận bay về Upsilon T tới. Không gian áo nghĩa chết tiệt, đồ khốn. Linh đốn mắng to một tiếng, thân ảnh cấp tốc thối lui, từng khe không gian lập tức nứt vụn. Phanh phanh, thanh âm trầm đỡ Upsilon, C vang lên, không gian tạc vỡ, mà bên trong sa mạc đã không còn dấu vết chân khí của Lục Lâm Thiên. Linh đốn khẽ động, linh khí dược đỉnh quay về trong ấn đường, sắc mặt tức giận đỏ lên, hắn cũng không tu luyện không gian áo nghĩa, mà tu luyện không gian áo nghĩa muốn chạy trốn cho dù thực lực của hắn mạnh hơn cũng khó mà truy đuổi kịp. Siêu siêu, không ít thanh âm xé gió chợt vang lên, thật nhiều thân ảnh rơi xuống, một trung niên hỏi. Linh đốn đại nhân, Thiên Hàn trưởng lão đâu, đã tru sát được Tây Phương Cầu Bại hay chưa? Thiên Hàn bị Tây Phương Cầu Bại giết chết, hắn thi triển không gian áo nghĩa bỏ chạy. Linh đốn nghiến răng nghiến lợi nói. Dám giết người tụ phẩm lâu, tuyệt đối không thể buông tha cho hắn. Không ít người nghe vậy run lên, trong mắt lộ lãnh ý. Linh đốn, vừa rồi có phải ngươi đã giao thủ với Tây Phương Cầu Bại hay không, người đâu? Giữa không trung lại có vài đạo thân ảnh lướt tới, là ba người, ba cỗ chân khí cuồn cuộn áp xuống, khiến nguyên lực những người khác đình trệ, sắc mặt tái nhợt. Lưu Duẫn, Thổ Phong, Tô Phong, vì áo nghĩa linh khí, tốc độ các người thật nhanh. Linh đốn nhìn nhóm người kia, trong mắt thoáng động. Linh đốn, Tây Phương Cầu Bại làm tứ đại thương hành chúng ta tổn thất không ít, nhất định phải trừ diệt, mà linh khí áo nghĩa chỉ người hữu duyên mới có được. Nếu ngươi không cách nào làm gì, chúng ta chỉ có thể liên thủ. Một trung niên âm trầm đứng bên trái nói. Tây Phương Cầu Bại luyện không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, còn có thời gian áo nghĩa, vừa mới chạy thoát. Linh đốn chỉ theo phương hướng Lục Lâm Thiên bỏ chạy nói. Nhưng hắn hẳn đã bị thương. Không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, còn có thời gian áo nghĩa. Nghe vậy sắc mặt ba người trầm xuống, một trung niên nói. Hắn không chạy thoát được đâu, đi theo ta. Dứt lời, không gian áo nghĩa phóng thích, hắn xé mở khe không gian, lao vào bên trong, mà hai người còn lại cũng đi theo vào. Ta đuổi theo giết Tây Phương Cầu Bại, những người khác đi tìm di tích Hắc Thủy Ngục Giam, nếu tìm được thì dùng ngọc giản tin tức cho ta biết. Linh đốn nói xong, vội vàng lao vào khe không gian, thân ảnh bốn người nháy mắt biến mất giữa không trung. Tây Phương Cầu Bại chết chắc rồi, hắn có chạy đằng trời. Đợi cuồng sa phong bạo thổi qua, chúng ta đi tìm di tích Hắc Thủy Ngục Giam. Một trung niên hừ lạnh một tiếng, lập tức mang theo đoàn người rời đi. Siêu! Nơi nơi đều là đồi núi sa mạc liên miên, cuồng sa phong bạo vừa đi qua, khắp nơi là một mảnh hỗn độn, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuyên qua giữa không trung, khóe môi còn ứa máu. Thực lực còn chưa đủ a, không thể đối kháng đại đạo cảnh trung giai chân chính. Lục Lâm Thiên lau vết máu trên miệng. Long hồn kiếm giáp run lên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng lại, vừa rồi đối chiến cũng giúp hắn biết được trình tự thực lực của mình, dù nhờ vào long hồn kiếm giáp cũng khó thể đối chiến với đại đạo cảnh trung giai chân chính, huống chi người kia còn tới từ hỗn độn thế giới. Gì? Ngay lúc này, không trung phía sau chợt dao động, từng luồng chân khí cuồn cuộn tràn ngập trời cao, còn có một đạo chân khí quen thuộc. 4.
còn có người biết không gian áo nghĩa. Thần sắc Lục Lâm Thiên trầm xuống, lại xé rách không gian rời đi. Vừa rồi còn ở nơi này, hẳn đã phát hiện chúng ta nên lại chạy thoát, mau đuổi theo. Ngay lúc Lục Lâm Thiên vừa biến mất, bốn người linh đốn phá không bay ra, tên trung niên lại xé rách không gian đuổi theo. Bên trong sa mạc mở mang hoang vu, nơi đó có một dãy núi nham thạch khổng lồ, trên núi không có ngọn cỏ, vách núi thẳng đứng, cát vàng bao trùm, chung quanh một mảnh hoang tàn. Siêu! Một thân ảnh cấp tốc rơi xuống một ngọn núi, sắc mặt tái nhợt, chính là Lục Lâm Thiên. Vừa rồi giao thủ hắn đã bị thương, hơn nữa còn bị linh đốn đánh thương, liên tục chạy trốn làm cho hắn có chút không chịu nổi. Tây Phương Cầu bại, người chạy thoát một ngày đêm, hiện tại trốn không thoát. Bốn thân ảnh đồng thời phá không bay ra, vây quanh bốn phía Lục Lâm Thiên, bốn đạo ánh mắt âm hàn bắn ra, vô cùng tức giận, bọn hắn truy theo suốt một ngày đêm, lúc này mới đuổi kịp. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn quanh, ngoại trừ linh đốn ba người còn lại đều là đại đạo cảnh trung giai. Sau một ngày đêm truy đuổi, Lục Lâm Thiên từ những tiếng rít gào biết được ba người khác là Kỳ Phong Thương Hành Thổ Phong, Linh Thiên Thương Hành Lưu Duẫn cùng Tô Phong cũng thuộc tứ đại thương hành. Thực lực ba người này ở trong thị hoang thế giới cũng không bị áp chế, nhưng Lục Lâm Thiên có thể rõ ràng cảm giác được tuy ba người có thực lực đại đạo cảnh trung giai, nhưng khí tức có chút khác với linh đốn. Khí tức của linh đốn rõ ràng là người của hỗn độn thế giới, mà ba người kia tuy cũng có một chút nhưng yếu nhược không ít, lại có chỗ tương tự như Điêu Thiện Hàn. Linh đốn trầm giọng nói. Tây Phương Cầu bại, người có chắp cánh cũng khó thoát khỏi, giao ra áo nghĩa linh khí, ta lưu ngươi được toàn thây. Linh đốn, người muốn chiếm lấy áo nghĩa linh khí hay sao, trước tiên giết người này rồi nói sau, đừng cho hắn tiếp tục chạy thoát, mà người hữu duyên mới lấy được áo nghĩa linh khí. Ba người còn lại ánh mắt tham lam nhìn Long Hồn Kiếm Giáp, càng lúc càng có vẻ điên cuồng. Vậy trước tiên giết hắn. Linh đốn trầm xuống, trong mắt hiện tia khinh thường, đột nhiên dậm mạnh một cước, cả ngọn núi khổng lồ run lên, vô số cát vàng bạo vỡ ngã nhào, thân ảnh lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Cách không vỗ xuống một trường. Không bại lộ thân phận, giao thủ bị trói chân trói tay, thực lực đại tổn, nếu bại lộ thân phận, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, an bài trước kia hóa thành hư ảo. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, thân ảnh cấp tốc biến mất. Oanh! Một trường giáng xuống đánh vỡ cả một ngọn núi. Trốn không thoát. Ánh mắt Lưu Duẫn lộ vẻ cười lạnh, một đạo trường ấn đột nhiên oanh ra, quyền ấn lại hình thành, tiếng phanh phanh vang vọng khắp bầu trời. Oanh! Một quyền oanh kích, không gian tạc vỡ, thân ảnh Lục Lâm Thiên hóa thành lưu quang lao ra. Chờ ngươi thật lâu, chỉ một thông thiên cảnh nho nhỏ, thiên phú bất phàm, còn có áo nghĩa linh khí, có thể chết trong tay bốn chúng ta xem như là phần số của ngươi. Thổ phong hóa thành cầu vồng phóng về phía Lục Lâm Thiên. Oanh! Nháy mắt hắn đã xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, một đạo quyền ấn trực tiếp đánh vỡ không gian trước mặt, hung hăng giáng vào ngực Lục Lâm Thiên. Không gian lung lay sụp đổ, tu vi đại đạo cảnh trung giai ra tay, đủ làm không gian tiểu thế giới hỗn loạn, đây cũng là nguyên nhân thiên địa áp chế các sinh linh thế giới khác đi vào. Nhất định phải nghĩ biện pháp bứt ra, không thể tiếp tục như vậy, chỉ có thể liều mạng. Lục Lâm Thiên không lùi mà tiến tới, mạnh mẽ đối kháng. Oanh! Đất rung núi chuyển, một quyền hung hăng đánh lên Long Hồn Kiếm Giáp, không gian xung quanh nổ tung, vài ngọn núi bên dưới bị thổi quét phá hủy. Cả thiên địa rung động, đại đạo cảnh giao thủ, khiến động tĩnh không nhỏ, giơ tay nhấc chân là có thể phá vỡ cả không gian. Phốc! Lục Lâm Thiên phun máu tươi, dù hắn có bất diệt huyền thể cùng bất tử thần thể, còn có Long Hồn Kiếm Giáp trong người, nhưng cũng khó thể đối kháng lực công kích cường hãn như thế. Tới mà không trả thật phi lễ. Lục Lâm Thiên phun máu, ánh mắt tàn nhẫn bắn ra, đồ án long đầu trước ngực run lên. Một đạo linh hồn lưu quang cuồn cuộn cấp tốc lao ra xuyên thủng thân thể thổ phong. Ngao! Long ngâm vang triệt trời cao, một đạo linh hồn lưu quang nháy mắt xuyên thủng thân thể cứng đờ của thổ phong, hóa thành một đầu hư ảnh cự long khổng lồ cuồn cuộn giữa không trung. Hưu! Thân hình Lục Lâm Thiên nháy mắt bị đánh bay, nhưng lại dựa thế run lên song trường, hai thanh đoản kiếm phá không nhanh như thiểm điện xuyên thủng lồng ngực thổ phong. Răng rác! Đoản kiếm xuyên thủng lồng ngực. Thân hình thổ phong lập tức trào ra huyết vụ, lập tức nứt nẻ vỡ vụn, trong tích tắc chỉ có một đạo linh hồn phân thân kịp thời chạy ra. Oanh! Thân thể Lục Lâm Thiên nện xuống mặt đất, oanh ra một hố sâu cực lớn, vô số cát vàng bay tung,
miệng phun đầy máu tươi. Hô lạp lạp. Ngay lúc này vô số khe nứt lan tràn khắp mặt đất, vô số lốc xoáy xuất hiện, thật nhiều cát vàng bị cắn nuốt đi vào, hiện tượng cát băng kiểu này trong sa mạc vẫn thường nhìn thấy. Có sát khí. Đột nhiên đại hồn anh cảm nhận được sát khí tràn ra từ trong một lốc xoáy, sát khí kia có cảm giác như đã từng quen biết. Giữa không trung, ba người linh đốn nhìn thấy Lục Lâm Thiên tiêu diệt thân thể của Thổ Phong, ánh mắt ngây dại, trong mắt hiện tia sợ hãi, bọn hắn hiểu rõ thực lực của Thổ Phong, mà Tây Phương Cầu Bại tiêu diệt thân thể hắn dễ dàng như vậy, lực rung động là có thể nghĩ. Hưu. Hai thanh đoản kiếm cùng một đạo linh hồn hào quang quay về trong thân thể bị trọng thương của Lục Lâm Thiên. A. À. Giữa không trung, linh hồn phân thân của Thổ Phong phát ra tiếng kêu gào thê lương, lại còn kêu rên thảm thiết. Tựa hồ vẫn không tin mình bị Tây Phương Cầu Bại hủy diệt thân thể, tu vi của hắn đã tới đại đạo cảnh trung giai, cho dù ở trong Kỳ Phong Thương Hành địa vị cũng cao thượng, hắn làm sao lại nghĩ tới ở trong tiểu thiên thế giới mà hắn luôn khinh thường này, không ngờ đã bị một thông thiên cảnh cao giai hủy diệt bản thể. Ánh mắt Thổ Phong oán độc nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, khuôn mặt hư ảo vặn vẹo, âm lệ nói. Tây Phương Cầu Bại, ngươi dám diệt bản thể của ta. Ta phải cho ngươi sống không bằng chết mới giải được mối hận trong lòng ta. Tây Phương Cầu Bại đã bị thương nặng, nhân cơ hội đánh chết. Ba người linh đốn sau thoáng rung động ngắn ngủi, cũng không quản bản thể Thổ Phong bị tiêu diệt, trong lòng thậm chí có chút khoái trá, bản thể Thổ Phong bị hủy, như vậy áo nghĩa linh khí hay là di tích Hắc Thủy Ngục Giam chẳng khác gì giảm bớt được một đối thủ. Khó thể đối kháng, vậy tiếp tục đánh cuộc một lần. Thân ảnh Lục Lâm Thiên nhanh như chớp nhảy vào bên trong lốc xoáy cát chảy đang tràn ngập sát khí. Đã phát hiện di tích Hắc Thủy Ngục Giam. Ngay lúc ba người linh đốn lao về hướng Lục Lâm Thiên, nguyên lực tràn ra, đột nhiên trong tay ba người đều xuất hiện một ngọc giản nứt nẻ, lập tức làm sắc mặt ba người đại biến, thân ảnh khựng lại giữa không trung. Phía dưới là cát chảy, nếu vào thật khó tìm được người, đi trước Hắc Thủy Ngục Giam, sau đó đối phó Tây Phương Cầu Bại. Hòa thượng chạy trốn nhưng miếu không thể chạy. Trong lòng linh đốn thoáng cân nhắc, lập tức buông tha việc đuổi giết Lục Lâm Thiên, nhanh chóng rời đi. Hai người Lưu Duẫn cùng Tô Phong tựa hồ cũng có ý nghĩ như linh đốn, nhìn thấy hắn rời khỏi, ánh mắt nóng cháy nhìn thoáng qua lốc xoáy, sau đó lập tức xoay người rời đi. Hủy bản thể của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ còn Thổ Phong nghiến răng nghiến lợi không chết không ngừng. Linh hồn phân thân truy theo vào trong lốc xoáy cát chảy. Oanh long long. Bên trong sa mạc mở mang đất rung núi chuyển, vô số đồi núi sa mạc run rẩy, cát vàng gào thét. Bên trong một khu vực, giờ phút này đông đảo thân ảnh xuất hiện, ít nhất là mấy ngàn người tề tụ, từng ánh mắt đều nhìn chăm chú vào không gian đất rung núi chuyển trước mắt. Chính là chỗ này, sao lại có động tĩnh lớn như vậy, nhìn dáng vẻ hẳn là di tích của Hắc Thủy Ngục Giam. Hơn 20 thân ảnh nhìn thấy động tĩnh kinh người phía trước, chính là nhóm người Mạc Kình Thiên, Ma Linh Yêu Nữ, Âm Minh Dạ Xoa bọn họ. Sao trưởng môn còn chưa tới? Thiên Khu đảo mắt nhìn quanh, sau cuồng sa phong bạo, mọi người cũng đã tụ tập với nhau, với tu vi của họ cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Với thực lực của trưởng môn, ngay cả chúng ta cũng không có chuyện gì thì hắn cũng không sao, trừ phi có chuyện ngoài ý muốn. Âm Minh Dạ Xoa trầm giọng nói. Di tích Hắc Thủy Ngục Giam đã mở ra, có lẽ hắn sẽ đuổi tới, bây giờ chúng ta cũng không có biện pháp tìm hắn, nếu hắn nghe tin di tích đã mở, chỉ cần hắn không việc gì, nhất định sẽ chạy tới. Ma Linh Yêu Nữ nói xong, ánh mắt khẽ động. Tây Phương trưởng môn không có việc gì, tin tưởng ta. Địa Long nói, trong đầu hắn có huyết hồn ấn, có thể cảm giác được chân khí, ánh mắt hơi đổi, nói. Hình như Tây Phương trưởng môn cách chúng ta cũng không xa. Nghe vậy mọi người nửa tin nửa ngờ nhìn Địa Long. Cẩn thận, động tĩnh tựa hồ càng lúc càng lớn. Ánh mắt Mạc Kình Thiên ngưng tụ, tựa hồ cảm thấy được điều gì, thân hình lập tức thối lui. Siêu siêu. Mọi người không dám chần chờ, liên tiếp lui ra sau. Oanh long long. Ngay lúc này mặt đất lay động kịch liệt, không ngừng rung lên, cát vàng chìm xuống, cả hoang vu sa mạc như muốn chìm xuống dưới lòng đất biến mất, sắc mặt mấy ngàn thân ảnh khắp bốn phía đều đại biến. Lập tức thối lui thật nhanh. Phanh phanh. Một đạo quang quyển trong suốt lập tức hiển lộ ra, bao trùm trời đất, vô cùng mở mang, trong mơ hồ lộ ra cỗ khí tức tử tịch, đem chân không ngăn cách thành một màn hào quang hình cung thật lớn. Quang quyển hiển lộ, lập tức nứt nẻ tạc vỡ,
đem cát vàng chấn nát thành cho bụi. Oanh oanh! Quang quyển tạc vỡ, thế như trẻ tre, đem cát vàng xung quanh đều phá hủy, cát vàng cho bụi tung bay đầy trời, sau đó chậm rãi tiêu tán, mọi người liền nhìn thấy trước mặt là một mảnh đổ nát thê lương màu đen xuất hiện. Toàn bộ khu vực kia đều là màu đen sẫm, bên ngoài cùng còn có tường thành thật lớn cao hơn 10 trượng, như đã trải qua vô số năm tháng, phá nát không chịu nổi, nhưng còn sót lại vẫn sừng sững không ngã. Trong đống hoang tàn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vết máu viễn cổ khô héo cùng xương trắng dày đặc. Khắp nơi đổ nát thê lương, giống như một tòa đại thành bị vứt bỏ, chỉ còn chứng kiến vết tích, thậm chí mặt đất có không ít khe rãnh thật sâu, chứng minh nơi này từng xảy ra cuộc chiến đấu kịch liệt, cả không gian thẩm thấu ra sát khí tràn ngập. Đây là di tích Hắc Thủy Ngục Giam. Di tích Hắc Thủy Ngục Giam trong truyền thuyết xuất hiện. Ánh mắt mọi người run rẩy, từng luồng sát khí ngày càng nồng nặc. Một loại dấu hiệu mơ hồ nảy sinh trong lòng các cường giả. Ô ô! Trong giây lát một thanh âm xèo xèo thê lương truyền ra, không gian dao động, giống như có vật gì từ hư không nhảy ra, làm ánh mắt mọi người cứng đờ, linh hồn run lên. Từng luồng huyết tinh không ngừng lan tràn, nương theo tiếng xèo xèo thê lương làm tim đập nhanh, lại tiếng quỷ khóc thần hào, sát khí ngập trời, cả không gian lập tức xuất hiện vô số năng lượng thể màu đỏ. Năng lượng thể cuồn cuộn tràn ra không dứt. Bộ dáng vô cùng dữ tợn, trong khoảnh khắc tràn ngập khắp không trung, cảm giác được chân khí của mọi người lập tức lao tới. Đều cẩn thận một chút, năng lượng thể hình thành đã lâu, thực lực không yếu, mặc dù không có linh trí, nhưng lại có bản năng cắn nuốt linh hồn cùng đoạt xá, thực lực mạnh hơn nữa nếu bị vây khốn cũng rất phiền toái. Mạc Kình Thiên trầm giọng nói, loại năng lượng thể này hắn đã bắt qua một đầu, cũng không nghĩ tới nơi này còn rậm rạp vô số. Nghe vậy ánh mắt mọi người ngưng lại, bắt đầu đề phòng. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó đã có người công kích những năng lượng thể kia, nhưng chúng vừa tạc vỡ lại cấp tốc khôi phục, vốn là không thể phá hủy. Ngược lại có một ít người trở tay không kịp, không nghĩ tới năng lượng thể không thể hủy diệt, bị năng lượng thể khôi phục trực tiếp bao phủ, ngay lập tức vô số năng lượng thể rậm rạp đánh tới, một ít người tu vi không cao nhất thời phát ra tiếng kêu rên thê thảm, thân hình bị xé thành huyết vụ. Ô ô, những năng lượng thể kia không biết có bao nhiêu, rậm rạp bao phủ khắp không gian. Tàn hồn cùng âm sát khí biến thành năng lượng thể, đối với ta có ưu đãi thật lớn, chỉ với ưu đãi này cũng không uổng cho ta tới đây một chuyến. Mọi người đều kiêng kỵ năng lượng thể, mà trên khuôn mặt khủng bố của âm minh dạ xoa hiện nụ cười làm người ta dựng đứng tóc gáy. Một giây sau, âm minh dạ xoa tiến tới, âm minh khí trào ra, trong miệng hét lớn một tiếng. Đều im lặng một chút cho ta. Nhất thời, lấy âm minh dạ xoa làm trung tâm, toàn bộ năng lượng thể tựa hồ cảm giác được điều gì, toàn thân run rẩy, vô hình chung giống như đã bị áp chế, thật sự yên tĩnh trở lại. Lại đây đi. Âm minh dạ xoa lệ quát một tiếng, há mồm khẽ hấp, nương theo sau khí tức âm hàn khủng bố, nhất thời rậm rạp năng lượng thể lại bị nàng trực tiếp nuốt vào trong miệng. Hô hô. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, âm minh dạ xoa giống như hấp thủy. Đem năng lượng thể khủng bố dữ tợn trực tiếp hút vào trong miệng, vô cùng dễ dàng chóng vánh. Âm minh dạ xoa mang theo âm minh áo nghĩa chi nguyên, lĩnh ngộ âm minh áo nghĩa, chính là từ những tà vật âm hàn mà lĩnh ngộ đi ra, cho nên trời sinh chính là khắc chế những tà vật âm hàn này, có ưu đãi thật lớn, ưu đãi như vậy đối với nàng mà nói giá trị không thể cân nhắc. Mạc Kình Thiên thấp giọng nói, vẻ mặt cười khổ, ánh mắt có chút rung động. Âm minh áo nghĩa, thật là kỳ lạ. Ma linh yêu nữ chớp mắt, ánh mắt kinh ngạc, những người bên cạnh bởi vì có âm minh dạ xoa cho nên cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu, không giống như những người khác, bị năng lượng thể vây công chật vật không thôi, thực lực thấp còn rơi xuống không ít. Những năng lượng thể này quỷ dị, đều cẩn thận một ít. Trong đám người truyền ra không ít tiếng hét lớn, tiếng nổ trầm thấp thỉnh thoảng vang lên, sát khí càng lúc càng nồng nặc, giống như mây đen áp đỉnh, hơn nữa thanh âm quỷ khóc thần hào làm linh hồn người run rẩy. Càng khó thể ngăn cản là vì năng lượng thể kia không cách nào giết sạch. Hắc Thủy Ngục Giam tựa hồ là ở trong này. Trong tay Mạc Kình Thiên hiện ra tấm bản đồ, nhìn đống đổ nát thê lương trước mắt như có phát hiện gì. Đây là địa phương nào vậy? Lục Lâm Thiên chật vật xuất hiện trong một hang động, xung quanh có không ít cát vàng lả tả tuôn xuống, hắn cảm giác được năng lượng sát khí trong không gian, mà sát khí khi nãy xuất phát từ khu vực này. Hang động thật lớn. Vách đá đen sẫm, như thoa lên một tầng màu đen, tản ra lưu quang nhàn nhạt.
Tây Phương cầu bại, ta tuyệt đối không bỏ qua ngươi. Tiếng hét phẫn nộ truyền ra, linh hồn phân thân Thổ Phong cũng xuất hiện trong nham động, ánh mắt oán độc âm trầm rơi lên người Lục Lâm Thiên. Chỉ một người đuổi theo sao? Lục Lâm Thiên sửng sốt, lập tức trong mắt hiện lên ý cười, chỉ một linh hồn phân thân, cho dù thực lực mạnh hơn nữa thì thế nào, nếu đi tới là bản thể thì hắn mới cảm thấy thật sự phiền toái. Ngươi cho rằng ngươi còn lực tái chiến hay sao, hủy bản thể của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, đoạt xá ngươi xem như là tiện nghi ngươi. Thổ Phong dứt lời, thân hình uốn éo, nháy mắt lao về hướng Lục Lâm Thiên, linh hồn phân thân hóa thành linh hồn lưu quang lao tới. Tới bây giờ Thổ Phong chỉ có thể làm như vậy, bản thể bị diệt, ở trong thị hoang thế giới nếu có thể đoạt xá Tây Phương cầu bại cũng an toàn hơn không ít, nói không chừng hắn còn có thể dùng áo nghĩa linh khí. Sau khi đoạt xá nếu vận khí tốt cũng trở thành tu luyện giả linh hồn áo nghĩa, loại chuyện này trước kia cũng từng xuất hiện qua, sau khi đoạt xá vẫn có thể bảo trì được áo nghĩa tu luyện của người bị đoạt xá. Muốn dùng linh hồn phân thân đoạt xá sao? Khóe môi Lục Lâm Thiên nhếch lên, vết sẹo thoáng động, vẻ mặt làm như hoảng sợ nhưng trên thực tế không hề có ý tứ tránh né, hắn có lòng tin tuyệt đối với thổ phỉ trong não hải, bất kể là hồn anh đoạt xá hay là linh hồn phân thân đoạt xá. Kim sắc tiểu đao đều có thể đối kháng, trong khi Thổ Phong cũng chỉ có trình tự đại đạo cảnh trung giai mà thôi. Suy, linh hồn phân thân cười âm trầm lướt vào ấn đường của Lục Lâm Thiên, chui thẳng vào trong linh hồn không gian. Vừa chui vào, linh hồn phân thân lại ngưng tụ, oán độc cười lạnh nói. Tây Phương cầu bại, ngươi nhất định phải chết, ta cho ngươi. Đó là cái gì, a? Lời còn chưa dứt, ánh mắt Thổ Phong đột nhiên đại biến. Một đoàn kim quang ngập trời ập tới, kim quang sát phạt sắc bén làm linh hồn hắn run rẩy lên. Ngay khi Thổ Phong còn chưa kịp phản ứng, một đạo kim quang đánh xuống, hắn có thể cảm giác được linh hồn phân thân của mình hóa thành mảnh nhỏ, cuối cùng không còn chi giác, ý niệm thoáng qua, thần hồn câu diệt. Lục Lâm Thiên không hề ngoài ý muốn, ngẩng đầu đánh giá hang động thật lớn, linh hồn phân thân của Thổ Phong đã bị kim sắc tiểu đao hấp thu, tiểu hồn anh cùng đại hồn anh đều có được không ít ưu đãi. Sát khí này có chút quen thuộc, tựa hồ tương tự đoàn năng lượng thể mà Mạc Kình Thiên bắt được, chẳng lẽ có quan hệ với di tích Hắc Thủy Ngục Giam sao? Lục Lâm Thiên nuốt đan dược chữa thương, cảm giác phương hướng sát khí truyền tới, tìm được một thông đạo đen sẫm. Cũng không biết thông đạo đi thông tới đâu, thông đạo uốn lượn, tâm thần khó thể dình tới cuối, ở trong không gian nơi này tâm thần cũng bị ảnh hưởng. Linh Thiên thương hành, tụ phẩm lâu, món nợ hôm nay chậm rãi tính toán. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện tia hàn ý, cẩn thận đi vào trong thông đạo. Bên ngoài di tích Hắc Thủy Ngục Giam, năng lượng thể khủng bố mang theo sát khí quỷ khóc thần hào trào ra, cả không gian đều run rẩy. Tuy năng lượng thể không ngừng tràn tới, nhưng với cường giả chân chính vẫn có cơ hội xông vào bên trong di tích. Hô! Âm minh giả xoa thu liễm âm minh khí, khuôn mặt khủng bố đỏ lên, rốt cục dừng hấp thu, trong mắt còn lộ vẻ lưu luyến. Hẳn là đã hấp thu tràn đầy nên không thể tiếp tục nhận thêm chút nào. Hấp thu đủ rồi sao, chúng ta đi thôi, nói không chừng sau khi đi vào còn có chút thu hoạch. Mạc Kình Thiên nói, đi thôi, tuy hấp thu đủ rồi, nhưng lưu trữ lại sau này hấp thu tiếp cũng tốt lắm. Âm minh dạ xoa tươi cười, ống tay áo đảo qua, tảng lớn năng lượng thể đều bị thu vào trong tay áo, cũng không biết trong đó có càn khôn gì lại có thể thu thập được nhiều năng lượng thể như vậy. Được âm minh dạ xoa dẫn đường, người của thất sát môn không chút tổn thất đi vào, mà năng lượng thể chỉ có thể run rẩy bị ống tay áo của nàng thu thập không dứt. Đây là Hắc Thủy Ngục Giam sao? Khi mọi người đi qua tường thành đen sẫm, nhìn thấy cảnh tượng bên trong chợt run lên, nơi này giống như tòa đại thành, chẳng qua nơi nơi đổ nát thê lương, trên con đường tàn phá tràn ngập xương trắng. Phanh phanh phanh, giữa không trung phía trước đột nhiên truyền ra tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, xê kinh người. Mấy người có tu vi cao cường đi vào đầu tiên cũng không biết thuộc thế lực phương nào, chẳng biết tại sao đột nhiên có vài đạo lôi đình quang trụ bắn tới, chỉ một thoáng đã biến thành huyết vụ, tan thành mây khói, chỉ có linh hồn phân thân kịp bỏ trốn. Có đại trận tồn tại, đều cẩn thận một chút. Mạc Kình Thiên phất tay cho mọi người dừng lại, nhìn vào bản đồ, lộ nụ cười nói. Đi theo ta, hy vọng có thể phát hiện được chút gì. Ô ô, bên trong thông đạo đen sẫm. Lục Lâm Thiên thật cẩn thận đi tới, càng đi vào sâu trong hắn càng cảm giác năng lượng sát khí càng nồng nặc, ước chừng đi tới sâu vài trăm thước, đột nhiên có một đoàn năng lượng thể huyết sắc dữ tợn trống rỗng toát ra,
sau đó thẳng lướt về phía hắn. Sát khí, tàn hồn, năng lượng hợp nhất, đại bổ vật A. Đại hồn anh lộ ra vẻ vui mừng, đã sớm muốn lao ra ngoài. Một đạo tử kim lưu quang lướt ra khỏi ấn đường, chính là đại hồn anh đang rung động phấn khởi. Chân khí ngập trời lan tràn khắp cả thông đạo, không gian run lên, sát khí phóng thích như long quyển phong bạo. Trình tự đoàn năng lượng thể kia chỉ đạt tới phá giới cảnh, mà đại hồn anh đã sớm đạt tới tiếp cận đại đạo cảnh. Đoàn năng lượng thể đang lao tới, cảm giác được sát khí trên người đại hồn anh liền bị áp chế, đang định lùi bước. Hấp thu. Đại hồn anh phất tay bay ra, sát khí hình thành lốc xoáy, trực tiếp hấp thu đoàn năng lượng thể vào lòng bàn tay. Ô ô. Tận sâu trong thông đạo, thanh âm quỷ khóc thần hào bén nhọn khủng bố lại truyền ra, lập tức có vô số năng lượng thể chen chúc lao tới. Tới tốt lắm. Nhìn thấy vô số năng lượng thể, đại hồn anh sôi trào, thân hình lao thẳng qua, triển khai hấp thu cắn nuốt điên cuồng. Nhị ca, có không ít người đang đi theo chúng ta. Hơn 20 thân ảnh xuyên qua kiến trúc bị tàn phá, mà linh yêu nữ khẽ nói. Mạc Kình Thiên đang xem địa đồ, nghe vậy đảo mắt nhìn qua, nói. Trước mặt chúng ta cũng có người, thực lực đều rất mạnh, là người của Linh Thứ Tháp cùng Tây Vương Phủ, mặt sau tựa hồ là người Đông Tinh xã, ra vẻ địa phương chúng ta muốn đi bọn hắn cũng biết được tin tức gì. Chẳng lẽ không chỉ có một bản đồ sao? Ma Linh yêu nữ nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ các thế lực lớn đều biết chút tin tức đi, chúng ta phải cẩn thận một chút. Oanh Long. Mạc Kình Thiên vừa nói xong, ngay đại điện vốn còn bảo tồn không tệ ở phía trước ầm ầm truyền ra tiếng chấn động như đất rung núi chuyển. Hình như người Linh Thứ Tháp cùng Tây Vương Phủ có phát hiện. Mạc Kình Thiên ngẩng đầu, thân ảnh lướt tới nhanh như chớp. Đại điện đen sẫm, tạo hình kỳ lạ, diện tích to lớn khổng lồ, không gian tràn ngập khí tức tử tịch. Cũng không biết đã qua bao nhiêu năm không ai đi qua, cả đại điện thoạt nhìn giống như một đầu mãnh thú hắc ám đang phủ phục trên mặt đất. Trên quảng trường có không ít hài cốt nằm ngổn ngang, xương trắng dày đặc, sát khí tràn ngập. Siêu siêu. Từng thân ảnh không ngừng hạ xuống quảng trường, khí tức nhất thời tràn khắp xung quanh. Mau nhìn, có chút hài cốt hình như có năng lượng dao động. Mọi người chăm chú nhìn qua, có chút hài cốt phát ra quang mang quỷ dị, khiến hốc mắt giống như ngôi sao lóe sáng trên bầu trời, loè loè tỏa sáng, nương theo sau một cỗ năng lượng bàng bạc phóng thích, tà khí quỷ dị. Đó là đại đạo hồn tinh, có chút hài cốt có đại đạo hồn tinh. Ánh mắt Mạc Kình Thiên híp lại, vô cùng kinh ngạc. Đại đạo hồn tinh, là đại đạo hồn tinh. Ngay sau đó có không ít người cũng nhận ra, không ngừng kêu lên. Ánh mắt nhóm người thất sát, phong độ tam hồn, tam thú tướng đều đỏ đậm, đại đạo hồn tinh chính là tàn hồn cùng huyết nhục của đại đạo cảnh đã rơi xuống còn bảo tồn, hơn nữa vị trí đặc thù cho nên mới hình thành đại đạo hồn tinh. Đại đạo hồn tinh là tàn hồn huyết nhục nương theo áo nghĩa tu luyện khi còn sống mà thành, trình tự đại đạo cảnh càng cao, hiệu quả đại đạo hồn tinh càng tốt, nếu thông thiên cảnh có được đại đạo hồn tinh thích hợp. Có cơ hội đột phá đại đạo cảnh tới năm thành, nếu được đại đạo hồn tinh của đại đạo cảnh cao giai, cơ hội đột phá ít nhất 8 phần. Đối với tu vi thông thiên cảnh mà nói, đại đạo hồn tinh chính là bảo vật thực tế cùng hấp dẫn nhất. Là đại đạo hồn tinh, mau cướp lấy. Từng thân ảnh cấp tốc lướt ra, nhóm người thất sát, thất kiếm tam thú tướng cùng phong đô tam hồn cũng muốn lao qua. Trước hành sự tùy theo hoàn cảnh, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Kình Thiên phất tay ngăn cản mọi người, nhìn chăm chú về phía trước. Ô, đúng ngay lúc này, những hài cốt kia giống như nhận được ảnh hưởng, hào quang trong hốc mắt sáng ngời, hài cốt nhảy ra nhanh như chớp, chảo ấn khô héo vung ra, trực tiếp xuyên thẳng bụng, ngực, hoặc đầu của những thông thiên cảnh kia, thậm chí không gian cũng bị nắm bạo. Oanh oanh, chỉ chớp mắt ngắn ngủi, đã có nhiều thông thiên cảnh hóa thành mảnh nhỏ huyết vụ, làm những người khác bị hù dọa vội vàng thối lui. Nhóm người thất sát hoảng sợ hít sâu một hơi, ánh mắt cảm kích nhìn Mạc Kình Thiên. Mạc Kình Thiên trầm giọng nói. Đại đạo hồn tinh không dễ lấy, bởi vì còn nằm trong xương cốt của họ, chẳng khác gì họ chưa chết, thậm chí còn khủng bố hơn lúc còn sống, muốn lấy được hồn tinh cũng phải phá hủy xương cốt hoàn toàn mới được. Những hài cốt kia không còn tính là người, tựa hồ thiên địa uy áp tác động nhỏ hơn không ít, thậm chí có chân khí của đại đạo cảnh, thông thiên cảnh khó thể đối phó. Thần sắc thiên khu ngưng trọng, đại đạo hồn tinh có chỗ tốt thật lớn với hắn, nhưng trơ mắt nhìn cũng không dám lấy, điều này làm hắn vô cùng khó chịu.
chúng ta đều bị áp chế, muốn đối phó những hài cốt kia thật cố hết sức. Âm Minh Dạ Xoa nói, đối phó năng lượng thể thật dễ dàng, nhưng đối phó hài cốt nàng nhiều nhất chỉ áp chế được một ít, ngoài ra nhiều hơn cũng không có cách nào. Kiệt Kiệt, thuật hữu chuyên công, đại đạo hồn tinh, ta muốn. Ngay khi mọi người cảm thấy bất đắc dĩ, âm quỷ cười đắc ý, thân ảnh nhảy ra, khí tức âm trầm khuếch tán, thân ảnh lao thẳng tới bộ hài cốt đầu tiên. Ô! Hài cốt rít gào, một đạo chảo ấn chộp thẳng về hướng âm quỷ, chảo ấn xuyên thủng không gian, khí thế sát phạt, mạnh mẽ như sấm đánh. Cẩn thận! Mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Một bộ hài cốt mà thôi, vật đã chết còn dám hung hăng càn quấy, bản tôn phế ngươi. Trong mắt âm quỷ hiện lên vẻ tàn nhẫn, một đạo âm hàn hào quang chợt lóe, một quyển cổ thư hiện ra trong tay, chân khí âm hàn trào ra. Suy! Cổ thư xuất hiện, như mặt trời tản ra hào quang chói mắt, hiện lên vô số bí văn ký tự, hào quang bao phủ xuống, chảo ấn vừa va chạm quang quyển nhất thời hóa thành cho bụi. Ngay lập tức một viên hồn tinh lớn cỡ nắm tay hài nhi rơi vào trong tay âm quỷ, chính là đại đạo hồn tinh. Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Đây là sinh tử bộ mà phó hành trưởng từng lấy được thật lâu trước kia, nhưng không được trọn vẹn, chỉ có thể thu thập linh hồn tu bổ, cho nên phó hành trưởng cũng không biết trình tự linh khí. Nhưng sinh tử bộ trời sinh khắc chế vật âm hàn tà đạo, thậm chí có thể đề phòng linh hồn công kích. Lần trước khi trưởng môn đối phó hành trưởng, hắn cũng chỉ bị ảnh hưởng, nhưng hoàn toàn không bị thương. Lão Tam Phong Đô Tam Hồn giải thích. Sinh tử bộ hẳn cũng không phải linh khí bình thường đi. Mạc Kình Thiên gật đầu nói. Thu cho ta. Trong khoảng thời gian đó, âm quỷ lại thu thêm vài viên đại đạo hồn tinh vào trong tay. Cùng lúc đó những thế lực khác chứng kiến âm quỷ thu đại đạo hồn tinh, cũng không còn nhịn được, cường giả bắt đầu gia nhập tranh đoạt, động tĩnh thật lớn bên này cũng hấp dẫn không ít người đi qua. Bên trong thông đạo đen sẫm, Lục Lâm Thiên cùng Đại Hồn Anh đi tới trước một cấm chế, bên trong cấm chế sát khí tràn ngập nồng đậm, vừa rồi năng lượng thể rậm rạp trào ra từ trong cấm chế này. Lúc này vẻ mặt Đại Hồn Anh cười hài lòng, chỗ tốt lớn như vậy theo hắn phỏng chừng chỉ cần tìm chút thời gian luyện hóa, đủ đặt chân lên đại đạo cảnh. Cấm chế bất phàm, chẳng qua thời gian quá lâu dài hình như có chút rộng, bên trong rốt cục có cái gì? Lục Lâm Thiên quan sát cấm chế, bên trong có cỗ khí tức làm trong lòng hắn mơ hồ bất an. Răng rắc, cấm chế bắt đầu nứt nẻ, nháy mắt vặn vẹo kịch liệt, phát ra tiếng vang thật nhỏ, ngay khi tiếng vang khuếch tán, cấm chế dao động tới mức kịch liệt, chỉ nháy mắt bỗng nhiên nổ tung. Oanh! Sau khi cấm chế nổ tung, một cỗ năng lượng cuồng bạo thổi quét, sát khí tận trời, đồng thời một cỗ lực lượng kinh khủng ập tới trên người Lục Lâm Thiên cùng Đại Hồn Anh, mà Lục Lâm Thiên vốn đã bị trọng thương, bước chân lảo đảo thiếu chút nữa lại phun máu tươi, căn bản không cách nào ngăn cản. Sát khí thật mạnh, tiểu tử, ngươi lại gây ra phiền toái gì sao? Trong tầng thứ 5 thiên trụ giới, thanh âm tam kỳ lão nhân truyền ra. Ta đang ở trong hoang vu sa mạc, nơi này hình như có quan hệ với Hắc Thủy Ngục Giam. Lục Lâm Thiên đáp, có quan hệ với Hắc Thủy Ngục Giam, tiểu tử, mau cho ta ra xem. Nghe vậy tam kỳ lão nhân chợt hứng thú. Thiên trụ giới xuất hiện trên tay Lục Lâm Thiên, một thân hình hư ảo nhỏ gầy xuất hiện trước người hắn. Ngay khi thân ảnh xuất hiện, không gian thông đạo chợt run lên, vô hình chung có thể làm cho thiên địa năng lượng biến hóa, một cỗ uy thế lặng yên lan tràn làm người ta muốn quỳ rạp xuống đất. Kỳ lão, ngươi khôi phục thế nào? Lục Lâm Thiên nhìn thấy kỳ lão chủ động đi ra, trên mặt hiện vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đã có mấy trăm năm khôi phục tự nhiên là tốt hơn trước kia nhiều, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục thì còn lâu lắm. Tam kỳ lão nhân liếc mắt nhìn Đại Hồn Anh, lại nhìn thấy sắc mặt trắng bệch chật vật của Lục Lâm Thiên hiện tại, nhíu mày nói. Sao hình dáng của ngươi biến thành như vậy, chật vật tới như thế, thiếu linh hồn phân thân còn vô dụng tới vậy sao? Vậy ngươi cứ thử mà xem. Ta bị bốn đại đạo cảnh trung giai từ hỗn độn thế giới tới vây công, còn bị một đại đạo cảnh trung giai cùng đại đạo cảnh cao giai vây đánh đó. Lục Lâm Thiên trừng mắt nói, trong mắt hiện hàn ý. Nhưng ta cũng không có hại, ta đem một đại đạo cảnh cao giai bình thường, một đại đạo cảnh trung giai của hỗn độn thế giới đánh thần hồn câu diệt, mà một đại đạo cảnh trung giai cũng chỉ chạy thoát một linh hồn phân thân. Tiểu tử, quả nhiên đủ mãnh liệt, chiến tích không tầm thường a. Tam kỳ lão nhân nghe vậy cũng rung động kinh ngạc, ánh mắt xoay chuyển, lập tức nói. Người hỗn độn thế giới tới đây, sao ngươi lại trêu chọc phải bọn hắn,
sao bọn hắn lại tùy tiện chạy tới thị hoang thế giới xó xỉnh này. Lục Lâm Thiên lập tức đem chuyện của Hắc Thủy Ngục Giam thuật qua cho hắn nghe một lần. Thì ra là thế, thông linh bảo khí, khó trách có người của hỗn độn thế giới trong Vạn Thiên Liên Minh chạy tới đây, chẳng lẽ nơi này thật sự có thông linh bảo khí hay sao? Ánh mắt Kỳ Lão phát ra ánh sáng nóng cháy. Ta cũng không biết, ta đi tới đây, cảm giác nơi này hẳn có quan hệ với di tích Hắc Thủy Ngục Giam. Lục Lâm Thiên nói, tiểu tử ngươi lo chữa thương trước đi, bằng không có bảo vật cũng không tới lượt ngươi đi lấy. Tam Kỳ Lão Nhân nói, đã tốt hơn nhiều, ta không sao, phía trước tựa hồ không quá bình thường. Lục Lâm Thiên nhìn thạch thất trước mắt nói, sát khí thật nồng đậm, trong này có chút quái dị a. Tam Kỳ Lão Nhân khẽ động, thân ảnh chợt lóe, đi tới bên ngoài thạch thất, ánh mắt thoáng ngẩn ra, xoay người nói. Tiểu tử, vận khí của ngươi không sai, trong này có nhiều thứ có thể có tác dụng lớn với ngươi. Đó là, khi Lục Lâm Thiên đi qua, nhìn thấy một thạch thất đại điện thật lớn. Bên trong đại điện có không ít hài cốt, xương trắng dày đặc, chẳng qua hốc mắt hài cốt lại sáng ngời, nương theo sau năng lượng bàng bạc phóng thích, tà khí quỷ dị nói không nên lời. Tam Kỳ Lão Nhân nói, trong những hài cốt kia đều có đại đạo hồn tinh. Đại đạo hồn tinh, ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên. Những năm nay rời khỏi Linh Võ Đại Lục, Lục Lâm Thiên đã không còn là người nhà quê, chuyện gì cũng không hiểu biết, lai lịch cùng tác dụng của đại đạo hồn tinh hắn cũng biết rõ ràng. Nhiều đại đạo hồn tinh như vậy, giá trị vô số. Lục Lâm Thiên nhìn thạch thất đại điện, tính toán cũng phải hơn 300 đại đạo hồn tinh. Đại đạo hồn tinh có chỗ tốt thật lớn đối với lĩnh ngộ, nhưng người trước tiên đi thu thập hồn tinh thì tốt hơn. Tam Kỳ Lão Nhân nói. Thu. Thân ảnh Lục Lâm Thiên như tia chớp nhảy tới trước một hài cốt, muốn vung tay thu hồn tinh. Ô. Hài cốt chợt run lên, hào quang chói mắt bắn ra, chảo ấn chụp tới, thậm chí chảo bạo cả không gian, thực lực tuyệt đối so sánh được với đại đạo cảnh sơ giai. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đại biến, không nghĩ tới hài cốt có biến hóa như vậy. Phất tay oanh ra một đạo quyền ấn. Oanh! Một quyền oanh kích lên chảo ấn, kinh khí khủng bố nổ tung, thân hình Lục Lâm Thiên liên tục đẩy lui, sắc mặt càng thêm trắng bệch, hài cốt kia cũng bị đẩy lui không ít, nhưng vẫn chưa bị phá hủy. Cẩn thận một chút, muốn thu thập hồn tinh cũng không thể dùng cách như vậy, đầu tiên phải hoàn toàn phá hủy chúng. Thanh âm Tam Kỳ Lão Nhân vang lên, thân ảnh đã xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Răng rác! Toàn bộ hài cốt đều nhảy dựng, từng luồng chân khí cuồn cuộn lan tràn, hai mắt tràn ngập hào quang yêu tà, chân khí lập tức tập trung trên người Lục Lâm Thiên. Phiền toái. Lục Lâm Thiên hiện tia cười khổ, nhiều hài cốt như vậy hắn tuyệt đối không thể đối kháng, nhất thời nhìn qua Tam Kỳ Lão Nhân. Sợ cái gì, mặc dù thực lực của chúng không kém, nhưng linh trí đã thoái hóa, chẳng khác gì bia sống mà thôi, muốn lấy hồn tinh ngoại trừ phá hủy chúng, còn có một biện pháp chính là dùng trí. Tam Kỳ Lão Nhân lộ ý cười nói. Dùng trí thế nào? Lục Lâm Thiên ngạc nhiên hỏi. Ngươi ngốc sao, ngươi có thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, ngươi không nhanh hơn chúng hay sao? Tuy những vật chết này không kém, bất quá phản ứng chậm chạp, số lượng nhiều có dám dùng, nếu ngay cả vật chết như vậy ngươi cũng không làm được gì, vậy thì trốn cho xong đi. Tam Kỳ Lão Nhân hung hăng trừng mắt mắng, ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đa tạ Kỳ Lão. Lục Lâm Thiên hiểu ý, khẽ cười, thực lực những hài cốt này không sai, nhưng không khó đối phó. Dứt lời, thân ảnh hắn lại nhảy ra, thổ hệ nguyên lực lan tràn. Thời không lao ngục, cả đại điện run lên, không gian vặn vẹo trầm xuống, đứng bên trong giống như bị ngàn cân áp đỉnh, thật nhiều áo nghĩa tràn ngập bên trong, toàn bộ hài cốt đều khựng lại. Thu, bên trong thời không lao ngục, Lục Lâm Thiên thi triển thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa, thân ảnh như điện. Hóa trưởng thành chảo trực tiếp chụp vào một bộ hài cốt, lập tức thu lấy hồn tinh. Răng rác, tiếng nứt vỡ vang lên, hồn tinh vừa bị lấy ra hốc mắt hài cốt biến mất hào quang, chân khí tĩnh mịch lan tràn, xương cốt lập tức phá nát. Thật sự đến từ thế giới xó xỉnh hay sao? Tam Kỳ Lão Nhân nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt liên tục biến hóa, thì thào. Thật nhiều áo nghĩa dung hợp, tiểu tử này sao có thể làm được? Răng rác. Lại có tiếng nứt vỡ liên tục vang lên, khi thân ảnh Lục Lâm Thiên ngừng lại, thời không lao ngục thu liếm, trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thu thập thật nhiều hồn tinh, giá trị có thể nghĩ, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng có chút kinh ngạc,
hồn tinh nhỏ hơn nắm tay Hải Nhi một ít, lại có các loại thuộc tính áo nghĩa bên trong. Trong tay Lục Lâm Thiên đang cầm 6 loại áo nghĩa, có linh hồn, thổ, thủy, hỏa, phong còn có không gian. Nhưng trong 300 viên hồn tinh, lại không có áo nghĩa mộc hệ, kim hệ, thậm chí thời gian cũng không có. Tam Kỳ lão nhân nói, ngươi tu luyện nhiều loại áo nghĩa, bởi vậy hẳn có thể cắn nuốt không ít đại đạo hồn tinh, tác dụng có lẽ còn lớn hơn nữa, chủ yếu là có tác dụng cực lớn đối với việc lĩnh ngộ áo nghĩa, những thứ khác thì chỉ bình thường, theo năng lượng dao động mà xem, trong tay ngươi hẳn là hồn tinh của đại đạo cảnh cao giai. Chủ yếu có tác dụng cực lớn đối với lĩnh ngộ áo nghĩa, mà những thứ khác tác dụng không lớn sao. Lục Lâm Thiên thì thào, tiện tay đem 6 viên hồn tinh bỏ vào trong miệng. Tiểu tử, ngươi muốn chết hay sao? Sắc mặt Tam Kỳ lão nhân đại biến, hắn thật không ngờ Lục Lâm Thiên lại trực tiếp đem 6 viên hồn tinh bỏ vào miệng, cho dù muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa. Ừng ực. Lục Lâm Thiên nuốt 6 viên hồn tinh vào bụng, 6 viên đại đạo hồn tinh lập tức hóa thành 6 cỗ năng lượng kinh khủng chạy trồm trong người hắn. A! À, 6 cỗ năng lượng vượt qua khỏi sự tưởng tượng của Lục Lâm Thiên, làm cho hắn không nhịn được kinh hô. Kỳ lão, ngươi hố ta sao? Không phải ngươi nói đại đạo hồn tinh chỉ có tác dụng trong việc lĩnh ngộ thôi sao? Tiểu tử, đại đạo hồn tinh chủ yếu tác dụng trong việc đột phá đại đạo cảnh, tác dụng tăng cường nguyên lực cũng không lớn, nhưng 6 viên hồn tinh này trình tự không tầm thường, năng lượng không nhỏ, ngươi còn một lúc nuốt vào 6 viên, thông thiên cảnh cao giai đỉnh cũng tuyệt đối không dám dùng, phải nhờ trưởng bối hộ pháp tương trợ, nếu không sẽ bạo thể mà chết, ngươi còn ăn cả 6 viên, ngươi muốn bạo thể mà chết à? Thân ảnh Tam Kỳ lão nhân đi tới cạnh Lục Lâm Thiên, vẻ mặt ngưng trọng, nhưng không có biện pháp gì, nếu hắn còn bản thể còn có thể giúp áp chế, nhưng hiện tại là trạng thái linh hồn, căn bản không có biện pháp gì. Kỳ lão, có thể giúp ta hộ pháp hay không? Lục Lâm Thiên nén đau đớn, sắc mặt vặn vẹo đỏ bừng, toàn thân run rẩy kịch liệt. Vậy thì không vấn đề, mấy trăm năm thực lực của ta cũng khôi phục một ít. Tam Kỳ lão nhân gật đầu, ánh mắt ngưng trọng. Chính ngươi có biện pháp giải quyết sao? Hẳn là không thành vấn đề. Khuôn mặt Lục Lâm Thiên vặn vẹo kịch liệt, mạnh mẽ chịu đựng năng lượng khủng bố bạo động trong cơ thể, lập tức triệu ra Tử Lôi Huyền Đỉnh, thân ảnh lao vào trong đỉnh, tiến nhập vào thiên trụ giới. Muốn giải quyết năng lượng cuồng bạo của 6 viên hồn tinh, Lục Lâm Thiên cũng có biện pháp, nhiều nhất chịu chút đau khổ mà thôi, chẳng qua cần dùng đoạn thời gian khá dài. Ở thời điểm này hắn cũng không dám trì hoãn quá lâu. Cho nên phải đi vào thiên trụ giới, hắn cũng đã lưu đại hồn anh bên ngoài, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh mà Tam Kỳ lão nhân không thể ứng phó. Tiểu tử này, thật có biện pháp giải quyết hay sao? Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân ngưng lại, nhìn đại hồn anh, hỏi. Tiểu tử, ngươi có thể giải quyết phiền toái này không? Có thể, nhưng cần một chút thời gian. Đại hồn anh đáp. Trong tầng thứ 6 thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi, sắc mặt đỏ bừng. Kinh mạch chướng lớn, thậm chí không thể duy trì bộ dáng mặt sẹo, khôi phục lại hình dáng của mình, gân xanh hiển lộ vô cùng dữ tợn. Hỗn độn âm dương quyết, cắn nuốt. Lục Lâm Thiên quát một tiếng, vận chuyển hỗn độn âm dương quyết vội vàng cắn nuốt năng lượng cuồn cuộn trong cơ thể. Nhất thời 6 viên hồn tinh hóa thành 6 cỗ áo nghĩa nguyên lực tràn vào trong đan điền khí hải của hắn, vạn tự nguyên đan bắn ra hào quang, bất kỳ nguyên lực gì cũng có thể trực tiếp hấp thu tương liên. Ma huyết lục Vạn tự nguyên đan cùng thanh trụ hư không dực đã dần dần mang theo man hoang thương cổ khí tức, trong vô hình đã cải biến không ít. Răng rắc. Trên quảng trường, âm quỷ thu lấy từng viên hồn tinh, thúc giục sinh tử bộ đối phó hài cốt xung quanh vô cùng dễ dàng, không chút cản trở. Nhưng cường giả các thế lực cũng đã ra tay, phá hủy không ít hài cốt thu lấy hồn tinh, thậm chí còn có không ít hài cốt bỏ ra quảng trường, đều mang theo đại đạo hồn tinh, nhưng lại bị phá hủy nhanh chóng. Trong hắc thủy ngục giam nhốt không ít tù nhân đại đạo cảnh. Mạc Kình Thiên nói, nghe nói trong hắc thủy ngục giam có thông linh bảo khí, không biết có thật hay không. Ma linh yêu nữ có chút hoài nghi nói, không có lửa sao có khói, nói không chừng là thật sự. Mạc Kình Thiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhíu mày nói. Tên kia sao còn chưa tới, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Với thực lực của hắn sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Chỉ sợ là ngoài ý muốn. Ma linh yêu nữ cắn môi, trong mắt hiện tia lo lắng. Thu phục. Âm quỷ thu viên hồn tinh cuối cùng vào trong tay, thu sinh tử bộ vào người, trên mặt lộ ý cười,
tổng cộng có trên 100 đại đạo hồn tinh, một mình hắn thu ít nhất 40 viên, xem như thu hoạch lớn. Âm quỷ, một người lấy nhiều như vậy cũng không hay, giao ra một nửa ta không làm khó dễ ngươi, như thế nào? Một thân ảnh nhảy tới ngăn cản âm quỷ, chân khí trào ra, cô đọng không gian xung quanh. Âm quỷ ngẩng đầu, người kia hơi mập, là một trung niên, trên khuôn mặt tròn lại có làn da trắng nõn, mắt một mí gian trá âm trầm. Ánh mắt âm quỷ hiện tia ngưng trọng, trầm giọng nói. Tham lang, thu hồn tinh chỉ bằng bổn sự, dựa vào cái gì cho ngươi? Bằng thực lực Bắc Đầu Môn, bằng thực lực của ta mạnh hơn ngươi, vậy đủ rồi đi. Người kia liếm môi, không hề đem âm quỷ xem vào trong mắt, ánh mắt hiện tia tham lam. Tham lang, thất sát môn cũng không dễ chọc. Hơn 10 thân ảnh nháy mắt xuất hiện bên người âm quỷ, là Mạc Kình Thiên bọn họ, mà người nói chuyện là Thiên Khu. Không nghĩ tới chỉ một thất sát môn nho nhỏ lại đem các ngươi buộc tới cùng nhau, chẳng qua ở trước mặt ta không có tác dụng gì quá lớn. Ánh mắt tham lang lướt qua, dừng lại trên 3 người Mạc Kình Thiên, Ma Linh Yêu Nữ cùng Âm Minh Dạ Xoa. Siêu siêu, hơn 30 thân ảnh cũng hạ xuống bên người tham lang, có nhiều đại đạo cảnh, không ít thông thiên cảnh, thấp nhất cũng là ngộ chân cảnh cao giai, lập tức cung kính hành lễ. Trưởng môn, song phương đối chọi gay gắt, những người khác cũng chú ý tới, loại chuyện này cũng không ai quản, chỉ muốn xem cuộc vui, nói không chừng còn có thể chiếm tiện nghi. Đây đều là Bắc Đầu Môn, tham lang là trưởng môn, thực lực rất mạnh, nghe đồn hắn có thể chống cự thiên địa uy áp, rất ít đối thủ. Thiên Tuyền khẽ nói với 3 người Mạc Kình Thiên. Thật sự là hổ lạc bình dương bị khuyển khi, nếu ở Phong Vân Sơn, loại mặt hàng này làm sao dám hung hăng càn quấy. Hổ Sơn đứng sau lưng Ma Linh Yêu Nữ tức giận bất bình, cũng không có biện pháp nào khác. Ngươi nói cái gì, người thất sát môn quả nhiên hung hăng càn quấy, vậy giết gà dọa khỉ tốt lắm. Lời nói của Hổ Sơn tất cả mọi người đều có thể nghe được, một hán tử gầy gò đứng sau lưng tham lang ánh mắt âm trầm, dậm mạnh xuống đất, thân hình hung hăng lao thẳng về hướng Hổ Sơn, vung tay đánh ra, một đạo chảo ấn vặn vẹo áp bạo không gian, trực tiếp chộp tới. Người của Phong Vân Sơn chúng ta, chỉ là một đại đạo cảnh trung giai thì có thể động sao, cút. Sắc mặt Mạc Kình Thiên trầm xuống, thân hình lao tới như tia chớp, trường bào vũ động, nguyên lực chen chúc hội tụ. Một đạo năng lượng quyền ấn trực tiếp đánh ra, xuyên thủng qua không gian hung hăng va chạm vào chảo ấn. Oanh! Hai cỗ năng lượng đỡ upsilon.ng chạm, kinh phong khủng bố lan tràn, không gian đều bị chấn vỡ. Hừ! Hán tử gầy gò rên lên một tiếng đau đớn, lảo đảo bật lui ra sau, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã nếm thiệt thòi. Linh hồn áo nghĩa, không gian áo nghĩa. Ánh mắt tham lang đột nhiên run lên, âm trầm nhìn Mạc Kình Thiên. Ha ha, tham lang, ngươi cũng đừng quá tham lam. Một tiếng cười to vang lên, tiếng cười xen lẫn nguyên lực, thanh âm mang theo uy áp thật lớn, người thực lực không đủ nhất thời bị ảnh hưởng, sắc mặt đều tái nhợt. Hơn 10 thân ảnh rơi xuống bên cạnh người thất sát môn, đi đầu là một hán tử mập mạp mặc kim bào, mang theo cỗ khí tức liếc nhìn thiên hạ, không giận mà uy. Đi bên cạnh còn có một nữ tử cực béo, nhưng dung nhan thanh tú động lòng người. Chính là Tây Vương Phủ Mộc Vương cùng Bảo Châu Công Chúa.